chương 521, trong chóng gió. Vừa nghe xong, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Vitus và Lauren kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía cô gái nhỏ trên màn hình, can đảm mà thản nhiên đưa ra yêu cầu như thế. Hai chồng mắt tưởng vĩ quốc ngưng động, sắc mặt căng ra nhìn về phía cô. 370 vạn lẻ một đồng, trang tính vũ cảm thấy thú vị khi nghe con số này, đôi mắt hiện lên ý cười, nhưng giọng nói đầy uy nghiêm, nói, này, cô gái nhỏ, chai rượu đỏ của cháu có phải quá mắc rồi hay không? Đôi mắt đường khả hình lập tức dưng dưng lại kiên định nói, không mắc. Mua được tình cảm ấp ủ trong lòng người làm rượu, thật sự là quá lời cho ngài rồi. Trang tính vũ trầm mặc nhìn thấy đôi mắt của cô gái trên màn hình tràn đầy sự kiên quyết cùng tự tin, cuối cùng trên mặt ông hiện lên tươi cười cùng tán thưởng, gật đầu nói, đúng vậy, tình cảm ấm áp đích thực là vô giá, khó có người trẻ tuổi như cháu có can đảm khiêu chiến quyền thế, đưa ra yêu cầu như thế, dũng cảm, quyết đoán, kiên định. Chú đây liền nhìn thấy thầy trò các người có tình nghĩa đáng quý như thế, cứ coi như chú là một khách hàng, dùng 370 vạn lẻ một đồng mua chai rượu đó cho cháu. Mọi người kinh ngạc, không thể tin vào những gì mình vừa mới nghe được. Đôi mắt đường khả hinh ngưng động, từng giọt nước mắt rơi xuống, khiếp sợ không nói nên lời. Vitus nhìn thấy một màn này, hai mắt ánh lên những tia sáng vui vẻ, gương mặt vui mừng mỉm cười tưởng vĩ quốc không vui nhìn về phía trang tĩnh vũ. Audio điện tử võ tấn bền. Lauren là người đầu tiên kích động đứng lên cho cô bé này một tràn vỗ tay nhiệt liệt. Fiona cũng hết sức vui mừng đứng lên, vừa vỗ tay vừa cười nói, đây thật sự còn hơn ngày lễ hội, là ngày đáng để vui mừng, quá đặc sắc. Mọi người cùng nhau đứng lên, vỗ tay chúc mừng cho cô gái cơ trí và dũng cảm này. Đây là chai rượu đỏ quý giá nhất mà ta mua được từ trước đến nay, Trang tính vũ cũng bất đắc dĩ cười rộ lên, nói, Vitus tiên sinh, nhìn xem ngài thu nhận đồ đệ này thật tốt nha, một lát nữa ngài nhớ gặp tôi lấy 370 vạn lẻ một đồng đó nha. Vitus lập tức đứng lên, tôn kính nhìn trang tính vũ, mỉm cười gật đầu, thay đồ đệ thăm hỏi, kích động nói cảm ơn chủ tịch. Đường khả Hinh khóc không thành tiếng. Trang tính vũ ngẩng đầu, cảm động nhìn về phía hai thầy trò này, thật tình nói, trên cái thế giới này có rất nhiều thứ vô giá nhất là khó có được tình nghĩa đậm sâu như thế. Hy vọng ở trận thi đấu lớn trong tương lai, các người có thể hợp tác tốt, tạo lập thành tích tốt đẹp. Dù sao đối với thi đấu, kết quả trọng yếu nhất là thời gian biểu diễn, đó là một đoạn sinh mệnh ngắn ngủi, hãy quý trọng mỗi một ngày nỗ lực, mỗi một ngày đều có tâm trạng tốt. Cố lên cô bé. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía ông chú này, kích động gật đầu, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn chủ tịch, cháu sẽ cố gắng ạ." Chai rượu Lafite 582 này của cháu, chú sẽ phái người đi lấy, đem 370 vạn nhân dân tệ đổi thành tiền bảng anh đưa cho phòng ăn bách hợp của các cháu, dùng để quay vòng vốn cho phòng ăn, chú đoán số tiền đó cũng đủ rồi, ngày mai chú sẽ phái đầu bếp đến đó, sẽ do ba người các con tự phỏng vấn. Trang tính vũ nhất ngôn cửu đình, mỉm cười nói. Đường khả hình hài lòng, vui vẻ cười rộ lên, nói thật vậy ạ. À? Ừm, um, trang tính vũ mỉm cười gật đầu cảm ơn chủ tịch đường khả hình lập tức kích động nói cháu còn phải cảm ơn một vị chủ tịch khác nữa đó trang tính vũ mỉm cười nói bởi vì phân nửa số tiền ta đang có đều do ông ấy kiếm cho ta sắc mặt đường khả hình hơi thu lại chậm chạp quay đầu nhìn thấy vẻ mặt căng da của tưởng vĩ quốc nghĩ nghĩ nhưng vẫn hướng ông ấy nhẹ nhàng gật đầu thanh âm nhỏ nhẹ nói cảm ơn chủ tịch tưởng tưởng vĩ quốc lạnh lùng nhìn cô một cái trong nháy mắt đứng lên bước nhanh đi ra ngoài Đường khả hình im lặng, đứng yên tại chỗ không lên tiếng, trái tim không hiểu sao run rẩy liên hồi, nhìn thấy ông ấy khiến cô nhớ tới một người khác, loại cảm giác rời non lấp biển kéo tới, cô lập tức cố gắng kiềm nén xuống làm cho hai chồng mắt càng kiên định, dũng cảm không muốn nghĩ về chuyện thương tâm đã qua. Tốt lắm, trang tính vỗ khép lại tư liệu tuyển thủ thứ 8, mặc dù không biết tên của cô gái nhỏ này nhưng vẫn rất xúc động cười nói, hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc, các vị cực khổ rồi, đối với trận thi đấu lớn trong tương lai, xin. Nhờ các vị đưa người giám sát biểu hiện của các tuyển thủ. Dù sao, trong trận thi đấu cũng có không ít người trẻ tuổi, tương lai bọn họ sẽ bộc lộ hết sở trường của mình, hy vọng các vị có thể giúp bọn họ bộc lộ hết năng lực của mình. Mọi người đứng lên, hướng về phía ông, gật đầu. Trang tính vũ mỉm cười đứng lên, xoay người rời khỏi ghế chủ tịch, chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng còn có người muốn nói điều gì đó. Chủ tịch, đột nhiên đường khả hình nhẹ nhàng gọi ông. Trang Tĩnh Vũ đứng lại, quay đầu, mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn Trang Tĩnh Vũ, nhớ tới cái người đẹp trai, hơn nữa còn vô cùng cơ trí, rất nhiệt tình, đó là Trang Hạo Nhiên, chân thành cảm kích nói cảm ơn chú. Lời cảm ơn này bao gồm rất nhiều ý nghĩa, bao gồm cả vị tổng giám đốc kia được một người cha hoàn mỹ hiện đang đứng trước mặt mình giáo dục tốt như thế. Trang Tĩnh Vũ nhìn thật sâu cô gái nhỏ này, trên mặt hiện lên nụ cười từ ái, nói không cần cảm ơn ngủ một giấc thật ngon, chỉ có giữ gìn thân thể khỏe mạnh, trong tương lai mới có thể đủ sức chiến đấu, cố lên. Đường khả hình lập tức ôm bình rượu đỏ chân quý, kích động khẽ gật đầu. Trang tính vũ không nói thêm nữa, quay người rời khỏi phòng họp, trong nháy mắt màn hình cũng được tắt. Đường khả hình hình màn hình laptop, trong nháy mắt đã tắt, đôi mắt cô rơi lệ, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, dường như mới vừa đi đánh trận về, yếu ớt ngồi dưới đất khi niki có chút lo lắng nhìn đường khả hình nhìn thấy cô trong nháy mắt thân thể đã mệt mỏi như thế liền kêu nhỏ a yêu ok đường khả hình im lặng không lên tiếng chỉ là đột nhiên nhớ tới nhã tuệ cô sợ mình quá yếu đuối sẽ đánh mất chính mình nên liền nhanh chóng lau khô nước mắt lập tức đứng lên nói am ok bây giờ chúng ta lập tức bắt đầu công việc cô đứng lên thật nhanh đột nhiên cảm thấy hoa mắt mờ mịt cả người không chịu nổi liền hôn mê bất tỉnh té trên mặt đất chai rượu đỏ trong tay lăn đi thật xa. A, à, Nikki kinh ngạc kêu to, si sì phên từ, cô ấy ngất rồi. Hai nhân viên đang làm việc nhìn thấy đường khả hình đột nhiên té nằm trên đất, tức khắc chạy đến, một người sốt ruột ôm đường khả hình đi ra ngoài, nói, đến bệnh viện. Cô ấy vừa bị chảy máu mũi, lập tức đi kiểm tra. Được, đồng nghiệp tức khắc lên tiếng trả lời. Bruce lập tức lấy nón lông của mình cùng với Niki đi theo, lập tức chạy nhanh tới bệnh viện. Mưa phùn lất phất rơi, cây liễu ngoài trời giường như được phủ lên một tầng xương trong suốt, tỏa ra màu xanh nhạt lung linh. Đường khả Hinh nằm trên giường đang được bác sĩ tận tình kiểm tra sức khỏe, một lúc sau mới mỉm cười nhìn Bruce và hai nhân viên lúc nãy đưa cô đến, nói bệnh nhân không có việc gì, do cô ấy quá mệt nhọc nên đang ngủ thôi. Cái gì? Nikki mở to mắt không thể tin nổi, nhìn bác sĩ, kinh ngạc nói đang ngủ. Đúng vậy, cô ấy đang ngủ, bác sĩ bất đắc dĩ mỉm cười nói. Bruce nghe bọn họ nói như vậy, trầm mặc quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt cô tái nhợt, tóc hơi rối phủ trên trán, nhắm chặt hai mắt, hơi mở môi mỏng, hô hấp yếu ớt, nặng nề ngủ sâu như một đứa trẻ vừa mới bị thương. Let her have a good sleep, hãy để cho cô ấy ngủ đi, Bruce cảm xúc nói, she hasn't been in a sleep for today and night, cô ấy đã hai ngày hai đêm không có ngủ rồi. Nikki gật gật đầu, cũng rất đau lòng nhìn đường khả hinh. Đúng vậy, cô ấy rất mệt mỏi, đã kiên trì suốt hai ngày qua, đến cuối cùng tưởng chừng đã thua cuộc trong cuộc thi rượu đỏ mình đang tham gia, thành công luôn dành cho những người có chuẩn bị. Cô bé này, từ trước tới nay, ngày nào cô ấy cũng luôn chuẩn bị kỹ càng, cho nên cô ấy mệt mỏi, mệt mỏi quá, vì vậy nên để cho cô ấy yên ổn ngủ một giấc thật ngon đi. Bầu trời nước Anh, những hạt mưa vẫn rơi tí tách. Bầu trời nước Pháp như mới đang được tắm mát, đường phố vẫn còn ẩm ướt nước mưa. Tình cảm ấm áp cùng không khí lãng mạn trên đường, vô số hạt mưa lất phất rơi, một không gian tràn đầy nghệ thuật. Trang hạo nhiên mang hành lý từ đại sảnh nhà hàng Tây đi ra, đôi mắt hơi thất thần nhìn về phố xá sầm uất, không khí tĩnh lặng tràn ngập khắp đường phố, còn có ánh đèn chiếu sáng các cửa kính, trong lòng suy nghĩ đường khả hinh, rốt cuộc em đã đi đến nơi nào rồi hả? Chàng trai trẻ đứng trong mưa, đôi mắt mờ mịt, Biểu lộ một chút đau lòng nhìn đoàn người qua lại, không biết hiện tại nên làm gì, nên tìm cô bé ngốc kia ở đâu, thế nhưng nếu bây giờ được gặp mặt, anh cũng không biết nên nói gì với cô nữa. Đôi mắt anh xẹt qua một chút bất đắc dĩ cười khổ, mở cây dù đi vào trong mưa, đi về phía trước tiếp tục tìm kiếm phòng ăn. Đi qua một pháo đài cổ kính rất lớn, có poster hình cánh đồng hoa oải hương thật đẹp đang hiện ra trước mắt mọi người. Trang Hạo Nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn poster hình cánh đồng hoa oải hương chính là được chụp ở Provence, đó là một bức ảnh có bầu trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi, còn có cánh đồng hoa oải hương minh mông, bát ngát, đôi mắt anh lập tức trở nên dịu dàng nhìn thấy đóa hoa nho nhỏ cứ như vậy lung lay trong gió, dường như cảm nhận được một trận hương hoa nồng đậm đang xà vào lòng mình, đôi mắt anh nhẹ chớp, không nhịn được nhớ về khoảng thời gian tuổi thơ của mình, có một cô bé mặc váy màu trắng, đứng giữa cánh đồng hoa oải hương, đôi mắt đẫm lệ nhìn mình, giọt lệ trong suốt rơi xuống trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ xinh. Có một cô gái đứng trong rừng phong nhìn về phía mình, giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Hai cô gái đó, dường như đã đi qua cùng năm tháng như nhau. Trang hạo nhiên hơi trầm lặng, vì vừa có chút nghi hoặc khi nhìn thấy poster cánh đồng lớn hoa oải hương lại tiếp tục đi về phía trước. Giấc mơ, giấc mơ kia, lại là giấc mơ kia. Trên giường có một cô gái đang nằm, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, nặng nề thở dốc, hai tay nắm chặt một góc chăn, nhớ lại cánh đồng hoa oải hương mỹ lệ, có một cậu bé ngồi ở trong một hàng hoa oải hương tím nhìn cô bé đang tự làm trong chóng gió vô cùng đẹp, cậu bé đó mỉm cười. Cô bé nhìn cậu bé cũng cười cười hết sức ngọt ngào. Một trận gió thổi tới, cô bé mặc váy trắng đã làm xong trong chóng gió màu tím, đang nhìn chúng không ngừng quay theo gió, giống như đôi bươm bướm hồ điệp cùng nhau bay về phía bầu trời, toàn bộ xoay tròn quay trở về. Cậu bé và cô bé đồng thời ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh, nhìn trong chóng gió do mình tự làm đang không ngừng xoay tròn giữa bầu trời xanh thẳm, thật vui vẻ cười rộ lên. Anh trai, sau này mỗi ngày em đều làm trong chóng gió cho anh nhé. Âm thanh non nớt của cô bé, ngọt ngào truyền đến. Cậu bé mỉm cười, đôi mắt tinh anh. Cậu bé đứng ở một gốc cây phong nhìn về phía trước mỉm cười, đôi mắt ôn nhu, sáng trong. Chàng trai và cậu bé ấy dường như đã đi qua cùng năm tháng như nhau, đồng thời ôn nhu nhìn mình mỉm cười trong nháy mắt đường khả hình mở mắt ra, nhớ tới trang hạo nhiên, không hiểu sao gấp gáp gọi anh trai. chương 522, tại sao chuyện này lại liên quan đến tôi? Niki đẩy cửa ra, cầm theo một bình cháo ngô, đi tới chỗ đường khả hình, nhẹ nhàng gọi khả hình. Đường khả hình đang chìm trong giấc mộng, mơ hồ tỉnh dậy nhìn Niki, cô cảm giác như mình vừa mới từ một thế giới khác tỉnh dậy, lau đi mồ hôi trên trán nhìn Niki mỉm cười. a yêu ok? Niki ngồi xuống bên giường, có chút lo lắng nhìn đường khả hình, hỏi. Đường khả hình không nói lời nào, chỉ mệt mỏi tựa ở bên giường, nuốt khan một cái, cổ họng khô khốc nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhìn mọi thứ trong phòng của mình, đến khi nhìn thấy bên ngoài cửa sổ là một màn đêm tối tăm, liền tò mò hỏi, what tam nào? Mấy giờ rồi? Niki nhìn đường khả hình, mỉm cười nói, it is already 11 giờ tối nào, đã 11 giờ đêm rồi. Đường khả hình tựa ở bên giường, nghe nói thế mới cười khổ nói tôi đã ngủ lâu như vậy rồi ư niki không rõ cô đang nói cái gì chỉ có chút lo lắng nhìn cô đường khả hình mỉm cười nhìn niki lắc lắc đầu cô ăn một chút cháo đi là bruce làm vô cùng ngon đó nha niki mỉm cười múc cháo ra chén múc một muỗng cháo đưa tới bên môi đường khả hình tự tôi ăn được rồi đường khả hình có chút yếu ớt cầm lấy chén cháo nhỏ nhẹ nhàng múc một muỗng cháo đưa vào miệng chậm rãi ăn thế nhưng trong lòng vẫn nhớ tới giấc mơ lúc này, thật trùng hợp là hai người lại trải qua cùng một đoạn thời gian như nhau. Niki có chút đau lòng cùng bất đắc dĩ nhìn đường khả hinh, vươn tay vén nhẹ lọn tóc của cô. Đường khả hinh ngẩng đầu nhìn Niki mỉm cười, nói I am fine. Don't be so worried, just go to sleep, tôi rất khỏe, cô không cần lo lắng cho tôi, cô đi về ngủ đi. Niki nhìn khả hinh, lại vẫn có chút không yên lòng, lắc đầu cười. Go, đi về ngủ đi, đường khả hình nắm tay Niki, mỉm cười nói. Niki ngồi ở một bên nhìn bộ dáng suy yếu tươi cười của đường khả hình, mặc dù mới ở chung với nhau có mấy ngày nhưng cũng hiểu đôi chút về cô, liền mỉm cười, gật đầu nói, ok. Ngoặc kép, đường khả hình cũng mỉm cười. Niki đứng lên rời khỏi phòng, đi đến cạnh cửa, đột nhiên xoay người nhìn đường khả hình, cười nói, thank you for coming. If you like you was born again, you have been dreaming go for marrying Bruce. You know, it feel good to have a company. It is a pity that here, jack me. Bruce and I cannot fall in love and feel lonely or alone. But it's so amazing that we no longer feel that way when you are with us. Cảm ơn cô đã đến với chúng tôi. Tôi cảm thấy tôi hình như đang được sống lại. Tôi vẫn luôn muốn gả cho Bruce. Cô biết không, cảm giác đó thật tốt. Thế nhưng anh ấy lại không muốn cưới tôi. Tôi cảm thấy thật đáng tiếc. Hai chúng tôi không hề yêu nhau, nhưng lại cùng nhau cô đơn, Thế nhưng kể từ khi cô đến đây, ba người chúng tôi lại không còn cô đơn nữa, đây mới thật sự là điều kỳ diệu nhất. Đường khả hình có chút không rõ lắm, mỉm cười nhìn Niki, nhún nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ không rõ. Niki lòng thầm biết ơn cũng biết cô nghe không hiểu, nhẹ nhàng nói ok, chúc cô ngủ ngon. Cô cũng ngủ ngon, đường khả hình mỉm cười nói. Niki đi thật, đường khả hình nằm trên giường, hai mắt ôn nhu, không tự chủ để chén cháo xuống, ngồi trước bàn đọc sách mở đèn lấy một tờ giấy viết thư cầm bút máy trong ống đựng bút lên dùng nét chữ xinh đẹp nhất của mình mà viết trang hạo nhiên cô vẫn dừng lại ở ba chữ đó đôi mắt ánh lên sự kiên định liền trầm mặc đem nó cất vào ngăn tủ cầm lên quyển từ điển tiếng anh tìm kiếm những từ có liên quan đến phòng ăn bắt đầu chuyên chú học tập ngoài cửa sổ mưa tí tách rơi cùng với cô gái cô đơn này sáng sớm tinh mơ của một ngày sau Ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi mang đến từng đợt ấm áp, dòng sông vẫn ôn hòa trôi xuôi dòng, cành liễu rũ xuống đêm qua, bây giờ đã vươn thẳng, trên cành lá còn đọng một vài giọt sương mai, xa xa là các tòa nhà mang kiến trúc Gothic cao chót vót dưới bầu trời, giống như một võ sĩ cổ xưa đứng sừng sững, hết sức ưu nhã. Hôm nay, Đường Khả Hinh mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần đùi màu đen, khoác áo màu xanh đậm, mang ủng ngắn màu đen, mới ngủ được một ngày một đêm, tinh thần phấn chấn hơn, nụ cười ngọt ngào lòng đầy hy vọng, vừa mới bước ra khỏi phòng, phịch một tiếng, một âm thanh khủng bố truyền đến từ nhà hàng. Tây, cô khiếp sợ đứng tại chỗ, lại nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ hướng phòng ăn, cô khiếp sợ chạy như bay từ cửa sau vào phòng ăn, liền nhìn thấy cửa chính và cửa sổ sát đất của phòng ăn đều bị phá nát, sau đó là hàng loạt quả cầu lửa âm ầm từ phía ngoài cửa sổ ném vào, trong nháy mắt khăn trải bàn màu tím cháy hừng hực, đang thiêu đốt tất cả mọi thứ. Đường khả hình thét chói tai, lập tức không màng tới bất kỳ thứ gì chạy qua ngọn lửa đang cháy mãnh liệt, lấy khăn trải bàn từ một bàn khác, liên tục đập xuống, vừa dập lửa vừa khóc kêu to, Bruce, Nikki mau đến đây. Mau, Bruce cùng Nikki chạy vào phòng ăn, lập tức nhìn thấy đường khả hình đang cầm khăn trải bàn nỗ lực không ngừng dập lửa, thế nhưng lửa cháy càng ngày càng mãnh liệt, nhanh chóng thiêu đốt rèm cửa của cửa sổ sát đất, sắp thiêu đốt đến nóc nhà. Quan trọng hơn hết là ngọn lửa kia sắp đem thân thể cô gái bé nhỏ thiêu cháy mất. No, Bruce chạy thật nhanh tới, nắm chặt vai đường khả hình, vội vàng kéo cô lui về phía sau. Buông tôi ra, đường khả hình khóc hòa lên, sống chết cầm khăn trải bàn nhanh chóng dập lửa, thế nhưng thời khắc này, lửa đã cháy tới khăn trải bàn cô đang cầm, lửa cháy hừng hực, chúng sắp cháy đến tay cô rồi. No, you are crazy, cô điên rồi, phòng ăn này sắp cháy hết rồi, mau chạy đi, Bruce cố gắng kéo nhanh đường khả hình ra ngoài. No, tôi không đi, tôi có chết cũng không đi. Đường khả hình điên cuồng gọi, lại cầm thêm một khăn trải bàn khác không ngừng dập lửa. Lúc này, Nikki mới tìm được hai bình dập lửa, đưa cho Bruce một cái, mình cầm một cái, sốt ruột mở chốt bình, nhanh chóng hướng theo chiều gió mà dập lửa. Kasuya cũng chạy đến, đem cái thùng nhỏ chạy vào phòng bếp, liên tục tạt nước, hy vọng có thể dập tắt lửa. Đường khả hình điên cuồng thét chói tai, vừa khóc vừa cầm khăn trải bàn tiếp tục hướng tới đám lửa, càng lúc càng cháy lớn, kêu to không được không thể được đây là phòng ăn mà tôi đã rất khổ cực mới lau dọn sạch sẽ không được không thể đốt không thể được dưới đất còn có rất nhiều rượu đỏ vô cùng quý giá không thể đốt tuyệt đối không được tuyệt vọng gào thét từng tiếng thê lương truyền đến khói đen bay ngút trời âm thanh xe cứu thương xe cứu hỏa vang lên trước cảnh tượng vô cùng đáng sợ vô số người đi đường liền tò mò nhìn phòng ăn bách hợp đang cháy sốt ruột nhìn một phần phòng ăn đã bị đốt thành cho, thật nhiều sinh viên cũng tò mò tập trung lại nhìn về phía phòng ăn, muốn biết tại sao phòng ăn đó lại bị cháy lớn như thế. Lửa đã được dập tắt, đội phòng cháy chữa cháy, còn có cảnh sát chạy đến xem xét. Không nhúc nhích, đầu tóc đường khả hình dối bời, gương mặt đen đúa, y phục xinh đẹp, giờ đây đã bị phá hư, đôi mắt vô hồn, tuyệt vọng ngồi trên bãi cỏ. Nhìn về phía phòng ăn đã từng rất xinh đẹp mà giờ đây chỉ còn lại cửa sổ sát đất vỡ nát, phần lớn bên trong phòng ăn đều bị lửa thiêu hủy, những khăn trải bàn đẹp đẽ, ghế dựa màu tím sang trọng, còn có ly thủy tinh, tất cả đều bị đốt sạch. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đường khả hình run run rẩy rẩy, tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng nhìn về phía phòng ăn, dường như nhớ lại một buổi tối kia có một thân ảnh rất kiên định, cố gắng sửa sang lại căn phòng đó, cô lảo đảo ngã xuống, nước mắt rơi lã chã, bỗng nhiên cô nghe thấy một tiếng nước nở vang lên, chậm chạp quay đầu, cô nhìn thấy ngồi trên sân cỏ trước cửa phòng ăn là Nikki đang tựa vào lòng Bruce run rẩy, sợ hãi khóc, thỉnh thoảng nghiêng mặt nhìn về phía phòng ăn, sau đó lại khổ sở tựa vào lòng Bruce, ánh mắt Nikki như đang nhìn thấy quỷ vậy. Kinh hoàng và hoang mang, lại quá sợ hãi, không thể bình tĩnh trở lại được. Đường khả hình trừng lớn mắt nhìn về phía Nikki đang hoảng sợ, cảm thấy bầu không khí không được bình thường, cô lập tức bổ nhào tới, ngã ở trước mặt Nikki, nước mắt chấn động rơi xuống, nắm lấy thân thể Nikki, Nghi ngờ, phẫn nộ, lớn tiếng quát, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt của cô lúc này là sao đây? Tại sao? Có phải cô đã biết chuyện gì rồi đúng không? Nikki nghe đường khả hình quát như thế, lập tức sợ hãi trốn ở trong lòng Bruce, không dám lên tiếng. Teo me, trả lời tôi đi. Đường khả hình cắn răng, phẫn nộ nắm chặt quần áo của cô, lửa giận mút trời nói, do yêu hép something to do ít the fire accident. Có phải cô biết mọi chuyện liên quan đến đám cháy này đúng không? Hey, Bruce đẩy đường khả hình ra, nhìn cô phẫn nộ nói, what are you doing? Cô muốn làm gì hả? Phòng ăn của tôi không còn nữa. Đường khả hình quỳ trên mặt đất, nhìn hai người bọn họ, kích động thét chói tai, không còn phòng ăn nữa. Bị lửa thiêu dụi rồi. Rốt cuộc là tại sao? Cô gần như điên cuồng đánh Nikki, không ngừng bấu chặt quần áo Nikki, rơi lệ, tức giận khóc to. Get out, cô cút ngay cho tôi. Bruce phẫn nộ đẩy đường khả hình ra, sau đó cũng buông niki ra đứng dậy đi vào trong phòng ăn cô nói cho tôi biết vì sao phòng ăn lại không còn vì sao lại bị thiêu hủy đường khả hinh kéo cổ áo niki lại vô cùng tức giận rơi lệ hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả cả người niki dường như bị khủng hoảng lớn quỳ dạp trên cỏ hai tay nắm chặt nắm chặt như cài then nước mắt không ngừng tuôn rơi không cho phép cô đối với tôi như vậy cô đứng lên ngay cho tôi nói cho tôi biết tại sao phòng ăn lại bị cháy. Tại sao, đường khả hình kéo tay Niki, vừa khóc vừa nói lớn. Get out of me eye, cô cút ngay, khỏi mắt tôi, Bruce đột nhiên lôi đường khả hình ra một bên, nhìn bộ dáng run rẩy, sợ hãi của Nikki, mới nhìn đường khả hình thức giận quát, that is all because of you, tất cả đều tại cô. Ông đang nói cái gì? Đường khả hình nhìn Bruce, rơi lệ nói lớn. Sắc mặt Bruce vô cùng lạnh lẽo, bỗng nhiên cầm từ điển tiếng Anh, gõ gõ đánh ra một loạt chữ tiếng Anh. Đường khả hình run run rẩy rẩy nhìn các từ tiếng Anh trên màn hình được dịch sang tiếng Trung tất cả đều tại cô. Hai mắt cô run lên, đột nhiên nghi ngờ nhìn Bruce, khóc thất thanh, nói tại sao chuyện này lại liên quan đến tôi. chương 523, mua lại toàn bộ. Bruce lại tức giận đoạt lấy từ điển, từng chút từng chút giải thích cho đường khả hình, tôi ở phòng ăn này nhiều năm, mình cùng con trai chỉ có hai người, cho đến khi NIKY xuất hiện, ba người chúng tôi sống rất tốt thế nhưng tại sao cô lại đến đường khả hình ngẩng đầu ngổn ngang nghi ngờ rơi lệ nhìn về phía bruce bruce tức giận mà đau lòng liếc nhìn đường khả hình một cái tiếp tục gõ tiếng anh người trong tộc của niky vẫn đang tìm cô ấy muốn đem cô ấy quay về cho nên ba người chúng tôi trốn ở chỗ này không bị phát hiện là quá tốt nếu như không phải cô ngang bướng muốn sửa chữa lại phòng ăn tây này cô ấy cũng sẽ không bị phát hiện chấm than ngoặc kép. Đường khả hình mở to mắt, quả thực là không thể tin nổi, vu vơ nhìn về phía hai người này, châm chọc rơi lệ cười lạnh nói, dựa vào cái gì, chuyện cá nhân của các người, lại liên lụy đến phòng ăn của tôi. Bruce nghe không hiểu lời đường khả hình, lại tiếp tục gõ từ điển, NIKY không thể bị bắt về, nếu như bị bắt trở về, cô ấy có thể sẽ chết. Cũng không thể bị hoàn cầu phát hiện, nếu như phát hiện thân thế của cô ấy, cô ấy có thể sẽ bị đuổi đi, sẽ không còn có nơi thứ hai có thể thu nhận cô ấy. Đường khả Hinh nghiến răng nghiến lợi rơi lệ nhìn về phía NIKY, đang run run rẩy rẩy núp trong lòng Bruce, sợ đến sắc mặt kinh hoàng bất an, mười ngón tôi y không ngừng che mặt, co giật, cô tức giận quay đầu, nhìn mình, kìm nén đau khổ trở về phòng ăn, lúc này một nửa phòng ăn, giống như một đống đổ nát, tim như bị cào xé đau đớn. Bruce dường như cảm thấy sự việc có chút thay đổi, lại mạnh mẽ kéo thân thể đường khả Hinh lại, gõ lên vài chữ cô không thể đem chuyện này báo cáo cho hoàn cầu. Cô ấy không có nhà để về, chấm than ngoặc kép. Đường khả hình lại lạnh lùng nhìn về phía NIKY, vẫn run rẩy sợ hãi như cũ, nước mắt từng viên lớn, không ngừng lăn xuống, cô cắn chặt răng, mở con người đẫm nước mắt nhìn về phía phòng ăn, không muốn nói chuyện. Một loạt tiếng bước chân, nhanh chóng chuyển đến. Điều tra viên hoàn cầu, vốn là hôm nay cử đầu bếp tới phỏng vấn, lại nghe phòng ăn bách hợp gặp hỏa hoạn, bộ phận hành chính lập tức cử người đến tìm hiểu tình huống, dẫn đầu là thư ký trưởng Tả Linh, nhanh chóng hướng về phía ba người trên bãi cỏ. Bruce đang ôm chặt NIKY, dường như đã rất hoảng sợ và bất an, cô liền nhìn về phía người ngã ngồi bên cạnh, đường khả hinh tóc rối tung, trên mặt dính dày vết đen, quần áo có vài chỗ bị cháy rách xuyên thùng, nhanh chóng nói, xin hỏi cô là phục vụ rượu mới tới phòng ăn bách hợp phải không? Đường khả hinh ngồi trên bãi cỏ, tuyệt vọng rơi lệ nhìn về phía phòng ăn, chậm rãi gật đầu. Tả Linh lập tức hỏi, tôi nhận chỉ thị của chủ tịch, đến hỏi thăm phòng ăn vì sao lại bốc cháy. Cô có thể giải thích nguyên nhân bên trong được không? Đường Khả Hinh mù mờ ngồi một bên, không nói chuyện. Bruce ôm chặt NIKY, nhìn về phía đường Khả Hinh, thật khẩn trương. Cô có biết không, Tả Linh lại nhìn đường Khả Hinh, nghiêm túc nói, nếu như nguyên nhân gây ra vụ cháy này, là do ba người gây ra, cảnh sát điều tra ra, bất kể là ai, đều phải theo pháp luật mà xử trí. Cho nên bây giờ cô phát hiện ra cái gì, tốt nhất nên lập tức nói cho chúng tôi biết, có thể chúng tôi so với cảnh sát, sẽ xử lý trước một bước. Cũng coi như là giúp đỡ các cô. Đường khả Hinh nước mắt chảy xuống, nhìn phòng ăn cháy đen kia, chậm chạp quay đầu, nhìn về phía NIKY vẫn vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi, nhớ tới cô đêm qua còn vì mình mà nấu cháo ngô, vẻ mặt ôn hòa nụ cười thân thiết, nhất là khi cô ra khỏi phòng, quay đầu lại nói những lời đó, tuy mình nghe không hiểu, lại như có thể cảm nhận được cô gái này, hướng tới mình bộc lộ tình cảm thật sâu sắc. Cô ổn chứ, tả linh nhìn về phía cô, lại nhanh chóng hỏi. Đường khả hình chừng con người đẫm nước mắt, yếu ớt nhìn về phía NIKY, nhìn thật lâu. Bruce ôm chặt NIKY, ánh mắt đề phòng nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình nhìn lão đầu này một cái, nước mắt chảy xuống, quay mặt sang nhìn phòng ăn kia, ghế dựa đã bị thiêu rụi một nửa, cô đau lòng lau đi nước mắt trên mặt, Lắc lắc đầu, nghẹn ngào nói, tôi không biết nguyên nhân, tôi lúc đó mới ra đến, liền nghe tới một loạt tiếng nổ kinh hoàng, thời điểm khi tôi đi vào phòng ăn, là một loạt những quả cầu lửa. Vội xông vào, đầu tiên thiêu rụi hết những thứ tôi đã vất vả cực nhọc dọn sạch sẽ, những chiếc khăn trải bàn đẹp đẽ. Cô nói hết lời, tim chua xót cùng tuyệt vọng, nhìn về phía phòng ăn, run rẩy khóc lên. Tả Linh nghe thấy thế, cũng xót xa trong lòng, quay mặt sang, nhìn về phía phòng ăn nhìn thấy ở giữa có một cái ghế nhỏ, đã bị đốt thành màu đen, dường như có thể cảm nhận màu sắc xinh đẹp trước kia của nó, giúp tăng thêm sắc màu cho phòng ăn, rèm cửa ngàn thu cũng bị thiêu rụi, cái giá đỡ cũng bị biến thành màu đen, lông con mèo màu trắng cũng bị cháy xém không ít, bị thương nằm bò một bên, cúi đầu. mít cũng ngồi trồm hổm bên cạnh con mèo trắng, bàn tôi non nớt nhỏ bé, đặt trên người nó, lặng lẽ rơi lệ. Đường khả hình khóc càng lúc càng lớn, càng khóc càng uất ức, ngã ngồi dưới đất, giống như cô gái nhỏ bị thương, hai tay che mặt, khóc thật đau lòng, thật khổ sở. Tả Linh không biết làm sao, đành phải chuẩn bị giúp đỡ cảnh sát điều tra sự việc, vừa muốn cất bước, lại tiện tay cầm tấm ảnh chụp, đưa tới trước mặt đường Khả Hinh, tiếc nuối nói, đây là hình ảnh nhiếp ảnh ra ở phòng ăn của các cô chụp lại, vốn nghĩ trận thi đấu rượu đỏ lớn, muốn lưu lại album ảnh làm kỷ niệm. Đường Khả Hinh chừng hai mắt đẫm nước, cầm lấy ảnh chụp trong tay cô, nhìn thấy phòng ăn xinh đẹp ban đầu, xuất hiện trong mưa rèm cửa màu tím thủy tinh ánh sáng chiếu lấp lánh bên ngoài hai chiếc bàn tròn nhỏ cái ghế nhỏ khá đáng yêu được bày ở một bên chiếc ghế dựa màu tím dựa vào cây gỗ bên cạnh bình xứ hoa văn xanh được cắm một bó hoa hỏa liệt điều nước mắt lại từng viên từng viên nhỏ xuống bức ảnh một trận cào xé đau đớn không thể chịu đựng được cô khổ sở lưu luyến nhìn ảnh chụp một bên mạnh tay đấm ngực đau chết mất đau chết mất đường khả hinh vừa cầm ảnh chụp khóc vừa nhìn lại phòng ăn bị thiêu rụi thành một màu đen, nặng nề đấm mạnh vào lồng ngực. Bruce nhìn thấy đường khả hình như vậy, cũng đau lòng đi qua, nhẹ nhàng đem cô ôm vào trong lòng, nói câu sorry. Xin lỗi. Đường khả hình tựa vào lòng Bruce, cầm ảnh chụp, tay lại từng đợt mạnh mẽ đấm lồng ngực mình, vừa đấm vừa run rẩy khóc giống lên. Tại sao muốn đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Chẳng lẽ một ngày cũng không để cho tôi được sống dễ chịu sao? vừa mới tìm được một chút hy vọng, tôi còn chưa bắt đầu, tất cả đã không còn gì cả. Trời à, tại sao muốn đối với tôi như vậy? Phòng ăn tôi không còn, phòng ăn tôi cũng không còn. Cô gái nhỏ này, lại lần nữa tuyệt vọng thống khổ khóc giống lên, cái loại đau khổ khi mất đi một thứ quan trọng, lại tàn nhẫn hiện lên trước mặt mình, khắc vào lòng mình, tạo thành từng mảnh vết cắt. Mưa phùn, thời điểm nên tới, tại sao lại không ảo ảo kéo tới? đường khả hinh không chịu đi bệnh viện kiểm tra vẫn để quần áo bị hư hại như cũ gương mặt tiều tụy ngồi trên bãi cỏ rơi lệ nhìn phòng ăn trước mặt vốn dĩ bị lãng quên bị phủ cho bụi trần gian cũng không đáng sợ đáng sợ nhất là nó bị tổn hại bị phá hủy mà không cách nào khôi phục hình dáng ban đầu hai tròng mắt của cô mờ mịt rơi lệ nhìn phòng ăn trước mặt rèm cửa tím thạch anh bị cháy chỉ còn một vài thứ tán loạn còn treo tim lại một lần nữa bị cào xé đau đớn Đường khả hình phịch một tiếng, nằm úp sấp trên cỏ, mặt dán vào bãi cỏ mềm mại, nước mắt dọc theo khóe mắt chảy xuống. Mick cùng với con mèo bị cháy xém, ngồi xổm xuống bên người cô, khổ sở nhìn về phía cô. Bruce cùng NIKY vừa từ bệnh viện trở về, nhìn thấy bóng dáng màu xanh kia, tuyệt vọng cùng sợ hãi, trong lòng không khỏi tê dần, NIKY vội xin lỗi chạy đến trước mặt đường khả hình, quỳ xuống, ôm lấy cô, không ngừng nói sorry, really, really sorry, Xin lỗi, xin lỗi, tôi thực sự rất xin lỗi. Đường Khả hình không muốn nói chuyện, mặt áp sát đất, rơi lệ nhìn phòng ăn. Bruce cũng xin lỗi ngồi xổm trước mặt cô, nhìn cô gái nhỏ này bị đả kích đến mức mù mịt cùng tuyệt vọng, trong lòng tê dần, cúi đầu. Đường Khả hình hai tròng mắt trong veo tràn đầy nước mắt, tiếp tục lưu luyến không quên nhìn về phía phòng ăn, muốn thấy hình dạng của nó trước kia, muốn thấy hình dạng của nó trước kia, hình dạng trước kia, hình dạng trước kia. Con mèo trắng, theo ánh mắt cô, chậm rãi đi tới, chắn ngang tầm mắt. Đường khả hình tiếp tục rơi lệ nhìn phòng ăn kia. Con mèo trắng lại theo ánh mắt cô, lại di chuyển qua, chậm rãi đi tới, lại chắn ngang tầm mắt. Đường khả hình hai tròng mắt khẽ chớp, nước mắt lại rơi xuống bụi cỏ. Con mèo trắng lại theo trước mặt cô, bước qua. Đường khả hình một trận tức giận liếc mắt nhìn nó một cái, vừa muốn mắng nó, thế nhưng ánh mắt đột nhiên sáng lên, sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn con mèo trắng dường như đã biết mình bị ghét bỏ hướng về phía nó yêu thích ngồi xổm xuống tiếp tục nghỉ ngơi nằm ngủ cô chăm chú nhìn chằm chằm con vật này nhớ tới sự việc xảy ra hôm nay tại phòng ăn bỗng nhiên đứng lên chạy như điên ra bên ngoài bruce và niky có chút ký quái nhìn bóng dáng cô chạy như bay ra bên ngoài cũng vội vội vàng vàng chạy theo kêu to khả hinh đường khả hinh dọc theo đường hoa anh đào chạy như bay hai mắt tràn đầy nước trong đầu phấn chấn vừa thoáng qua ý nghĩ, chạy đến trước trạm điện thoại đỏ thấm, từ cái túi nhỏ rút ra tờ giấy tả linh đưa cho mình, nhanh chóng bấm số của cô, sau đó nói cho cô, chuyện hỏa hoạn, có thể là do những người dân tộc kia làm, nói dối giảm nhẹ tội, nói bọn họ có mấy người từng muốn đùa giỡn NIKY. Cô nhanh chóng đem mọi chuyện nói rõ ràng, sau đó cúp điện thoại, lại chạy về phía trước. Hay, Bruce nghi ngờ nhìn bóng lưng gấp gáp của đường khả hình, kêu to của Wing. Cô muốn đi đâu? Đường khả hình lau vệt than đen trên mặt, lại nhanh chóng chạy như bay về phía trước. vẫy tôi y gọi tôi si, ba người cùng đi đến chợ thú cưng trong thị trấn. Sis, 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 chấm than ngoặc kép. Đường khả hình đứng trước cửa hàng bán chó, chỉ vào năm con chó lớn lông vàng óng trong lồng tre, kêu to Iwantobi thêm. Tôi muốn mua bọn chúng. Bruce cùng NIKY mở to mắt, nhìn về phía đường khả hình năm con chó lớn lông vàng óng, trông như những vị tướng quân đầy quyền thế, đứng trong lồng, nhìn về phía đường khả hình. Cô chắc chắn chứ, đây chính là loại chó cực kỳ quý hiếm. Chủ cửa hàng hết sức ngạc nhiên nhìn về phía đường khả hình, kêu lên. Yes, chấm than ngoặc kép, đường khả hình cắn răng ngẩng đầu lên, vén vén máu tóc rối tung, nắm chặt tôi y nói. You want to buy of them? Out them, tôi muốn mua chúng nó. Mua lại toàn bộ, chấm than ngoặc kép, chương 524, năm con chó lớn lông vàng, mỗi con đều uy phong lẫm liệt đứng ở bên ngoài phòng ăn, tinh thần vô cùng cảnh giác chừng mắt nhìn về phía trước. Đường khả hình phẫn nộ đứng cách một trong số những con chó đó không xa, thở dốc nhìn toàn bộ cảnh vật xung quanh, nghiến răng nghiến lợi vuốt lại một chút những sợi tóc tán loạn trên trán, cũng không coi lại mình bây giờ là một khuôn mặt đen bẩn, quần áo bị cháy thủng mấy lỗ nhỏ, liền như vậy hùng hổ ngửa mặt, hung ác mười phần nói ta nuôi năm con chó. Mỗi con trông một phòng ăn, đến tối, thời điểm nhà hàng đóng cửa ta liền đem nó thả ra để xem ai còn dám đụng đến phòng ăn của ta ta liền giết chết người đó không gian xung quanh yên tĩnh không một chút tiếng động bruce và niky hai người đứng chung một chỗ lại có chút sợ hãi nhìn về phía mấy con chó lớn xung quanh phòng ăn cái lưỡi dài thẻ ra trên đầu đeo cái mũ nhọn đỉnh trên thân là quần áo cảnh sát cắt may riêng biệt chính là những chú chó cảnh sát rồi đường khả hinh không nói thêm gì nữa chỉ là oanh liệt xoay người đi vào phòng ăn trong phòng ăn truyền đến từng đợt thanh âm bang bang bịch bịch bruce cùng niky nghe thấy âm thanh này nghi ngờ đi vào phòng ăn một nửa đã bị thiêu rụi như đống cho tàn tràn đầy mùi khét khó chịu nhìn đường khả hinh hương mặt căng thẳng đứng ở trước quầy bar dùng một cái rổ màu đen đem những cái ly chén còn lại không có bị đốt cháy từng cái từng cái đặt vào trong rổ niky xin lỗi nhìn về phía khả hinh kêu nhỏ K-E-X-I-N-G. Đường Khả Hinh không muốn nói nữa, chỉ là gương mặt lạnh lùng, đem một cái lại một cái cốc bỏ vào trong rổ, vốn cho là còn có thể sót lại không ít, thế nhưng lại phát hiện, cũng chỉ còn lại có 8 cái chén là hoàn hảo không tổn hao gì. Hốc mắt cô đỏ bừng, hít hít mũi, đặt rổ sang một bên, nhìn xung quanh quầy ba, những chén rượu nhỏ, mới mua về để khai trương, những ly cúc têu cổ xưa tinh xảo, tất cả đều không còn. Lòng tràn đầy chán nản. Trong đôi mắt cô là sự lạnh nhạt và nước mắt, cô không nói gì thêm, chỉ là nâng nó lên, hướng đến giữa phòng ăn đi tới. Bruce đau lòng nhìn cô gái dáng người nhỏ bé, gầy gò, tóc trên trán có sợi đã bị cháy xém, lại cái gì cũng không nói, yên tĩnh đứng ở giữa phòng ăn, không ngừng tìm kiếm trong đống khăn trải bàn đã bị đốt, xem còn cái nào có thể sử dụng được nữa hay không, thậm chí có một tấm ván gỗ, còn vô cùng nóng, cô cũng muốn vươn tay, nghĩ rời tấm ván gỗ đi. No. Bruce đau lòng tiến lên, nắm chặt cổ tay Khả Hinh, nói "Itu hot." Buông tay, Đường Khả Hinh chán nản, tránh thoát tay ông, một bên vừa nhìn vừa lật, một bên vừa tìm. "Hey, stop it. Don't know here." Bruce nhìn về phía cô gái đang vùng vẫy trong đau khổ, lớn tiếng gọi "Don't know the restaurant by now, you go back to China. Đường Khả Hinh dừng động tác lại, hai tròng mắt đẫm lệ nhìn về mấy chiếc bàn ăn trên mặt đất, nhớ tới chúng nó mặc dù cũ nhưng tất cả đều là gỗ lim thượng đẳng được chạm khắc tinh xảo thập phần nghệ thuật luôn toát ra vẻ dịu dàng tinh tế mỹ lệ mà lúc này đây đã hoàn toàn trở thành than củi cô im lặng nhìn thật lâu rồi lại tiếp tục tìm kiếm trong đống cho tàn kia stop it bruce nắm chặt tay cô lớn giọng kêu to đường khả hình phẫn hận xoay người một phen đẩy ông ra bruce vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía cô đường khả hình không nói gì chỉ là nghiến răng nghiến lợi xoay người tiếp tục đạp trên những tấm gỗ đã cháy đen thui, hai mắt lại đảo quanh, tìm kiếm một cái gì đó còn sót lại của quá khứ. Khả Hinh, NIKY thương tâm nhìn về phía cô ấy, thân ảnh tịch mịch, cô đơn mà kiên cường. Cô lặng yên mà rơi lệ, khổ sở xin lỗi nói, im, em sorry sorry, sorry. Dấu bé tôi thực sự xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, dấu lớn. Đường Khả Hinh không muốn để ý đến cô ấy, chỉ là tiếp tục cúi đầu, ở trong từng đợt mùi cháy khét. Trên trán thấm đẫm mồ hôi, cô cũng chẳng buồn lau, sắc mặt lạnh lùng lật từng mảnh một. Một bóng dáng đầy ôn nhu từng bước từng bước đi tới. Bruce và N.I.K.Y. hai người cùng nhau quay đầu lại, cư nhiên nhìn thấy bé Mick cũng chạy vào, cùng Khả Hinh lật từng miếng một, thậm chí còn nhặt lên một cái châm nhỏ, vẫn còn rất sáng, cậu cười vui vẻ, cầm lấy giơ lên cho Khả Hinh nhìn. Đường Khả Hinh quay mặt sang, mệt mỏi nhìn về phía cậu bé Mick ngoan ngoán, vui vẻ dơ lên cây châm nhỏ. Cô nhìn về phía cậu bé, cảm kích cười. Bruce cùng Nikey hai người liếc mắt nhìn nhau, liền cũng im lặng đi vào lật dở từng mảnh gỗ, tìm kiếm những gì còn sót lại, ai cũng không nói gì, dường như lúc này, ngôn ngữ của thế giới là sự biểu đạt bằng ký hiệu. Kỳ thực chúng ta cũng có không sợ thay đổi, nhưng trong số chúng ta đã quá nhiều người quen với việc không thay đổi rồi. Cô bé này còn không kịp bi thương, thậm chí không muốn cho mình cơ hội để bộc lộ sự bi thương cô liền bận rộn lao vào việc tu sửa phòng ăn, đầu tiên là dùng thời gian cả đêm, đem phòng ăn quét tước sạch một lần, thu thập lại những vật phẩm có thể dùng được, sau đó một ngày nhờ số tiền trang tĩnh vũ đưa qua, mời nhà thiết kế một lần nữa trang hoàng lại sảnh ăn. Nhà thiết kế gật đầu, đồng ý dựa trên thiết kế của phòng ăn cũ, lại phát triển mở rộng phòng ăn bên ngoài, thay đổi quầy ba hiện đại bằng thủy tinh trong suốt, toàn bộ bàn ăn một lần nữa được thiết kế bằng gỗ. Mặt tường bốn phía là màu trắng trang nhã, ở giữa được ngăn cách bởi những tấm rèm che màu tím bồng bềnh, cả không gian được bao trùm bởi thứ ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ những chiếc đèn thủy tinh đầy lãng mạn. Công nhân lại theo yêu cầu của nhà thiết kế, ở trên vách tường trước mắt, cứ mỗi ba bước lại có một chiếc đèn nhỏ cây quýt, mở rộng ra ngoài phòng ăn, lấy màu tím cùng màu trắng trong suốt làm chủ đạo, tạo ra phòng ăn ở bên ngoài trên sân cỏ, hình thành ba chỗ hình cái ô, giải rác từ nhỏ cầu tới phòng ăn. Tất cả đều ổn định, kiên cố như hiện tại có tiền thật có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Đường khả Hinh trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều cùng nhà thiết kế thảo luận thế nào để bảo trì cho phòng ăn còn nguyên dạng cơ bản ban đầu, thêm một chút công nghệ hiện đại, còn làm cho mình một cái phòng nhỏ để ở, vì NIKY sửa chữa một gian phòng khác. NIKY thật có xin lỗi nhìn về phía đường khả Hinh, cô gái mặc quần áo thể thao màu trắng, tóc buộc cao, trên trán đầy mồ hôi, giúp đỡ công nhân bó củi ra ra vào vào, lúc thiết kế phòng nhỏ cho mình, còn muốn xin nhà thiết kế mở ra một cái cửa sổ nhỏ, cô cảm kích nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình cắn chặt răng, kéo tấm ván gỗ cuối cùng đi vào phòng ăn, trong khoảng thời gian này, cô cơ hồ là không có chợp mắt, vì tiết kiệm tiền, chính cô tự làm thêm vài việc, ban ngày hỗ trợ quét sơn, thời gian buổi tối, dùng đôi tay nhỏ bé tinh xảo, tự tay vá lại những chiếc khăn trải bàn màu tím, chính mình cắt vải, khâu từng. Đường kim mũi chỉ, thậm chí là đính thêm những sợi gen trông thật đáng yêu, thỉnh thoảng còn giúp đóng đinh và khiêng tấm ván gỗ. Cậu bé Mick trong khoảng thời gian này, làm chân sai vặt của khả hình, phụ giúp cô kéo tấm ván gỗ. Bruce mang mũ giấy, một bên quét dầu, một bên nhìn cháu trai đi theo sau khả hình, đẩy tấm ván gỗ cho cô, ông không khỏi mỉm cười. Trong khoảng thời gian này, bé Mick lúc nào cũng bám lấy khả hình cùng nhau ngủ, thậm chí cô còn tắm cho bé, đút cơm cho bé ăn, từng miếng từng miếng, còn dạy cậu bé mở miệng nói chuyện. Mặc dù cháu trai thật vui vẻ nhìn về phía cô cười, nhưng cũng không có nói chuyện, Khả Hinh lại không chút nào phiền chán, một lần một lần chỉ dậy. Cứ như vậy, hơn nửa tháng trôi qua, phòng ăn rốt cuộc cũng tu sửa xong. Mùa xuân như trở lại trên mảnh đất này, đã trải qua nửa tháng, Cambridge rốt cuộc tại thời điểm này, cũng chân chính khoác lên một chiếc áo mỹ lệ, gió xuân ấm dần, ánh mặt trời sáng lạn, cánh hoa anh đào nhẹ bay, mùi hoa quế theo gió đưa hương thật xa ở con đường nhỏ mộc mạc lưu luyến quên đường về. Kiến trúc nhà hàng theo ánh mặt trời sáng lạn càng thêm huy hoàng rực rỡ, vô số học sinh, từ một học viện, có lẽ là học viện đế vương, cũng có khi là học viện đế hậu hoạt bát đùa vui như những chú chim mùa xuân tràn đầy sức sống, đến những phòng ăn thôn quê, vừa thưởng thức phong cảnh nông thôn tươi đẹp, vừa nếm thử những món ăn đặc biệt ngon mắt. Đường khả hình cùng lỗ bố từ bọn họ đứng ở bên ngoài cầu nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía nhà hàng sau khi tu sửa, Phát ra một loại khí thức vừa hiện đại lại vừa hòa quyện cùng cái cổ xưa, nhất là những hạt giống mà Khả Hinh đã gieo trồng, nay đã nảy. Mầm, khắp nơi tràn ngập hương thơm lá hoa hồng, cô lại mua về hai chiếc bàn đu, vẫn như cũ đặt dưới gốc cây hồng, chỉ khác là ở mỗi chỗ, nhiều hơn mấy camera. Đường Khả Hinh nghiêm túc mà cẩn thận đứng ở dưới cầu thang, nhìn về phía nhân viên công tác đưa lên cho họ một chiếc đinh cuối cùng để cố định camera đột nhiên có chút hiểu được hai nhân vật như tưởng thiên lỗi cùng trang hạo nhiên, vì sao chỗ ở đều phải thật cẩn thận, chính mình kinh doanh một nhà hàng, cũng còn phải tính toán tỉ mỉ cẩn thận như thế, huống chi là một vị tổng giám đốc, có lẽ chỉ là một quyết định nho nhỏ, nhưng đã có thể giải quyết được rất nhiều sự việc. Ok, nhân viên công tác mỉm cười cầm bút đinh ốc, dơ dơ lên, mới nói tất cả đều đã xong. Bruce cùng NIKY đứng ở giữa phòng ăn thủy tinh, nghe thấy công nhân một tiếng ok, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm cười, phải biết trong khoảng thời gian này, vì muốn đuổi kịp trận thi đấu, khả hình cơ hồ ngày đêm đều không nghỉ ngơi, mới có được một phòng ăn trang trọng như thế này, thực sự không dễ dàng gì, thậm chí Bruce nói, nếu như quay lại khoảng thời gian còn trẻ, ý thức được điều này, có lẽ ở một nơi nào đó trong trường học Cambridge, nhất định có bóng dáng của ông. Mọi người nghe lời này, đều cười vui vẻ. Đường Khả Hinh cũng đứng ở trước cửa phòng ăn, Nhìn về phía phòng ăn sau những cố gắng nỗ lực để trang trí lại, giờ đã rực rỡ hẳn lên, cô đột nhiên cười gượng, cũng không có quá quyến luyến thứ cảm xúc này, mà là nhanh chóng cùng NIKY thay ra đồng phục màu đen của nhân viên phục vụ, Bruce mặc trang phục dành riêng cho quản lý, bé Mick cũng được may một bộ quần áo phục vụ nhỏ. Lên kế hoạch tuyên truyền cho nhà hàng. Lúc đó Hoàn Á cử một bộ phận nhân viên thiết kế những ý tưởng cơ bản để tuyên truyền cho nhà hàng, nhưng là đối mặt với mấy người bọn họ thật không dễ dàng gì cảm thấy những ý tưởng tuyên truyền này của họ căn bản không có chút sáng tạo ấn tượng nào, liền tự mình nghĩ tới một chủ ý, chủ ý này còn tới sự đáng yêu tiểu nhu, cảm thấy có thể thể hiện được sự sôi nổi mà không mất đi sự quý phái của những quý ông, quý bà Anh Quốc, mấy người bọn họ liền lớn mật bắt trước những tư thái động tác. Của các vai diễn trong bộ phim nổi tiếng vang danh 007, để cho Bruce giống vai một người đàn ông mập mạp, điển trai, đứng ở trước cửa phòng ăn, biểu tình nghiêm túc, cánh tay có lực ôm vai đứng, NIKY cùng khả hình hai nữ hầu, làm ra một tư thế xinh đẹp, trái phải tựa ở hai bên vai Bruce, hơi ngửa khuôn mặt hoạt bát, tràn đầy sức sống. Bé Mick mặc mặc trang phục nhỏ dành cho nhân viên phục vụ, cũng ôm vai đứng ở trước ông nội, một bộ dáng 007. Nhiếp ảnh ra đứng ở trước ống kính, nhìn về phía tổ hợp kỳ quái bên này, nhịn không được cười ha ha. Bruce mấy người bọn họ cũng nhịn không được nữa ngửa mặt há mồm cười to. Ánh đèn flash sáng ngời, chụp lại khoảnh khắc bọn họ thoải mái tự nhiên cười, thật là một bức tranh sống động. Ánh đèn nhấp nháy liên tục. Mấy người bọn họ vui vẻ, nhào nhau, nhau thay đổi vị trí, mỗi phòng ăn một kiểu, khiến cho khắp nơi trong phòng ăn đều lưu lại tiếng cười của họ. Chỉ thiếu một một chút gì đó. Nhiếp ảnh ra điều chỉnh ống kính, nhìn về phía bọn họ cười rộ lên nói. Cái gì, đường khả hình nhìn về phía nhiếp ảnh ra, kỳ quái hỏi. Một thân ảnh dịu dàng, đứng dưới những tán cây anh đào, xa xa hướng về bên này nhìn qua. chương 525, hơi thở. Rất đẹp, nhiếp ảnh ra nhìn về phía mấy người bọn họ, mỉm cười nói. Bruce cùng mấy người vừa nghe, hai mắt mắt sáng ngời, thậm chí còn nghĩ, muốn lập tức nói chuyện với giám đốc của tổng công ty xin một đầu bếp và nhân viên phục vụ. No, đường khả hình lại nhẹ nhàng không đồng ý với đề nghị này. Why, Bruce nhìn về phía cô kỳ quái hỏi, Đường Khả Hinh lặng im xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía gian phòng ăn chính, lãng mạn mà hoàn mỹ ở trước mặt của mình, đôi mắt cô hiện lên vẻ quyết tâm cùng kiên định, nói chúng ta tự mình chọn đầu bếp. "What?" Bruce King ngạc nói, "Tự chúng ta chọn đầu bếp? Cô thực sự điên rồi. Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội tốt này, đầu bếp giỏi là linh hồn của cả phòng ăn, bây giờ cô còn đang tiến." Hành thi đấu rượu đỏ, tại sao có thể quyết định mạo hiểm như vậy? Đường Khả Hinh nghe những lời này lại mỉm cười, cô trải qua ở đây đã nửa tháng, bản thân cũng đã trở nên điềm tĩnh, thậm chí ngay cả suy nghĩ, càng cẩn thận cùng Chu Toàn, nếu như hôi đồng quản trị Hoàn Á chọn cho mình đầu bếp, họ vì mệnh lệnh mà đến, thì sau khi cuộc tranh tài rượu đỏ kết thúc, tất nhiên sẽ trở về, nếu quả thật là như vậy, thì phòng ăn chỉ duy chỉ có mấy tháng ngắn ngủi, mà đây không phải là điều đường khả hinh muốn. Nghĩ tới đây, cô càng không có giải thích, chỉ là hai chồng mắt lóe ra kiên định, nhìn về phía trước, cố chấp nói, chính chúng ta sẽ chọn đầu bếp. Bruce cùng NIKY đứng ở một bên, nghe được câu này, tất cả đều tỏ ra khó hiểu nhìn về phía cô. Đường khả hình thì lại có vẻ mặt hài lòng hoạt bát tươi cười, nhìn về phía những con người đáng yêu tràn đầy năng lượng nói cứ quyết định như vậy đi. Tự chúng ta sẽ chọn đầu bếp, chọn một đầu bếp thật đẹp trai. Nói là làm. Đường khả hình cùng mấy người bọn họ để cho nhiếp ảnh ra chụp vài tấm hình, lại trải qua nghệ thuật chỉnh sửa hình ảnh, làm ra được một tờ poster thông báo tuyển dụng, 007, nhỏ đưa tới, sau buổi trưa đầy nắng, phân công mỗi người đi mỗi vùng phát poster tuyên truyền, đây cũng là một trong những kế hoạch của Đường Khả Hinh, mượn việc phát poster tuyên truyền, có thể quảng cáo phòng ăn. Trong thời gian này, Đường Khả Hinh vẫn có chút lo lắng, có thể hay không tuyển chọn được người, thế nhưng cô phát hiện, nỗi lo này thật là dư thừa, bởi vì người trên toàn thế giới, bao gồm Anh quốc, đều theo đuổi hình thức sinh sống được hoan nghênh nhất, đó là làm thuê sau khi nhiều người nhận được poster tuyên truyền, đều sôi nổi muốn thử, bởi vì hướng tới quy luật sinh tồn. cuống chi, đường khả hình ở đây phát hiện, thật sự là giúp trí thông minh của mình phát huy tối đa, cô bởi vì biết được hoàn cầu ở Anh Quốc là tập đoàn đã có danh tiếng, hình tượng rất tốt, cô lại đưa ra thể lệ đơn giản lại càng tăng thêm lợi thế, bằng cách tuyên truyền, quả nhiên có hiệu quả cực tốt, một lần xét duyệt hai ba thí sinh, rất nhiều người ùn ùn kéo tới, tới mức chỉ kém mang cánh cửa nhà ăn đập phá mà thôi. Bruce cùng đường khả hình, còn có NIKY yên tĩnh ngồi ở trong một gian trước bàn ăn, trong lòng đầy chờ mong nhìn thấy đầu bếp số 1, dẫn trợ lý thân cận nhất của mình đi vào phòng bếp. Mấy người rất khẩn trương nhìn về phía kia cửa phòng bếp. Chỉ thấy một người đàn ông chừng hơn 40 tuổi người Pháp là đầu bếp, im lặng đứng ở bên bếp lò trên cùng, đem trợ thủ chuẩn bị thịt bò, chụp lại ở trên thớt, hai tròng mắt tinh nhuệ mà chuyên chú dùng dao đem bầy mấy cái gân bò cắt ra, sau đó đem ngâm với chanh, trợ lý đầu bếp rất nghiêm túc cầm lên giấy bạc dùng kéo cắt thành hình hoa mai rất đẹp để ở trên thớt ở phía trên trang trí một tầng tương so đầu bếp lập tức đem thịt bò ngâm nước chanh vớt ra đặt trên giấy bạc bọc lại đem đặt trên một vỉ sắt nướng lửa hồng trợ lý đầu bếp lập tức lấy ra ba quả trứng gà đập vỡ bỏ lòng đỏ trứng chỉ để lại lòng trắng nhanh chóng khuấy đều đang muốn làm thành món ngọt lại có chút băn khoăn nhìn mít đang đứng ở cửa hết sức tò mò nhìn qua bọn họ tức thời dừng động tác, nhìn về phía Mick mỉm cười. NIKY nhanh chóng đi qua Mick kéo trở về vị trí, ngồi xuống. Khoảng 30 phút sau, cuối cùng đầu bếp để trợ lý của mình, mang lên miếng thịt bò khoảng 7 phần 9, thơm ngào ngạt để trên mặt bàn. Ba người đồng thời nhìn về phía trợ lý đầu bếp nhanh chóng mở ra giấy bạc gói miếng thịt bò, mở ra hình hoa đào, miếng thịt bò lộ ra màu vàng óng nhìn rất ngon và đẹp mắt, thậm chí lớp bên ngoài khẽ động, chất lỏng bên trong tràn ra, hết sức mê người. Bruce cùng NIKY hài lòng cầm dao và dĩa tiến lên, cắt miếng thịt bò, phát hiện thịt bò 7 phần 9 không có chút nào bị ảnh hưởng. Bọn họ vui vẻ đem bò bít tết bỏ vào trong miệng chậm chậm nhai, phát hiện đây là một miếng thịt bò thượng hạng, lớp ngoài giòn tan, lớp trong mềm mại, ngon miệng, mềm nhẵn, lại không nhiều mỡ. Bruce cùng Nikki đã rất lâu rồi không nếm qua miếng thịt bò nào ngon như thế, bọn họ sôi nổi vui vẻ kêu lên. Mai cũng ăn rất vui vẻ, thậm chí vừa ăn, vừa gật đầu hài lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhai một miếng bò bít tết, đôi mắt hơi thoáng qua mấy phần tươi cười, lại im lặng không lên tiếng. Trợ lý đầu bếp đưa lên đồ ngọt. Phần đồ ngọt này chỉ là dùng cái chén nhỏ thủy tinh để đựng, nhìn qua là một chén bánh ngọt màu trắng đơn, thậm chí không có bất kỳ trang trí gì, mấy người đồng thời cầm lên cái thìa, nhẹ múc một miếng đồ ngọt. NIKY ánh mắt sáng ngời, dơ lên kia cái thìa kinh ngạc phát hiện, phần đầu ngọt này, giống như miếng bít tết vừa rồi, tựa như nước đá bảo lại không phải nước đá bảo, lại giống như một áng mây, mang một chút ý nghĩ dịu dàng, tan trong miệng mình, lại thật sâu thấm nhuần vào trong môi mình, mềm mại thư thái như tơ lụa, tựa như những giọt sương sớm đầu tiên của mùa xuân. Ivory Delicious, thật sự rất ngon, Bruce mỉm cười kêu lên. Đường khả hình cầm lên cái thìa cũng múc lên ăn, nhẹ nhàng thưởng thức, đôi mắt di chuyển, liền buông cái thìa, ngẩng đầu nhìn về phía vị kia đầu bếp ưu tú mỉm cười nói cảm ơn. Hai người mỉm cười gật đầu, hiểu ý của cô, liền rời đi. Cô không hài lòng, Bruce kinh ngạc nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình lắc lắc đầu. Why, Bruce hết sức kinh ngạc hỏi. Đường khả hình chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía Bruce, đôi mắt chỉ là khẽ chấp lóe, nhưng không có lên tiếng, tiếp tục để cho đầu bếp phía sau tiến vào phỏng vấn lần lượt từng người đầu bếp đi tới bận rộn chế biến thức ăn đem tất cả mùi vị thức ăn ngon nhất đưa lên bàn bruce cùng niky tất cả đều thích thế nhưng đường khả hình toàn bộ đều không thích động một chút là no 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 làm hai người bọn họ người thật sự muốn điên rồi ngay cả mick cũng có chút bất đắc dĩ bởi vì bọn họ mấy ngày nay ăn rất nhiều bò bít tết và đồ ngọt tích tụ lại cũng có thể lên đến vài con bò rồi cũng có thể mở một gian hàng bán đồ ngọt những món ăn ngon này, lại từng đợt bùng nổ, cũng đã làm cho bọn họ thiếu chút nữa bị trứng chán ăn, mà số tiền tổng công đưa xuống cho bọn họ tuyển dụng nhân viên, cũng đã sắp hết. Thế nhưng, đường khả hình ở lần phỏng vấn đầu bếp ngày thứ năm, vẫn như cũ không hài lòng lắc lắc đầu, nói, no. NIKY vừa nghe lời này, lập tức che miệng làm bộ đi tới phòng rửa tay, cô gần đây cùng một vị bếp đến phỏng vấn có chút thân mật, Bruce vẫn, hắn bây giờ nhìn đến NIKY đều phải ói ra, liền khẩn trương nghi ngờ nghĩ có phải hay không mang thai đường khả hình buồn cười nhìn về phía bruce kia nét mặt căng thẳng đột nhiên cười nói câu pregnant cô ấy không có mang thai bruce bất đắc dĩ nhìn về phía đường khả hình nhún nhún vai nói câu ok interviewen như vậy phỏng vấn Rốt cuộc cô muốn tiến hành tới khi nào tôi nghĩ cô ấy phun hết hoàn toàn tôi cũng cần phải ói ra nếu như có thể nhượng tôi tái sinh một đứa con trai đi Đường khả hình chỉ là cười ha ha, cầm lên cuối cùng một phần thông báo tuyển dụng hôm nay, còn chưa kịp coi mặt ảnh chụp, chỉ là mỉm cười kêu một tiếng, BLUCE. Nàng sừng sốt, lại một Bruce. Phòng ăn xuất hiện một bóng dáng ôn nhu. Tay cô cầm sơ yếu lý lịch, ngẩng đầu, nhìn về phía trước có một chàng trai hơn 20 tuổi ôn nhu, cao chừng 1m8, mái tóc xoan màu vàng nhìn giống như quý tộc người Anh, khuôn mặt đẹp trai mà mê người, màu da dám nắng, đôi mắt ôn nhu, mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm, trên người mặc áo len màu lam cùng quần màu trắng, đứng ở bên cửa nhìn về phía mọi người mỉm cười, đè xuống một điểm lãng mạn. Lúc tinh thần đang lay động, người ta còn tưởng rằng anh là một hoàng tử yêu nhã. NIKY vừa rồi vào toilet đã nôn hết mọi thứ trong bụng ra, lại ngửi thấy mùi hương dễ chịu, không kìm lòng được ngẩng đầu nhìn trong phòng ăn một bóng ôn nhu, một người đàn ông đẹp trai làm cho người ta cảm xúc sôi trào, cô lập tức trợn tròn mắt. Đường khả hình yên tĩnh nhìn về phía anh ta một lúc lâu, cảm thấy hình như có gặp anh ta ở đâu đó. BLUCE hai tay nhẹ đút túi quần, đứng ở cạnh cửa, hài lòng nhìn về phía trước mặt cô gái phương đông xinh đẹp, nhớ tới lúc gặp mặt tại nhà ga ngã tư vua, hai tròng mắt anh lại dịu dàng, thoáng qua một chút ánh sáng màu xanh, môi ngượng ngùng nhấp nhẹ, giống như tình nhân mập mờ, toàn thân tỏa ra một loại hơi thở nồng đậm, như một giấc mơ hạnh phúc ngọt ngào, nhẹ nhàng bao vây đường khả hình. Audio điện tử võ tấn bền chương 526 Hôn BLUCE Bruce cầm sơ yếu lý lịch trên mặt bàn Có chút xấu hổ, cười rộ lên gọi BLUCE điềm đạm nhìn về phía đường khả hình đang lộ nét mặt sửng sốt Hết sức dịu dàng đáp lại Yes NIKY mở to mắt Đi tới, nhìn BLUCE đang đứng cạnh cửa Nhẹ hé môi ngượng ngùng nhưng vẫn tôn lên phong thái một hoàng tử nhìn về phía đường khả hình, thoáng qua một chút dịu dàng, không khỏi làm cho tim người ta rung động. Đường khả Hinh vẫn ngạc nhiên, cảm thấy dường như đã từng gặp qua anh ta ở một nơi nào đó, ánh mắt cô lưu chuyển, trong tiềm thức lại hồi tưởng một chút, cuối cùng mới nhớ ra gặp lúc mới tới nước Anh, lúc chụp ảnh ở nhà ga ngã tư vua, hình như có nhờ một soái ca người Đức chụp giúp mình. Chẳng lẽ anh ta chính là... Cô ngạc nhiên, vui mừng đứng lên, nhìn về phía anh vui vẻ gọi EU. BLUCE BLUECE mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai tròng mắt tràn đầy dịu dàng, gật đầu đáp lại yes. Ha ha ha! Đường Khả Hinh hết sức ngạc nhiên cười lớn, đi về hướng Blues mở to hai tròng mắt sáng ngời, nhìn anh ta vui mừng nói: Anh sao có thể tới nơi này? BLUECE mỉm cười giơ tay lên chỉ vào tờ thông báo tuyển dụng, ý bảo mình theo lời mời đến đây. Đường Khả Hinh cúi đầu, nhìn anh kéo xuống tờ thông báo tuyển dụng, cô mới giật mình cảm thấy mình thật hồ đồ cười rộ lên. Nói sorry BLUCE khẽ nhấp môi mỏng Cúi đầu mỉm cười Trời ạ, à, nơi này có đến hai BLUCE NIKY đột nhiên trở nên thật nhiệt tình Cười rộ lên nói Đường khả hình quay đầu Nhìn BLUCE cũng đột nhiên cười Lại có thể có chuyện trùng hợp đến như thế Cô cũng có thể gọi tôi là Alan Alan mỉm cười nhìn đường khả hình Mềm giọng nói Alan, đường khả hình nhìn anh Cười ngọt ngào kêu nhỏ đúng vậy alan gật đầu nhưng anh thật sự là nhận lời làm đầu bếp sao bruce mỉm cười nhìn alan có chút không tin anh ta còn trẻ như vậy sẽ có bao nhiêu kinh nghiệm nấu nướng hơn nữa thoạt nhìn anh ta tuyệt đối không giống một đầu bếp yes alan nhìn bruce lại dịu dàng mà phong độ nói mặc dù như thế trong tròng mắt ôn nhu của anh ta vẫn cảm thấy anh ta có chút gì đó thần bí đường khả hình cũng có chút nghi ngờ nhìn anh nói anh chắc chắn là đến nhận lời mời sao Blues mỉm cười nhìn đường khả hình, hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu trắng lộ vai, chiếc váy ngắn trắng tinh, ủng ngắn màu đen, tóc xoăn đã quá vai, nhẹ buộc lên, trên trán rũ xuống vài sợi tóc hơi xoăn. Khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, đôi mắt to sáng ngời linh hoạt, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ nhắn như hoa anh đào thật mê người, cô khẽ cười, đẹp như trang rằm, lộ ra hàm răng khỏe mạnh trắng bóc. Cứ như vậy yên lặng nhìn, NIKY ôm vai nhìn vẻ mặt Alan dịu dàng nhìn đường khả hinh, đột nhiên hiểu ý cười. Bruce nhìn anh, cũng ngẩng mặt lên cười có chút thấu hiểu. Đường khả hinh cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ mỉm cười nhìn về phía người đàn ông đẹp trai cùng dịu dàng này, kêu nhỏ anh chắc chắn là đến nhận lời làm đầu bếp chứ. Alan khuôn mặt đẹp trai, cười, đáp lại, yes. Thế nhưng anh, đường khả hinh có chút hoài nghi nhìn anh một người nhã nhận đẹp trai mặc trang phục thời thượng như thế, vẫn có chút không thể tin được. Alan nghe, liền im lặng hơi đứng thẳng người, cầm thông báo tuyển dụng trong tay, đặt lên trên bàn, dường như hết sức quen thuộc đi vào nhà bếp, nhìn nhà bếp phòng ăn tây đẹp đẽ, được lau dọn vô cùng sạch sẽ, chén đĩa cũng được rửa vô cùng sạch, tủ lạnh âm tường, ở giữa là chiếc bàn thép màu trắng, để các loại dụng cụ cắt gọt. Anh mỉm cười vươn tay, dùng bàn tay trắng nõn thon dài khẽ chạm chiếc bàn thép, hai tròng mắt dường như hiện lên một vài ý nghĩ kín đáo. Đường khả hình ba người ngồi trên mặt bàn, liếc nhìn vào trong, thấy vẻ mặt này của anh, cảm thấy có chút kỳ quái. Alan đột nhiên quay đầu, dịu dàng nhìn đường khả hình, hỏi cô có thể trợ giúp tôi không? Bruce cùng NIKY kỳ quái nhìn đường khả hình. Đường khả hình sửng sốt, nhìn Alan mắt trợn tròn chỉ vào mình, nói, me. Alan khẽ gật đầu. Đường khả hình quay đầu liếc mắt nhìn Bruce cùng NIKY, mới đột nhiên cười, đứng lên, nói, ok, tôi rất cam tâm tình nguyện. Alan lúng túng gật đầu. Đường khả hình liền đi vào phòng bếp, nhìn anh, hỏi cần tôi giúp cái gì đây? Alan cầm một cái tạp dề, để trước mặt đường khả hình, nhẹ nhàng khoác lên cho cô, sau đó hai tay hết sức dịu dàng nắm chặt bả vai của cô, xoay người cô qua. Đường khả hình kỳ quái xoay người, cảm giác được ngón tay Alan, đang hành động rất nhẹ nhàng bên hông mình, thắt tạp dề cho mình, cô sửng sốt, nhớ tới người nào đó cũng đã từng giúp mình buộc tạp dề như vậy, thật dịu dàng, nhất là ánh mắt kia. Thân thể mạnh mẽ quay lại. Cô sừng sốt ngẩng đầu, nhìn Alan. Hai trong mắt Alan ôn nhu đầy quyến rũ đột nhiên tỏa ra một vài tia sáng rực rỡ mà mãnh liệt, nhìn đường khả hình, dường như có sức lôi cuốn kỳ lạ hấp dẫn cô một cách sâu sắc, thậm chí đâm thẳng vào tim cô. Đường khả hình nhìn anh, bên trong con người dường như biến thành một màu xanh đậm, thấp thoáng bóng dáng nho nhỏ của mình, cả người cô lập tức ngạc nhiên, giống như bị đôi mắt xanh kia hấp dẫn, cũng không thể nào rời tầm mắt đi được. Alan không nói gì thêm, chỉ mỉm cười xoay người, vốn chỉ là một người đàn ông đẹp trai hơn 20 tuổi, ánh mắt lúc này lại như một người đã có hàng ngàn vạn năm hiểu biết món ăn ngon, nhanh chóng xoay người, săn ống tay áo, mở tủ lạnh, xem lướt qua các loại bò bít tết, còn có cá lô sơ chế, vỏ sò, so, anh lập tức lấy ra một cá lô màu đen, cắt thành lát mỏng, đặt giữa lò nướng, nướng lát cá mỏng trở nên tươi giòn thơm ngon hơi cháy xém rất ít người có thể chế biến cá được như vậy đường khả hinh nhìn anh đang lúc cảm thấy khó hiểu cũng đã nhìn thấy nét mặt chuyên chú của alan hai tròng mắt dường như ẩn giấu một năng lực vô hạn cầm lên tỏi bách lý hương bạc hà rau thơm nấu cùng với cà chua thành nước sốt một loại hương vị rất đặc biệt dần dần tràn đến làm cho ánh mắt người ta không khỏi sáng ngời alan im lặng không lên tiếng đem nước sốt cà chua rưới vào lát cá mỏng giòn giòn kia, một chất lỏng màu đỏ tươi hòa với lát cá vàng óng, làm cho người ta lập tức phải nuốt nước bọt, anh vừa nhẹ nhàng dưới nước sốt vừa quay đầu, dịu dàng nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn đĩa cá kia, lại nuốt nước bọt. Alan mỉm cười, lại nhanh chóng bật lửa, lấy một cái nồi sạch sẽ, rót vào đầy nước, cho thêm bách lý hương, cánh hồng hoa, cắt một lớp vỏ chanh, lại đổ vào một chút bơ, sau đó đem nấu sôi, đem con sò rửa sạch, bỏ nửa phần vỏ đem nước sốt nồng đậm nóng bỏng kia rót vào một nửa vỏ sò so có thịt còn lại, sau đó đem tất cả nấu sôi, mới nhờ đường khả hình ra ngoài lấy giúp mình một gói sữa, đổ vào nước sôi, lại đem quả ô liu đen đập nát, bỏ vào nồi nước canh hồng hồng đang cuồn cuộn sôi, hương vị có một không hai. Hương thơm nồng nàn, từ bên trong nhà bếp bay lên, lan tỏa khắp không gian, kích thích vị giác. Hai tròng mắt Alan chuyên chú có chút sắc bén, đem hạt thông đặt trong lò nướng 150 độ, nướng thành một màu vàng ánh kim, lại đem mực bỏ vào chảo chiên, lấy ớt khô, tỏi, bách lý hương, tiêu đen nấu sôi lên một lúc, lại vớt mực ra để nguội, thái sợi, đem trà thơm, cần tây, rau thơm hành trắng, tỏi. Cùng chế biến thành hương liệu lục sắc, trộn với mực, cuối cùng rắc lên một ít hạt thông vàng ánh kim, món ăn này mang theo sự hấp dẫn chết người xuất hiện trên bàn cơm ở phòng khách, Bruce cùng NIKY nuốt một ngụm nước bọt, mới ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía Alan, người đàn ông này dường như không hề bước vào nhà bếp, chỉ là nhẹ sàn ống tay áo, không có lấy một giọt nước dính trên người anh, tựa như một người đàn ông nhàn dỗi, chỉ qua loa chế biến một món ăn ngon mà thôi. Đường Khả Hinh vừa nhìn anh, vừa không thể chờ đợi được cầm đũa lên, gắp một sợi mực ăn, lập tức cảm giác được chỉ là hương vị của một con mực tươi bình thường, nhưng khi chế biến qua một chút, tựa như một võ sĩ bình thường, lúc này lại như một vị vua, hương vị có nhiều biến hóa, mùi vị làm cho người ta ngập tràn sự kinh ngạc vui mừng khác thường, cô đột nhiên cảm động kêu lên, tôi chính là muốn mùi vị này. Món ăn ở các phòng ăn Tây tại mỗi nơi, đều gần như giống nhau, thế nên tôi muốn đặc biệt tự chế ra một vài món ăn, tuyệt đối hấp dẫn người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những món ăn này đều là do Moses tự mình biến đổi thành những món ăn, nếm một chút như là một dòng nước róc rách chảy trong lòng, thậm chí kèm theo một chút phong tình. Cô khiếp sợ nhìn Alan, cười rộ lên kêu to, anh quá lợi hại a. À. Alan hai tròng mắt thoáng qua vài tia dịu dàng cùng ý cười. Bruce cùng NIKY hai người này mấy ngày nay, nếm thử các món cơm Tây đều muốn điên lên rồi, hiện tại lại có những món mới mẻ như thế, đặc biệt món ăn tự chế, đều đã muốn ăn, thậm chí bọn họ còn chú ý tới, món ăn này nhìn nhiều lần cũng không thể đoán được, sử dụng gia vị, đều cơ bản giống nhau, lúc nếm những món ăn khác nhau, cảm giác vẫn không đứt đoạn. Thật là làm người ta vô cùng vô cùng kinh ngạc, vui mừng. Alan đứng bên cạnh, nhìn mọi người, bao gồm cả Mick đều vui vẻ ăn một cách ngon lành, cầm đũa gắp lát cá, ăn đến mức miệng tràn đầy tương ớt, anh lại hé miệng mỉm cười. Đường Khả Hinh vừa ăn mực, vừa nhìn Alan, có chút vui mừng hỏi, anh có thực sự muốn làm việc tại phòng ăn của chúng tôi hay không? Alan Ôn Nhu nhìn cô gái trước mặt, hai tay nhẹ đút túi quần, phong thái tuấn tú mà Ôn Nhu cười gật đầu, nói, "Yes." Đường Khả Hinh ngẩng mặt cười rộ lên hướng anh vươn tay, nói cảm ơn anh. Hoan nghênh anh là thành viên chính thức của phòng ăn bách hợp. Alan vươn tay, nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, cũng vui vẻ cười. Đường khả hình kích động nhìn Alan, muốn đầu bếp cũng có rồi, cuối cùng đã có thể khai trương phòng ăn này rồi. Nghĩ tới đây, cô càng kích động nhìn bên ngoài phòng ăn một mảng ánh mặt trời sáng rực, hoa anh đào bay đầy trời. Cha, người nói đúng, con đường đi đến thành công, không thể tính toán thời gian, khi chúng ta hy sinh quên mình, trả giá tất cả, thực sự sẽ có báo đáp. Đúng vậy, khi chúng ta vấp ngã, tất cả trả giá, đều sẽ có hồi báo, cô gái nhỏ này ở nước Anh đã trải qua tất cả những khổ sở mà người bình thường sẽ khó mà gặp phải, trái tim lại vô cùng vững vàng, đi tới hôm nay, một lần nữa, lại rực rỡ hẳn lên, lễ rửa tội không chỉ là cho phòng ăn này, còn cho tư tưởng và tâm hồn mình. Phòng ăn bách hợp chọn chủ nhật tuần này sẽ khai trương. Đường Khả Hinh trong khoảng thời gian phòng ăn giữ gìn và tu sửa này, cũng bồi dưỡng lại việc quản lý kinh doanh phòng ăn, còn gọi điện thoại cho Mạn Hồng, hỏi xem làm thế nào để kinh doanh phòng ăn, cho nên trước ngày khai trương phòng ăn, cô một mình ôm đồm tất cả những việc không thuộc năng lực của mình từ mua đồ ăn, ghi nợ, kế toán, còn có nhân viên tạp vụ đều làm hết, tiếng Anh cũng vì thế mà tiến bộ nhanh chóng. Alan lúc này, gọi tới một người trợ giúp, còn đưa ra ý kiến tuyển dụng hai sinh viên làm việc ngắn hạn Gordon cùng Sophie. Vào buổi tối thứ sáu, phòng thu mua tập đoàn hoàn cầu nhộn nhịp đưa nguyên liệu nấu ăn mà Khả Hinh đã mua nợ. NIKY nghe theo sự dặn dò của Khả Hinh, đem tất cả thức ăn cất vào tủ lạnh. Cô ngạc nhiên phát hiện, trong những thứ mới đưa vào tủ lạnh, còn có đá bảo bảy màu, hai mắt cô sáng ngời, đang muốn vươn ngón tay đen của mình, vào trong lấy. Bốp, chấm than ngoặc kép, đường Khả Hinh đứng một bên, ra vẻ nghiêm túc, mặt lạnh nhìn cô. Niky có vẻ uất ức đem tủ lạnh đóng lại, lẩm bẩm quay người đi ra. Alan đứng trong nhà bếp làm điểm tâm ngọt, đem một phần format, đem táo, dâu tây, việt quất, thậm chí thêm một ít bạc hà rắc lên, cầm thìa, xoay người nhìn Đường Khả Hinh, thật dịu dàng. Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu, nhìn anh, mỉm cười, cầm thìa lên, múc lấy một thìa format trộn việt quất hoa quả, đưa vào miệng, lập tức cảm thấy format mềm mại mà ẩm ướt trượt vào đầu lưỡi dường như triền miên dây dưa cùng đầu lưỡi, Việt quất có một chút ẩm ướt cùng chua chát, tựa như người tình cùng đầu lưỡi trêu đùa lại có chút ngại ngùng e thẹn. Cô sửng sốt, hai tròng mắt lại bộc lộ ánh mắt mơ màng, dường như cảm giác được một người đàn ông nhẹ nhàng vươn hai tay, khẽ ôm lấy hông mình, đặt trên môi mình một nụ hôn đầy ngọt ngào, thậm chí lúc ngút đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm. A lần tay cầm cái đĩa hai tròng mắt bộc lộ ánh mắt nồng đậm, vẻ mặt mập mờ nhìn cô, vừa muốn cất bước đi tới, lại nghe ngoài cửa có người gọi to khả hình. Ai vậy? Đường khả hình lập tức thức tỉnh thoát ra khỏi món đầu ngọt này có chút mờ mịt liếc mắt nhìn NIKY một cái, lập tức xoay người đi ra ngoài, vừa đi ra, vừa kỳ quái vỗ nhẹ đầu mình nghĩ, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Điên A, à, sao có thể xuất hiện ảo giác A? À? Alan đứng trong phòng bếp, nhìn khả hình lúc rời đi, ngốc nghếch gõ nhẹ vào đầu mình, anh đột nhiên ngượng ngùng cười, xoay người, bỏ đĩa xuống, nhìn một miếng format thiếu kia, hai chồng mắt thoáng qua một tia dịu dàng. Đường Khả Hinh đi ra ngoài, nhìn Bruce dẫn mọi người cùng nhau mặc chế phục mới mà hoàn cầu vừa đưa đến, chế phục màu đen, áo sơ mi trắng, còn có váy ngắn cho nữ. Thậm chí ngay cả bảng tên cũng có. Cô từng chút một quan sát xung quanh, rốt cuộc hiểu được tại sao Trần Mạn Hồng thích cầm roi. Trước mặt nhân viên sam soi, kiểm tra một cách nghiêm túc, còn thật sâu cẩn thận cùng không yên lòng, thậm chí còn giấu trong lòng sự xấu hổ cùng với sự quan tâm. Cô đứng trước mặt Bruce, nhìn lão đầu này vẫn cùng mình đi đến ngày hôm nay, tóc ngắn bạc trắng yêu nhã, đồng phục màu đen, mặt mũi hồng hào, nâng mặt nghiêng người nhìn mình, hai tròng mắt cô cũng đỏ hoe cười, nhìn NIKY, còn nhìn hai sinh viên nước Anh mới tới Gordon và Sophie mỉm cười, nói các vị cực khổ rồi. Ngày mai, hãy cố gắng lên. Ok, chấm than ngoặc kép, mọi người cùng nhau nhấc tay, ngẩng mặt cười. Đường Khả hình cũng cười, xúc động ngẩng đầu, nhìn lại toàn bộ phòng ăn, vô cùng mong chờ ngày mai. Tối hôm đó, đường khả hình vẫn như những ngày thường, nhớ tới cha trong quá khứ, trước tiên trầm mặc phụ trách kiểm tra nhà bếp một lần, dùng ngón tay khẽ chạm. Mặt bàn, lại ngẩng đầu, nhìn những món đồ thủy tinh trong suốt trong quầy đĩa, thậm chí kiểm tra sắp xếp bên trong hầm chứa đá, có lộn xộn hay không, lại hài lòng mỉm cười, đi vào phòng ăn, kiểm tra thiết bị phòng cháy, cùng tình trạng đồ dùng được bày xếp bên trong, lại đi vào phòng NIKY, cúi nhìn xuống hầm, hầm vẫn ẩm ướt như cũ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nhỏ nước, phảng phất âm thanh linh hồn sông lớn. Có chút lạnh, đường khả hình nhẹ ôm hai vai, từng bước bước qua chỗ ở, nghe tiếng nhỏ nước quen thuộc, tiếp tục đi về phía trước, lập tức đi đến hang động sâu thẳm bên trong truyền đến tiếng xé giết như trong chiến trường lịch sử. Cô sửng sốt, dừng bước lại, đứng giữa lối ra nhỏ hẹp, nhẹ mở hai trong mắt, vô thức lắng nghe xung quanh truyền đến tiếng vang, cho là mình nghe lầm. Lập tức, dường như vào giờ khắc này thiên binh vạn mã, ầm ầm chạy thẳng qua đây, thậm chí nghe thấy vô số người vung kiếm xé giết. Ai, tại sao có thể như vậy? Đường khả hình ôm chặt áo choàng, sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhìn khắp nơi xung quanh, hoảng sợ la to một tiếng, ai? Chi, một loạt tiếng mở cửa khủng khiếp truyền đến. Đường khả hình lập tức quay đầu, hai tròng mắt run rẩy trừng lớn, nhìn thấy chỗ hầm rượu bên cạnh cánh cửa cổ, chậm rãi kèm theo tiếng vang đáng sợ mở ra, một người đàn ông, mặc mặc trang phục chiến đấu màu trắng từ thế kỷ trước, giống như ma quỷ chậm rãi xuất hiện bên cạnh cửa, khuôn mặt tôn quý như một vị hoàng tử, hai tròng mắt sâu màu nâu, nhìn người này, dường như muốn đâm thẳng vào linh hồn của con người, đội mũ tướng quân gắn lông chim thật dài, tóc quan màu vàng kim rũ xuống, nhìn mình, vươn đôi tay dường như ngàn vạn năm. Thâm tình kêu nhỏ, Jenny. Một trận lạnh run. Đường khả hình chừng hai mắt, nhìn người đàn ông tròng mắt sâu màu nâu kia, cuối cùng biến thành màu xanh thú tính, tựa như hai luồng u linh đầy chết chóc, đang muốn hấp thụ linh hồn mình, đầu cô lập tức tê dần, trước mắt tối sầm, cả người sợ đến té xỉu trên mặt đất. chương 527, cô còn yêu anh ta sao? Jenny, Jenny, từng tiếng gọi êm ái, từ bốn phía chậm rãi truyền đến. Đường khả hình nằm trên giường, nhắm chặt hai mắt, đầu hết xoay trái rồi lại xoay phải, tay nắm chặt ga trải giường, hô hấp sợ hãi cùng run dày, giống như bị cuốn vào dòng xoáy khổng lồ âm u, khủng khiếp. Jenny, những tiếng gọi ngày càng gần, dường như có thể cảm nhận được những hơi thở nóng phả vào mặt. Trên chán, những giọt mồ hôi chảy xuống. Hai tay đường khả hình nắm chặt ga giường, cuối cùng đôi mắt nhẹ nhàng mở ra, trước mắt là một màu trắng, dường như nhìn thấy một bóng dáng lãnh đạm mà yêu thương, dần dần trở nên rõ ràng. Cô mơ hồ nhớ lại những tổn thương, đôi mắt đột nhiên đỏ bừng nhắm lại, rồi theo bản năng lại mở mắt ra, rốt cuộc nhìn thấy một người đàn ông mặc trang phục kỵ sĩ màu trắng mạ vàng, đang nhìn mình thật chăm chú, đôi mắt lóe lên yêu thương cùng nhớ nhung, giống như đã chờ đợi cô từ rất lâu rồi và cuối cùng cô đã xuất hiện. "Anh là ai?" Đường Khả Hinh mở to đôi mắt, khó tin nhìn người đàn ông như hoàng tử kia, đôi mắt nâu sâu thẳm, dịu dàng mà yêu thương đang nhìn mình, nhưng cô không hề có cảm giác xa lạ. Anh nhìn Đường Khả Hinh với một tình cảm nồng nàn, hai tay chống xuống hai bên người cô nhẹ nhàng cúi xuống vén mái tóc xoăn nhẹ sang một bên nhẹ vuốt gò má cô vào giờ phút này nước mắt đường khả hình đột nhiên chảy xuống như thể nước mắt từ kiếp trước sang đến kiếp này cô nhìn anh không hiểu sao xúc động muốn vươn tay chạm vào mặt anh nhưng cả người lại không thể động đậy chỉ biết nhìn anh với ánh mắt yêu thương nước mắt lại chảy xuống anh cũng kích động mà vui sướng nhìn cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đưa lên môi nhẹ nhàng hôn nước mắt anh cũng theo sống mũi chảy xuống, trong lòng run rẩy lẻ loi cô đơn hàng trăm năm qua. Đường khả hình dường như ý thức được sự cô đơn của anh, nhẹ nhàng động đậy ngón tay, khẽ lướt qua làn môi mỏng của anh. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu xa tràn đầy thâm tình, cuối cùng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Vô cùng lạnh lẽo, đường khả hình không tự chủ được liền vươn hai tay, nhẹ nhàng vòng qua cổ anh, thậm chí hai tay còn trượt xuống, ôm chặt lấy thân thể lạnh như băng của anh, giống như đã bị đóng băng hàng trăm năm, vô cùng lạnh lẽo. nước mắt anh lại rơi xuống, nhẹ nhàng mút hai cánh môi của cô, đôi tay theo bản năng nhẹ nắm hai bả vai cô, kéo chiếc áo lông trắng xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đôi vai trần của cô. đường khả hình lại ôm chặt thân thể anh, nhẹ nhàng vuốt lưng anh, đồng thời hé đôi môi mỏng, đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng cùng anh hôn. a, à, một tiếng thét thất thanh bỗng truyền đến. choang, một vật lớn bị đập vỡ trên mặt đất đường khả hình kỳ quái quay đầu lại nhìn thấy trên mặt đất có một cô gái mặc một chiếc váy dài màu trắng chiếc lược cổ trăm năm cài lên bím tóc đầu đầy máu đang ngồi trên mặt đất chừng mắt phẫn nộ nhìn về phía mình hai mắt cô mở to sợ đến nỗi mất hết can đảm vội vàng ngồi dậy hai tay nắm chặt tóc kêu to a khả hình rất nhiều tiếng gọi truyền đến a đường khả hình ôm đầu kinh hoàng khóc lớn nước mắt chảy xuống nhớ tới người đàn ông kia đã chờ đợi trong cô đơn lạnh lẽo nhiều năm qua nhớ tới bóng lưng của cô gái vừa hiện ra cô lại mất đi lý trí lập tức kêu to khả hinh chấm than ngoặc kép bruce ngồi ở bên giường nhìn bộ dáng kinh hoàng của đường khả hinh liền bước lên phía trước nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng kêu to it is just a dream a dream only đây là một giấc mơ chỉ là một giấc mơ thôi alan cùng niky vô cùng khiếp sợ lẫn không hiểu nhìn đường khả hinh đang ngồi trên giường khóc rất khổ sở, dáng vẻ vô cùng đau thương, không biết suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. đường khả hình tựa trong lồng ngực ấm áp của bruce tiếp tục đau khổ khóc lớn, nước mắt cứ vậy trào ra khắp mặt, yêu thương đến nỗi mất hết cả lý trí. alan suốt ruột tiến lên, thoáng cái vườn hai tay nắm lấy hai vai cô, lắc mạnh, kêu to khả hình. cả người đường khả hình bị một lực lớn lay lay, mới ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn rơi, nhìn về phía bruce cùng ni cây còn có alan thậm chí còn có cả cậu bé Mick, mặc áo ngủ nhỏ màu trắng, tay ôm chú mèo trắng, có chút sợ hãi nhìn về phía mình, trong lúc nhất thời cô liền chấn tĩnh lại, giống như bây giờ cô mới thoát ra khỏi giấc mơ, thở hồn hền, lại một lần nữa khẩn trương nhìn mọi người. Tê sinh, what is wrong with you? In me dream just now, I heard your screaming from the cellar. Then we ran down to the cellar, and saw you already pass out. Khả hình, có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Tôi vừa mới ngủ, liền nghe thấy cô hét lên một tiếng vô cùng hoảng hốt chúng tôi cùng nhau chạy xuống đã thấy cô té xỉu dưới đất niky sốt ruột nhanh chóng nói về cơ bản đường khả hình có thể hiểu lời nói của niky nhưng cảm giác như thân thể đã bị rút cạn sức lực chỉ có thể dựa bên giường nhìn xung quanh tủ quần áo cũ còn có giá sách nhỏ thậm chí cả chiếc lò sưởi nhỏ âm tường dường như giờ cô mới hồi phục lại tinh thần lại nuốt một ngụm cổ họng khô rát lau mồ hôi trên trán cúi đầu, im lặng không lên tiếng. PS, đọc nhanh nhất tại thích com Thế nhưng vẻ bi thương vẫn còn kéo dài. Người đàn ông kia đang đau buồn nhìn mình, đôi mắt thâm tình rưng rưng, cô đơn đã rất nhiều, rất nhiều năm rồi. Cô ngồi trên giường, hai tay ôm đầu, nước mắt lại rơi xuống nước nở. Tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn cô. Alan ngồi bên giường, nghi hoặc không hiểu, nhìn đôi mắt đường khả hình thất thần, còn có dáng vẻ vô cùng bi thương, anh nhíu mày suy nghĩ một. Lúc lâu mới nói, ok, maybe we, they better stop asking her what, at going on and let her be quiet for a moment. It is already late at night. I, we'll keep her company and you can just go and take a rest now, được rồi. Có lẽ cô ấy không muốn nói cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra, vậy để cho cô ấy yên tĩnh một chút. Bây giờ đã là nửa đêm, mọi người đi ngủ trước đi, tôi ở đây cùng cô ấy. Bruce cùng NIKY cùng quay mặt sang, nhìn Alan. Alan cũng nhìn bọn họ, nhẹ nhàng gật đầu. Bruce lặng lẽ đứng lên, muốn đi ra, thế nhưng NIKY vẫn ngồi đó, vươn hai tay vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Khả Hinh, rồi hôn lên chán cô một cái, nét mặt lo lắng nói không có chuyện gì hết, bảo bối. Chúng tôi đều yêu cô. Đường Khả Hinh ngồi trên giường, tiếp tục rơi lệ. Hai người đành phải đi ra ngoài alan trầm mặc nhìn về phía đường khả hinh đang ngồi ở trên giường dáng vẻ cô độc đôi mắt anh hiện lên vẻ dịu dàng cùng đau lòng mềm giọng hỏi có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không đường khả hinh im lặng một lúc lâu không biết biểu đạt bằng tiếng anh như thế nào dòng suy nghĩ đã trôi đi thật xa lại nhớ tới đôi mắt đầy bi thương của người đàn ông kia không hiểu sao trái tim lại vô cùng đau xót nghẹn ngào nói đột nhiên tôi rất muốn gặp người thân của tôi alan nhíu mày nhìn về phía cô Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đẹp trai lại vô cùng dịu dàng của Alan. Trong khoảng thời gian này, cô tiếp xúc với anh, phát hiện ra anh là một đầu bếp rất hay ngượng ngùng, không giỏi biểu đạt cảm xúc, thế nhưng làm ra những món ăn rất có linh hồn. Cô không hiểu rõ anh nhưng đột nhiên có cảm giác rất tin cậy, liền yếu ớt dùng tiếng chung nói, đột nhiên tôi rất muốn gặp người thân của mình. Tôi vừa mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó có một người đàn ông đã hôn tôi, rất yêu thương, rất thâm tình mà hôn tôi. Tôi còn cảm giác được nước mắt hắn rất nhẹ nhàng rơi trên mặt tôi, linh hồn của tôi nhẹ nhàng đi ra, theo hắn không biết đi đâu. Dường như tôi đã đến một tòa thành vì tôi mà xây lên, ẩn trong đó là những câu chuyện xưa, mỗi chuyện xưa ấy đều vô cùng đau khổ. Câu cúi đầu, nước mắt trong suốt lại chảy xuống khắp khuôn mặt, nước nở, không hiểu sao trái tim lại đau, nghẹn ngào nói, loại cảm giác này. So với những thứ tôi đã trải qua trong quá khứ thật sự kém rất xa, tôi có cảm giác cuộc sống của tôi đã bắt đầu biến đổi. Nhưng không hiểu nó sẽ như thế nào, tôi vô cùng sợ hãi, bất an, thậm chí còn không kiềm chế được nhớ tới người kia. Đột nhiên cô vươn hai tay che mặt, nghẹn ngào khóc, ở trong giấc mơ, tôi vừa hôn một người đàn ông khác. Tôi rất sợ hãi, chẳng biết tại sao tôi lại bị hắn hấp dẫn, tôi đã cho rằng kiếp này sẽ không động lòng với một người đàn ông khác thế nhưng vì sao tôi lại động lòng với người đàn ông trong giấc mơ kia? tôi cảm giác được sự lạnh lùng, nỗi bi thương của hắn. tôi đã muốn ôm lấy hắn, thậm chí muốn hôn hắn. tại sao lại vậy? tại sao lại như vậy? làm sao tôi có thể động lòng với một người đàn ông khác? không thể nào, không có khả năng. dường như ở trong giấc mơ, tôi, hắn, việc kia. alan yên lặng nghe đường khả hinh nói xong, hai chồng mắt thoáng qua một chút ôn nhu cùng đau lòng nhẹ nhàng cẩn thận ôm cô vào trong lòng, tay đặt nhẹ sau lưng cô. Nước mắt đường khả hình không khống chế được lại chảy ra, giống như có thể nhìn thấy người đàn ông trong giấc mơ, đang yêu thương mà không buông tha, lạnh lùng nhìn về phía mình, cả người cô run rẩy đau đớn, lại dựa trong lòng Alan, nhẹ giọng nức nở. Chúng ta đi ra ngoài một chút, Alan đột nhiên đề nghị. Đường khả hình ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn anh. Alan mím môi mỉm cười, nhẹ nhàng vươn ngón tay, gạt đi những giọt nước ẩm ướt trên trán cho cô, sau đó cẩn thận chỉnh sửa áo lông trắng, váy ngắn cho cô. Tiện tay cầm áo khoác lông trắng, khoác lên người cô, nhẹ nhàng đỡ cô đứng lên, chính mình chỉ mặc chiếc áo len mỏng cổ chữ V, chiếc quần ngủ màu nâu, vóc người cao gầy, hết sức nho nhã đỡ cô đi ra phòng ăn. Đường khả hình ngẩng đầu, nhìn buổi đêm ở Cambridge, toàn bộ vô cùng dịu dàng dưới ánh trăng. Cây liếu tĩnh lặng, dòng nước chảy róc rách, những tòa nhà yên tĩnh đứng vững dưới bầu trời tối tăm những ngọn đèn đường cổ, có màu xanh, màu hồng, màu vàng sáng lên rực rỡ, giống như đá quý, chìm đắm trong làn sương mù, tản ra ánh sáng mê hoặc lòng người. Cô nhìn phong cảnh trước mắt, đột nhiên cảm giác được mình đã thoát khỏi giấc mơ kia, có chút nhẹ nhõm thở nhẹ một hơi, quay đầu nhìn về phía Alan. Alan ngại ngùng cười, nhẹ nhàng đỡ bả vai của cô, cùng cô đi qua phòng ăn thủy tinh trong suốt, đi qua chiếc cầu nhỏ cong cong, dọc theo con đường nhỏ ẩm ướt, bước qua những ngọn đèn nhỏ như đá quý, đi về phía trước. Buổi tối ở Cambridge có những quán rượu nhỏ kinh doanh cả đêm, cho nên thường xuyên có nhiều người ở trên đường lộ điên cuồng uống rượu, vỏ chai rượu la liệt khắp nơi, cho nên Alan liền kéo Khả Hinh cẩn thận từng bước đi dọc theo con đường với những kiến trúc cổ tiến về phía trước. Đường Khả Hinh nhìn toàn cảnh thị trấn danh tiếng này, có một trong những học viện đứng đầu trên toàn thế giới, cứ như vậy vững vàng đứng trước mặt mình, vẫn như cô cô không thể cảm giác mình là một người Cambridge mặc dù nơi này đã dung nạp rất mạnh rồi. Do you believe that you only have the family feeling the moment you left it? Cô có tin không, phải rời đi một chút mới có thể sinh ra cảm giác gia đình. Alan mỉm cười, dịu dàng nói. Đường khả hình sửng sốt, không hiểu nhìn về phía anh. Alan im lặng không lên tiếng, ôm lấy cô cùng đứng trước một tòa nhà có lịch sử lâu đời, trên tường có những điêu khắc thủ công nổi bật, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua những dấu vết điêu khắc chạm nổi, thậm chí ngón tay còn lướt qua đường cong thân thể của một người phụ nữ nào đó. Đường khả hình nhìn anh ánh mắt chăm chú như vậy, cũng kỳ quái vươn tay ra, nhẹ đặt trên tượng điêu khắc, tay khẽ lướt qua đường cong thân thể của một người đàn ông, cô liền ngẩn ra, quay mặt sang nhìn về phía Alan. Alan nở nụ cười. Đường khả hình đột nhiên hiểu ra, cũng mỉm cười. Lúc này, mưa phùn rồn dập tới, những ngọn đèn nhỏ tỏa ra vô số ánh sáng màu xanh, màu vàng chiếu rọi trong mưa phùn giống như mưa bảy màu. Chẳng lẽ đây chính là mưa bảy màu trong truyền thuyết? Đường khả hình cùng Alan, hai bóng người trong bóng tối, nhìn ánh sáng bảy màu óng ánh chồng chéo lên nhau phát sáng giữa trời mưa, lại nhìn đối phương, đột nhiên thoải mái mỉm cười. Danh giới sinh mệnh có rất nhiều, thật ra không cần khổ sở tìm kiếm, nó liền bên cạnh ta, lĩnh hội cùng thấu hiểu, sẽ chiếm mất một chút thời gian của chúng ta sao? alan im lặng đỡ đường khả hình đi về phía trước dọc đường phố quán bar nhìn thấy rất nhiều người trên tay cầm bình rượu rối rít cùng nhau mặc sức chè chén hai người đứng ngoài cửa cứ như vậy lặng lẽ nhìn đường khả hình giống như cách mấy thế hệ nhìn những đôi nam nữ vui vẻ kia sinh lòng yêu thương liền ôn nhu mỉm cười alan quay đầu nhìn đường khả hình đột nhiên nhẹ giọng hỏi do yêu still love him cô vẫn còn yêu anh ta sao um đường khả hình nhìn alan Đột nhiên cười khổ nghĩ muốn giải thích, nói rằng đây chỉ là một giấc mơ. No, Alan nhìn thật sâu vào Đường Khả Hinh, "The real one not in your dream, tôi không hỏi người đàn ông trong giấc mơ." Đường Khả Hinh nghe xong lời này, im lặng không lên tiếng, quay mặt sang nhìn con hẻm nhỏ ẩm ướt mà âm u kia. Mưa nhỏ róc rách, tí tách rơi xuống, đột nhiên cô mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Alan nói, "Hiện tại tôi còn muốn biết rõ bí mật trong căn phòng nhỏ kia." tại sao tôi lại mơ thấy giấc mơ kỳ quái này? Alan không hiểu nhìn cô. Đường khả hình kéo vai Alan, bước trên con đường nhỏ ẩm ướt, đi về phía trước. mươi 528, bí mật 1. Đêm, sâu thật sâu, phải chăng là thời điểm bí mật thức tỉnh? Tiếng mưa vẫn tí ta tí tách rơi xuống đất. Nghe nói trong hầm rượu, có rất nhiều câu chuyện thần bí, ví như khi người ta trải qua trăm năm trong hang động dài và sâu thẳm kia, có thể tình cờ nghe thấy tiếng gào thét của người đang khai quật hang rộng. Loại âm thanh này, không hề chân thực, thật giống với nốt nhạc của thời gian. Hai người cùng nhau đi vào phòng ăn, nhìn thấy cửa phòng NIKY mở, rất hắc ám và đáng sợ. Khả hình cả người không khỏi run lên cầm cập, vừa mới thoát ra khỏi cảm giác đó, một lần nữa lại bị hang động thần bí sâu thẳm kia hấp hồn, trái tim cô lại bịch 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 đập nhanh. Hi, Alan vươn tay, vỗ nhẹ bả vai cô. A, à đường khả hình bỗng chốc cả người lạnh run, ngẩng đầu có chút hoảng sợ nhìn anh. Are you ok? Alan nhìn cô, có chút quan tâm hỏi. Đường khả hình sắc mặt tái nhợt, nuốt một ngụm, cổ họng khô khốc, nhìn cánh cửa nhỏ kia, hai tròng mắt kiên định chợt lóe, gật đầu nói, ok. Alan nhìn cô một cái, gật gật đầu, liền im lặng đỡ cô cùng nhau đi về phòng. niky đã ngủ, suy nghĩ của cô đơn giản, cho nên lúc ngủ, ngủ rất sâu. Alan lặng lẽ kéo cánh cửa gỗ hầm rượu nhỏ, lập tức cảm thấy một trận lạnh buốt cùng gió ẩm ướt bay tới, anh im lặng đi xuống cầu thang, từng bước từng bước đi xuống dưới, rồi mới dắt đường khả hình xuống. Tiếng nước nhỏ giọt vang lên. Hành lang hầm rượu thật dài, thỉnh thoảng gian còn có tiếng gió gào thét, cảm giác này, tựa như câu chuyện tận thế, một loại chuyện xưa. Alan nhẹ đỡ đường khả hình đi xuống bậc thang nhỏ, rồi lại men theo không gian sâu thẳm đi đến, trái phải hai bên tường là những ngọn đèn màu vàng quả quyết, tỏa ra ánh sáng lờ mờ nhợt nhạt, càng lúc càng lạnh. Sắc mặt khả hình cũng càng lúc càng tái nhợt, tựa trong lòng Alan, từng bước một đi về phía trước, sau khi đi qua vài chỗ uốn khúc, cuối cùng nhìn thấy cửa chính phòng rượu nặng nề mà cũ xưa, bên cạnh đó là cánh cửa gỗ được trang trí hoa văn cổ xưa, cảm giác âm u lập tức truyền đến, đường khả hình sắc mặt trắng bệch mắt dán chặt vào cánh cửa kia, nhớ tới lúc đó, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông như từ thế kỷ trước, giống như âm hồn đáng sợ đi tới, hướng mình vươn tay kêu nhỏ một tiếng, Jenny. Ai, đường khả hình lập tức xoay người, kinh hoàng và sợ hãi nhìn về phía con đường đá sâu thẳm, thực sự nhận ra rằng mình muốn nghiên cứu bí mật này là một sai lầm. Cô lập tức sợ hãi muốn bỏ đi. No, Alan đột nhiên nắm chặt tay cô, nhìn cô sắc mặt tái nhợt ánh mắt sợ hãi, vội vàng nói, chúng ta không thể rời khỏi lúc này, chúng ta đã từng nghe vô số câu chuyện kinh khủng, nhưng cuối cùng nguyên nhân làm cho chúng ta không sợ hãi là tìm ra chân tướng. Anh nói cái gì vậy? Đường Khả Hinh thực sự rất sợ hãi, lắc lắc đầu, Khẩn Trương run rẩy chống cự nói, tôi không muốn đi, chỗ đó quá đáng sợ. Kỳ thực chúng ta không cần phải tự mình đi thăm dò, chúng ta có thể hỏi Bruce. Tôi không biết, một giọng nói tựa như âm hồn từ phía sau truyền đến. A, à, Đường Khả hình nghe được giọng nói này, lập tức ôm đầu thét chói tai. Alan cũng hoảng sợ xoay người, cư nhiên nhìn thấy Bruce toàn thân mặc đồ ngủ, tay cầm đèn pin, vẻ mặt buồn cười đứng một bên, bất đắc dĩ nhìn mình. Anh lập tức thở phào nhẹ nhõm, nuốt một ngụm nước bọt, kêu nhỏ gót. B-L-U-C-E Đường Khả hình run rẩy, nghe thấy tiếng kêu gọi, vội vã ngẩng đầu, cũng đã nhìn thấy Bruce vẻ mặt bất đắc dĩ, bước qua bên cạnh mình, nói: "Tôi không biết trong căn phòng nhỏ này phát sinh chuyện gì, bởi vì từ trước tới giờ tôi không có đi vào." chỉ dựa theo quy tắc hoàn á dặn dò, phái người đúng giờ quét dọn phòng này, tôi cũng rất. Muốn biết bên trong rốt cuộc có bí mật gì, nghe nói từng có con trai của một vị tướng quân ở đây, ở thời kỳ loạn lạc lẩn trốn đến đây. Hả, đường khả hình nghe không rõ lời lão đầu nói. Alan im lặng nghe, liền cầm từ điển tiếng Anh lên, nhanh chóng gõ một loạt chữ, sau khi làm cho cô hiểu, càng hạ quyết tâm đi vào phòng nhỏ kia xem rốt cuộc trong đó có gì. Go, Bruce ông lão đã trải qua nửa đời người, cầm đèn pin trong tay, đi trước hai người trẻ tuổi, bước tới trước cánh cửa kia, mặc dù có chút căng thẳng, nhưng vẫn ra dáng đẩy cửa. Tiếng kẹt kẹt truyền đến, gió lạnh nhẹ thổi. Đường khả hình giật mình, núp sau Alan sống chết kéo ống tay áo của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt cánh tay anh, không dám nhìn phía trước nữa. Alan mỉm cười, tay vỗ vỗ nhẹ lưng cô, chấn an cô, dắt cô cùng nhau đi về phía trước, đi tới bên cửa, cùng Bruce nhìn vào căn phòng nhỏ u ám kia, bị đèn pin dọi vào một góc, vừa vặn rơi vào một chiếc giường nhỏ. Đường Khả Hinh liếc trộm chiếc giường nhỏ kia, liền nhớ lại người trong giấc mơ, thâm tình khẽ hôn mình. ngay lúc đó bản thân mình giống như bị mê hoặc, say mê, thống khổ, đau thương. không hiểu, hai chồng mắt cô lúc này run run rơi lệ, khẩn trương nhìn chiếc giường nhỏ kia. Alan lại lập tức phát hiện không ổn, nhíu mày, thân thể không hiểu sao bắt đầu cứng ngắc. Bruce đi vào phòng nhỏ, bốc một tiếng, ngọn đèn ố vàng sáng lên, căn phòng được bày biện theo phong cách cổ xưa, trang nhã mà thần bí, lập tức sáng lên, chiếc giường nhỏ mấy trăm năm kia, tủ quần áo trang trí hoa văn, bút lông chim dài. Căn phòng này có vấn đề, sắc mặt Alan, lập tức lại cứng lại khẳng định nói. Cái gì, Bruce kỳ quái nhìn về phía anh. Đường khả hình cũng sợ hãi nắm chặt cánh tay anh, sắc mặt tái nhợt, gấp rút thở phì phò, nhìn về phía anh, Hỏi có cái gì không ổn. Hai tròng mắt Alan thâm thúy nhẹ lưu chuyển, nhìn về phía cái gương cổ trong tủ treo quần áo, phản chiếu ra nét mặt ba người khác nhau nhìn về hướng đó, lại chậm rãi nhìn một cái ghế dựa màu đỏ thẫm bên cạnh, giá sách cổ, chiếc giường nhỏ, màu sắc vẫn tươi đẹp như vậy, người bình thường không thể ngửi ra được ba mùi vị này, chỉ có những đầu bếp thiên tài mới có thể ngửi được. Ở đây có một mùi hương rất kỳ dị, Alan im lặng đi tới trước bàn đọc sách cổ, nhìn mặt trên bảy biện đơn giản còn có hộp mực mấy chục năm không biến đổi, cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì. Anh cẩn thận xem qua, cuối cùng nhìn thấy một bản nhật ký, đặt trên mặt bàn, anh nghi ngờ cầm nhật ký lên, nhẹ mở ra. No, Bruce đột nhiên đi đến, vươn bàn tay to, giật lấy nhật ký, sắc mặt nặng nề nói với Alan, đây là nhật ký. Chúng ta không thể tùy tiện xem nhật ký của người khác, đó là rất không lễ phép. Alan im lặng nhìn Bruce luôn luôn ôn hòa, ít khi nào nghiêm túc, anh lấy làm lạ trịnh trọng nói, chúng ta đều không muốn tìm tòi nghiên cứu đời tư của người khác, thế nhưng khả hình bị sợ hãi một cách kỳ lạ, tôi nghĩ có chút nguyên nhân, có lẽ cùng với chủ nhân căn phòng này có liên quan, sự việc đã qua nhiều năm, vì sao không thể tìm hiểu nguyên nhân trong đó. Bruce trầm mặc nhìn anh, đường khả hình nhìn hai người bọn họ từng người rằng co, sắc mặt cô thoáng qua một chút cứng rắn, bỗng nhiên vươn tay, đem bản nhật ký kia ôm vào trong ngực. Hai người đàn ông đồng thời nhìn cô. Người đàn ông này trong mơ hôn tôi, cho nên tôi có tư cách tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đường Khả Hinh dũng cảm đem nhật ký ôm vào trong ngực, có chút căng thẳng nhìn bọn họ nói. "What?" Bruce cùng Alan đồng thời kinh ngạc nhìn cô. Đường Khả Hinh lại không lên tiếng, lập tức ôm nhật ký bước nhanh ra khỏi phòng nhỏ, vừa đi vừa sợ hãi, nhưng vẫn thật nhanh đi về phía trước, thậm chí bịch 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 nhảy lên cầu thang, nhanh chóng trở lại mặt đất. NIKY bị tiếng vang giật mình tỉnh giấc không hiểu ngồi dậy, xoa mi mắt, nhìn thấy trước mặt một bóng trắng lắc lư, cô a à một tiếng, lại đưa ra 10 ngón tay run rẩy thét chói tai. Đường khả hình ôm nhật ký, đứng bên cửa, nhìn bộ dáng NIKY hoảng sợ, có chút buồn cười, cô nhịn không được vì một tiếng bật cười, sau đó ôm nhật ký, đi ra khỏi phòng nhỏ, nhìn lên mặt đồng hồ treo tường trong phòng ăn, đã 3 giờ sáng, hai tròng mắt cô khẽ run sợ, thật nhanh trở về phòng mình, phịch một tiếng đóng cửa lại, nhanh chóng mở lên ngọn đèn nhỏ sáng rực, đem nhật ký đặt trên bàn, sau đó hai tròng mắt trong veo thông suốt, đi tới bên cạnh lò sưởi âm tường, đem vài gốc củi ném vào, châm một chút dầu. Đốt lửa, châm lửa vào lò sưởi. Ánh lửa lập tức hừng hực bốc cháy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Khả hình ánh đỏ, cô ngồi xổm một bên, nhìn lửa lớn bên trong, cứng rắn tin trên thế giới này không có ma quỷ. Không có ma quỷ. Cô lập tức đứng lên, đầu tiên đi vào phòng tắm, tắm nước nóng sạch sẽ, mặc quần áo ngủ dài bằng tơ tầm màu trắng, bên ngoài khoác áo ngủ màu đỏ thẫm mà nhã tuệ mua cho mình, nhẹ buộc, vừa ôm lấy nhật ký, muốn ngồi trên ghế dựa bên cạnh lò sưởi ấm áp, tiếng đập cửa vang lên, cô nghi ngờ đi về phía cửa phòng, mở ra. Alan ôn nhu đẹp trai đứng bên cửa, nhìn về mình khẽ mỉm cười, xúc động nói, tôi nhớ là cô cần một người thông dịch, bởi vì từ điển không thể giải thích được tất cả sự việc, bao gồm một số dấu chấm than kích thích. Tối nay, đường khả hình có chút hiểu rõ, cô đứng cạnh cửa thật sâu nhìn về phía alan phong độ nhẹ nhàng này một người đàn ông nho nhã khả năng nấu ăn thiên phú và nhiều cái khác nữa hai tròng mắt cô dịu dàng bộc lộ ý cười ngọt ngào nhẹ giọng hỏi anh rốt cuộc là ai alan trầm mặc nhìn đường khả hinh cô gái nhỏ đáng yêu xinh đẹp động lòng người khẽ cười nói tôi tên alan đường khả hinh im lặng không lên tiếng nhìn anh thật lâu sau đó lại mỉm cười nói vào đi Alan mỉm cười đi vào gian phòng, đường khả hình nhẹ đóng cửa phòng lại, nhìn thấy anh đã đứng cạnh lò sưởi âm tường, nhìn vào bên trong lò sưởi đang hừng hực bốc cháy, hai tròng mắt sâu thẳng, thoáng qua một chút u buồn. Đường khả hình nhìn anh thật sâu. Lửa tiếp tục hừng hực cháy, chốc chốc phát ra tiếng xèo xèo. Cô gái bên cạnh lò sưởi nằm trên ghế dựa, đắp chăn màu xanh, mặt nhẹ gối lên đệm lót tơ lụa mềm mại, nhìn ngọn lửa bốc cháy hừng hực kia. Alan ngồi trên sofa nhỏ cạnh lò sưởi, nhẹ mở ra tờ thứ nhất của nhật ký ngày ấy, lặng yên đọc Mizin. Chương 529, Jenny. Khoảng thời gian năm 1455 đến năm 1485 xảy ra cuộc nội chiến tranh giành vương vị ở nước Anh giữa vương triều Lancaster và vương triều York, gọi là chiến tranh hoa hồng. Nguyên nhân có tên gọi như thế là do trên huy hiệu của hai gia tộc đứng đầu là hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng. Cuộc chiến tranh này đã trải qua mấy chục năm cực kỳ tàn khốc cùng quyết liệt, vô số vương tử và công tước cùng nhau tranh đoạt vương vị mà làm cho vô số người chết, khói thuốc súng nổi lên khắp nơi. Ngày đó, tuyết bay tán lạn, khắp núi rừng, tuyết trắng kéo đến bao phủ, đóng băng toàn bộ cánh rừng rậm, tòa thành màu đen, ầm ầm mở ra, dẫn đầu là kỵ sĩ mặc áo giáp vàng, tay cầm trường kiếm, cưỡi bạch mã đứng đầu, phía sau là chiến kỳ đón gió lay động, trên lá cờ là hình một đóa hoa hồng trắng hiện ra rõ ràng, xinh đẹp trước mặt mọi người. Quốc phương cai trị đời thứ vi dẫn đầu binh lính đang dơ cao chiến kỳ, tự mình nghênh đón, hạ lệnh bất luận thế nào cũng phải đem gia tộc York đánh bại. Trên vùng thôn quê hoang dã, âm thanh chiến đấu tiếp truyền đến, tiếng chiến mã nghiền cổ kêu gào, người ở hai gia tộc không ngừng gầm thét chém giết, các trường kiếm chém xuống không chút lưu tình, máu tươi tung tóe khắp nơi, nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng. Trong gia tộc York có một người con trai anh dũng nhất, mặc áo giáp bạch kim, tay cầm trường kiếm, lập tức cưỡi ngựa lao thật nhanh trên tuyết, giết vô số binh sĩ của gia tộc Lancaster, đi đến chỗ nào là máu tươi bay lên tới đó. Vô số binh sĩ nhao nhao rút lui. Hắn tiếp tục phát ra tiếng gào thét giận dữ, tay cầm thanh trường kiếm được khảm đá hồng ngọc, với khí thế mạnh mẽ, vung kiếm giết binh sĩ của gia tộc Lancaster, xa xa một con tuấn mã màu đen biên cuồng phi nhanh đến, cầm trong tay trường kiếm, lập tức xông phá vòng vây, chém giết vô số binh sĩ của gia tộc York nhìn hắn mặc áo giáp màu bạch kim mang theo ký hiệu hoa hồng trắng hai tròng mắt nóng lên tay cầm trường kiếm vung lên giá một tiếng chân đá mạnh vào hông ngựa thân thể lao nhanh về phía trước vào lúc bọn binh lính tới gần một thanh kiếm chém thẳng về phía cổ hắn chiến mã ngửa cổ lên trời hí một tiếng dài hắn phun ra máu tay cầm trường kiếm vung lên đẩy lùi vòng vây của binh lính đang lên chiến mã đột phá vòng vây phi nước đại thật nhanh rời đi ai biết được phía trước là núi rừng u ám chiến mã dừng chân không kịp, giống lên một tiếng hí dài, kéo theo chủ nhân của mình ngã ẩm xuống giữa núi rừng phủ đầy tuyết trắng tinh. Địa thế núi rừng hiểm trở, đường đi trong rừng càng đi càng xuống dốc, cuối cùng là vách núi sâu vạn trường. Chiến mã vì bảo vệ chủ nhân, ý thức được sắp phải xông thẳng qua vách núi, nhìn thấy phía trước có đại thụ trăm năm tuổi, dừng chân không kịp, liền hí một tiếng cuối cùng, đầu ngựa đập thẳng vào thân cây, máu tươi bắn ra, quằn quại bên cạnh cây đại thụ, chủ nhân ngã nằm trên mặt tuyết, nón giáp rơi ra lộ ra gương mặt anh tuấn tuyệt đẹp ngửa mặt hướng lên trời cao tóc xoan màu vàng óng ánh tiết lộ huyết thống cao quý của hắn đôi mắt thâm thúy khẽ nhắm mũi diều hâu cao nhọn lộ vẻ ôn nhu môi mỏng nhẹ mở ra từng màng tuyết trắng rơi xuống chiến mã nằm trên mặt tuyết đầu đầy máu tươi mở mắt to tròn đen lấy nhìn chủ nhân đang nằm trên tuyết không nhúc nhích chỉ là máu tươi từ trong áo giáp của hắn đang tràn ra con ngựa hí một tiếng lớn kêu chủ nhân của nó bất đắc dĩ mất hết khí lực cuối cùng đành nhắm lại hai mắt, nhận lấy an bài của thượng đế. Lúc này, tuyết bay khắp trời, hoàng hôn buông xuống, không còn nghe thấy âm thanh chém giết nào nữa, cuối cùng đã đến lúc hoa hồng trắng nhẹ nhàng mang chiến thắng trở về, mà người thanh niên mang huyết thống quý tộc nhất, anh dũng chiến đấu ở trong trận chiến này lại thần bí biến mất. Bên ngoài, quân đội York thừa thắng xông vào London, toàn bộ núi rừng là một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại khung cảnh tĩnh lặng tràn đầy tuyết rơi trong nháy mắt đêm tối đã bao trùm khắp nơi, đem người thanh niên cùng với những vết máu, hoàn toàn vùi lấp. Cho tới bây giờ, chiến tranh đều lấy linh hồn hướng về phía trước để đổi lấy hòa bình. Tuyết rơi trắng xóa, có lẽ là nước mắt của Thượng Đế, ở trận chiến này, rốt cuộc chết trận bao nhiêu oan hồn, loại hòa bình như thế, có lẽ dân chúng thực sự không hiểu được. Trận tuyết rơi này kéo dài hai ngày hai đêm, trong một đêm đen, mặt trăng theo gió lạnh gào thét, treo ở trên cao, ánh sáng màu bạc chiếu khắp rừng rậm, lại càng ngày càng lạnh. Chiến mã đã bị vùi lấp trong tuyết trắng mà hắn lại rơi xuống một khe núi nhỏ, có lẽ do hắn được thượng đế thương tiếc, tuyết nhẹ nhàng rơi xuống người hắn, luôn có từng cơn gió lạnh thổi tuyết rơi trên người hắn, những bông tuyết nhỏ rơi vào cánh môi của hắn, tan dần, giống như rượu ngon chân quý của thượng đế ban cho, liền tan vào trong cơ thể hắn. Cứ như vậy, suốt hai ngày hai đêm, hắn đều nhờ vào rượu ngon chân quý ấy mà nuôi sống sinh mệnh, Ban đêm, mặt trăng ẩn mình trong các áng mây, gió lớn thổi bay vô số bông tuyết trên mặt đất. Màn đêm tối đen như mực. Cho đến khi xa xa truyền đến một loạt tiếng bước chân, thậm chí bay tới như một luồng ánh sáng, chỉ là ánh sáng này không có tự nhiên xuất hiện, đang dịu dàng di chuyển đến. Ánh sáng đến gần chiếu sáng màu tuyết trắng trên mặt đất và núi rừng tối tăm, quả thực xuất hiện một bóng dáng ôn nhu, cô có mái tóc xoăn dài màu đỏ sậm, tóc được thắt bím dài tỉ mỉ cố định trước chán trái phải hai bên được cài những bông hoa tuyết trắng nhỏ, mặc cho tuyết rơi đầy trên đèn lồng cổ xưa, trên tay áo cùng váy dài, thậm chí tuyết rơi đầy trên chân, khoác áo dài màu đen, cầm đèn lồng, dẫm lên tuyết đi về phía bên này, đôi mắt xanh của cô dịu dàng như nước, mũi cao xinh xắn, trên mặt có vài nốt tàn nhang. Đôi môi căng mọng màu hồng phấn, khuôn mặt xinh xắn hoàn mỹ như tranh vẽ, toàn bộ tạo thành một điểm hồng giữa núi rừng. Cô ấy cầm đèn lồng tiếp tục đi về phía trước, sắp sửa đi qua khe núi, lại đi qua một khe núi nhỏ đột nhiên có cái gì đó vướng chân mình cô khẽ kêu một tiếng cả người ngã nhào trên mặt đất ui ra tuyết này thật đáng chết mà cô chống tay ngồi dậy sắp đứng lên cầm đèn lồng lên thầm vui mừng cũng may nó không bị tắt vừa nghĩ muốn mắng vài câu cô xoay người nương theo ánh đèn nhìn thấy một thanh niên nằm trên tuyết phần lớn thân thể đều bị vùi trong tuyết chỉ lộ ra gương mặt anh tuấn cô hoảng hốt thét lên trời ơi đây là ai a à? đã chết rồi sao cô vội vã kéo mũ xuống che lại trên đầu mình cầm đèn lồng cúi đầu bước nhanh đi về phía trước chân đạp trên tuyết phát ra tiếng xèo xèo kéo váy dài trên mặt tuyết phát ra tiếng róc rách vang khắp nơi đi được một lúc đột nhiên cô dừng lại cầm chặt đèn lồng gió thổi tới cuốn tuyết trắng bay khắp nơi đôi mắt cô ôn nhu cảm giác như người thanh niên kia vẫn còn sống cô xoay người trong nháy mắt có chút kiêng kỵ nhìn người thanh niên đang nằm đó tuyết trắng dần dần che phủ gần hết gương mặt anh ta giống như sắp vùi lấp tính mạng của anh ta. Đôi mắt xanh của cô gái này hiện lên sự thiện lương, cứng cỏi, hít sâu một hơi, nhấc váy dài lên, bước trên tuyết đi tới trước mặt anh ta, nâng cái đèn lồng lên để nhìn kỹ khuôn mặt anh Tuấn của anh ta. Ở trong tuyết đang bay, vẫn đẹp tới mức khiến cho tim người ta đập nhanh như vậy, hai tròng mắt cô khé chấp, căng thẳng dơ bàn tay trắng nõn đến gần cái mũi cao của anh ta, phát hiện vẫn còn hơi thở ấm áp, đôi mắt cô kinh ngạc sáng ngời, ném thật nhanh cái đèn lồng, quỳ gối trên mặt tuyết, đem đôi tay trắng nõn của mình lôi người thanh niên đang bị vùi trong tuyết lên. Khi, hay, anh có khỏe không? Cô khẩn trương cào hết tuyết đang che phủ người hắn, lo lắng nhìn anh ta dường như đang ngủ say, cô thở ra khí trắng, không ngừng cào hết tuyết trên người anh ta. Hay, anh có khỏe không? Cô tiếp tục cào tuyết trên người anh ta, lại phát hiện tay mình đã chạm vào áo giáp sắt cứng rắn, tóc xoăn màu vàng óng ánh dài quá vai. Chỉ có kỵ sĩ trở lên mới có tóc dài quá vai, hơn nữa anh ta còn có tóc xoăn màu vàng, cô càng nghi hoặc lại càng mạo hiểm bất chấp rét lạnh, quỳ trên mặt đất, đào tuyết trên người anh ta, mặc kệ gió thổi lạnh run, tuyết bám đầy trên mái tóc vàng xoăn của cô, trên khuôn mặt trái xoan, trên cánh mũi xinh xắn của cô. Này, hai tay cô gần như đông cứng, ngẩng đầu nhìn thấy anh ta vẫn như cũng ngủ thật say, nhớ tới quốc vương từng nói, chiến sĩ anh Dũng sẽ không hôn mê, sẽ không chết đi, bọn họ chỉ là đang ngủ, ánh mắt cô nhanh trí nhẹ nhàng chớp lóe Vô ý thức hít phải một ngụm khí lạnh, toàn thân đông cứng, dỗi nắm tay nhỏ bị lạnh buốt trở nên đỏ hồng ra, xoa xoa trên người mình, liền hướng trên mặt anh ta, phịch một tiếng, nhắm mắt lại mà đánh tới. "A", à, một âm thanh truyền đến, người thanh niên thực sự đã tỉnh lại, trên mặt bộc lộ vẻ đau đớn, nặng nề thở một hơi. Cô vui mừng cười rộ lên. Lúc này, tuyết lớn bay tán loạn, có một cô gái ôn nhu, tại rừng rậm không biết ở nơi nào kia, vặn đứt hai nhánh của cây đại thụ, Cắn răng chịu đựng giá lạnh, đem áo giáp của anh ta cởi ra, đặt anh ta lên nhánh cây to chi chít lá vừa chặt, ban đêm giá lạnh, cô từng bước từng bước kéo anh ta đi về phía trước, cái đèn lồng nhỏ lung lay ở trong rừng cây, khó khăn di chuyển. Lướt nhẹ trên tuyết, thế giới tự nhiên phát sinh biến hóa, quân gốc tiếp tục tiến vào London, sắp sửa sương vương. Sáng hôm sau, mặt trời chiếu rọi khắp nơi vô cùng ấm áp. Một đường kéo dài đến rừng nho, bao trùm vài sườn núi chiếu xuống cành lá bị người dùng vải bọc lại thành hình tròn cây nho trải dài dọc đường đi được người ta trồng ngay ngắn thẳng hàng trong lòng người anh rượu đỏ là nước chân quý do thượng đế ban tặng cho nhân loại một cô gái mặc váy dài cũ màu xanh tóc dài được tết gọn gàng ngọc trai màu trắng được cài trên bím tóc cô giống như cánh bướm hồ điệp giữa ngày đông nhấc lên váy dài đem loại rượu đỏ của pháp cất vào bình nhỏ đi về phía trang trại trác tiên sinh tay cô cầm bình rượu đỏ vui vẻ đem tới gian phòng chủ trang trại, vừa muốn báo cáo thì nhìn thấy một người đàn ông, tuổi gần 40, mặc áo sơ mi trắng, ôm một phụ nữ đã cởi bỏ quần áo nửa trên, họ ôm nhau trên sofa, ông ta làm tư thế cúi xuống cắn ngực, vợ ông ta ngửa mặt phát ra tiếng thở dốc. Jenny kiềm lòng không đậu, kinh ngạc kêu một tiếng, cô súng không phải là vợ của chủ trang trại mà chỉ là con gái của tình nhân ông ta. Sau đó, quả nhiên không ngoài dữ liệu, Jenny bị đánh bằng roi bị đánh một trận dữ dội, sau đó lau đi khóe miệng dỉ máu, ra khỏi phòng. Đúng là, gặp quỷ mà. Người nô lệ da đen đang bưng điểm tâm nhìn thấy Jenny bị đánh, liền thương tiếc nói, hai chị em con không phải đã đi tham gia vũ hội do công thức tổ chức rồi sao, tại sao bây giờ con lại ở đây chịu đòn. Jenny không lên tiếng, tùy ý nhấc váy dài, tay áo phối gen tung bay, bước nhanh về căn hầm của mình. Trong vườn nho, nơi đây từ lâu đã bị mọi người quên lãng, chỉ có cô là người yêu thích nó nhất. Căn hầm nho nhỏ, cửa gỗ đã khóa lại, cô cẩn thận từng chút cầm bình rượu lên, mở khóa, đi vào nhìn thấy một thanh niên, đang thoi thóp dựa vào thùng rượu bên cạnh, tiếp tục mê man ngủ, cô nhấc váy dài lên, lập tức ngồi xổm bên cạnh anh ta, đôi mắt màu xanh bộc lộ ánh mắt dịu dàng, đêm qua đã vất vả lắm mới lén đưa anh ta vào vườn nho này, không dám đi lung tung khắp nơi, đành phải đem anh ta ở tạm ở hầm rượu này thôi. Hay. Cô ngồi xổm ở bên cạnh anh ta, vươn tay nhẹ nhàng hỏi anh ta thật to. Anh ta tiếp tục ngủ say, tóc xoăn nhẹ buông xuống, lộ ra khí chất tôn quý. Cô tiếp tục nhìn anh ta thật lâu, không có cách nào đột nhiên cầm bình rượu trong tay mở nắp ra, khẽ nâng khuôn mặt anh tuấn của anh ta lên, muốn rót cho anh ta một chút rượu đỏ ấm áp. Bất đắc dĩ rượu đỏ theo khóe miệng chảy ra ngoài. Cô lo lắng nhìn anh ta thật lâu, cuối cùng vẫn không có biện pháp, giơ chai rượu đỏ lên ngửa mặt uống một hớp lớn, sau đó cúi người xuống, nhẹ nâng khuôn mặt anh ta, đưa mắt do so dự nhìn thật lâu, rốt cuộc quyết định khẽ hôn lên môi mỏng của anh ta, nhúc nhích khuôn mặt, đem toàn bộ rượu đỏ đẩy vào bên trong miệng anh ta, chương 530, lên men. Sáng sớm tinh mơ, tuyết rơi tán loạn, phủ đầy khắp nơi. Trải dài khắp trang trại nho, đều bị những bông tuyết nho nhỏ bao phủ trắng xóa toàn bộ vùng đất này. Hôm nay, tuyết bay mờ mịt đầy trời có một bóng dáng màu xanh nhạt đang di chuyển trong rừng nho. Cô mặc một chiếc váy dài xanh xòe đã cũ, quấn chặt dây tết hình xương cá màu trắng quanh thắt lưng, tóc xoăn màu đỏ, bỏ áo choàng xuống, tóc tết hai bên dùng chân châu cố định, tóc dài quấn chặt gọn gàng ở phía sau, cánh tay áo thật dài bên trong là cánh tay trắng nõn như tuyết, bàn tay nhỏ bé hồng hào, nhanh chóng cầm một góc váy dài, tay phải nắm chặt một bình gốm nho nhỏ giấu trong tay áo, đi đến hầm rượu, tuyết trắng vẫn cứ rơi xuống. Cô dừng lại trên con đường nhỏ trong vườn nho, ngẩng đầu nhìn lên, thấy những bông hoa tuyết đang bay khắp bầu trời, tự trách mình hôm nay không có mang theo áo choàng. Cô kéo váy dài bước đi thật nhanh, dẫm trên tuyết phát ra âm thanh xèo xèo đi về phía trước. Jenny, một bà lão nô lệ da đen tuổi chừng 50, mặc váy màu xám dài được chấp vá nhiều chỗ, tay cầm hủ trang điểm bằng bạc, khí thế kiêu ngạo đi ra từ một căn phòng nhỏ nhìn Jenny, vô cùng ngạo mạn nói ngươi lại chạy đến hầm rượu trộm rượu uống nữa phải không Ô, oh, không có đâu jenny đứng trước hầm rượu thở dốc bị đau đến khuôn mặt đỏ bừng nhìn bà ta cười rộ lên nói sẽ không tái diễn lại chuyện này nữa đâu ạ à? cháu chỉ là đến xem dịch rượu đáng yêu của chúng ta hình thành ra sao thôi ngươi nhất định phải nhớ kỹ ngươi từng vì lén uống rượu mà đã nhảy vào thùng rượu lớn duy nhất ở trang trại này của chúng ta làm lãng phí phân nửa rượu nhau của trang trại chúng ta đó Bà lão da đen nghiêm giọng nói: "Cháu thực sự rất xin lỗi ạ." À. Jenny đứng trong tuyết rơi, hơi cúi đầu thập phần ảo não khi bị nhắc đến chuyện cũ. Bà lão da đen không để ý tới mà đem áo choàng màu xám đội lên đầu, nhớ tới phải đem nho phơi khô rời xuống, liền cất bước rời đi. Jenny cẩn thận từng ly từng tí nhìn bà lão da đen, liền xoay người đi nhanh về phía trước, cô đột nhiên cười, bởi vì mấy ngày qua cô đã cố ý cùng cùng la và vài người nữ hầu nói về câu chuyện xưa bá tước tại hầm rượu đã biến thành quỷ hút máu đáng sợ, từ đó trong một thời gian dài cô không dám đến hầm rượu nữa. Khóa sắt sắt xuống, Jenny thở khí trắng, tay cầm khúc cây dài, đẩy cửa vào, nhanh chóng nhấc cái váy dài, dọc theo đường nhỏ chật hẹp âm u, chạy như bay về phía trước, váy dài màu xanh kéo trên mặt đất tạo ra tiếng vang nhẹ nhẹ. Một gian phòng khác, vịt một tiếng mở cửa ra. Một thanh niên mặc trang phục kỵ sĩ hoàng gia màu trắng, nằm bên cạnh giá rượu, nhắm chặt hai mắt vẫn hôn mê như cũ, trên người được đắp một tấm chăn màu xám, trong thân thể anh ta vẫn còn lưu lại rượu nho làm cho sắc mặt tái nhợt của anh ta có chút khôi phục, chiếc mũi đẹp, dù chỉ là hô hấp cũng vô cùng gợi cảm. Jenny khẩn trương nhìn anh ta một cái, nhanh chóng đóng cửa lại, lấy ra bình gốm, nhấc váy dài đi đến bên người anh ta, quỳ gối xuống, đôi mắt xanh nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh ta, nhẹ nhàng vươn tay, liền quyết định mở nắp bình gốm uống một ngụm lớn, hai tay chống hai bên người anh ta, tóc xoăn đỏ rực rủ xuống, nhìn khuôn mặt điển trai hoàn mỹ của anh ta, mày kiếm màu nâu, giống như các chị mình đã từng nói về vương tử mê người, lại do dự một hồi mới cúi đầu, khẽ hôn môi của hắn, khuôn mặt khẽ nhúc nhích. Từng chút từng chút một đem toàn bộ rượu đỏ đẩy vào trong miệng anh ta. Người Lancaster thật đáng chết, dám giữ lại dân nghèo tóc đỏ, trốn ở trong trang trại của chúng ta, còn dám làm càn như vậy, còn không mau ra đây cho ta. Ella đã trở về ở bên ngoài la lớn. Jenny im lặng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng dựa vào trong lồng ngực rắn chắc như sắt của thanh niên này, khẽ nhúc nhích môi, chậm rãi đem rượu đỏ truyền vào trong miệng anh ta. Jenny lập tức ra đây, vừa rồi là muốn đem hai người chỉ cao quý của ngươi đi tham dự tiệc rượu đỏ. Ella phẫn nộ gõ cửa, vang tiếng bang bang. Cô căm giận từ lúc đi qua rừng nho về tòa thành cổ. Jenny có chút lo lắng bàn tay nhỏ bé khẽ nâng khuôn mặt anh ta, dự định sẽ rời khỏi đôi môi anh ta. Jenny, người Lancaster thật đáng chết, Ella đập cửa càng lúc càng mạnh. Anh ta bỗng nhiên mở mắt ra, liền nhìn thấy một mỹ nhân như mộng, gương mặt ửng hồng, nhắm mắt lại, lông mi thật dài, nhu tình hôn lên đôi môi của mình, mái tóc dài màu đỏ rực xóa trên lồng ngực của mình, tay cô trống trên ngực khẽ run run rẩy rẩy nắm thành quả đấm nhỏ. Đôi mắt màu nâu của anh ta khẽ chớp, nhanh chóng cảm giác được bên trong miệng mình có hương vị đặc biệt, mùi vị rượu đỏ cay nồng ấm áp, thân thể mình ấm dần. Người Lancaster chết tiệt này, Ella ở bên ngoài mắng một tiếng. Hai mắt anh ta chóp nháy liên tục, bỗng nhiên đẩy cô gái trước mặt ra, tay thuận thế nắm chặt trường kiếm khảm hồng ngọc lên, hướng tới cổ họng của cô mà chỉ thẳng xuống. A, à, Jenny từ cạnh cửa, vươn hai tay, kêu la thất thanh. Người Lancaster đáng chết này, ngươi vừa muốn làm cái gì hả? có phải ngươi vừa mới cho ta uống thuốc độc đúng không? Anh ta khẩn trương, tay nắm chặt trường kiếm khảm hồng ngọc chỉ vào cô gái quát to. Không, không có, Jenny nhìn thân thể anh đã khôi phục, hai tay nắm chặt lồng ngực của mình, khẩn trương nhìn về phía anh ta, gấp gáp giải thích, xin ngài đừng đối xử với tôi như vậy. Nước nho đã từng bị xem là chất độc, cho nên... Mới được lên men, thế nhưng tôi tuyệt đối không để cho hương vị tràn ngập mê người đó, bị ban cho một cái tên đáng sợ như thế, Tên của nó gọi là lơ Le Lersa, anh ta nhíu mày đọc lại cái tên này. Đúng, là Lersa. Chính tôi đã đặt tên đó bởi vì nó đến từ nước Pháp, nước nho tuyệt diệu như thế. Nhưng bởi vì hôm qua, nhất thời tôi đã phạm phải sai lầm mà không thể để cho nó đưa vào cất giữ trên giá rượu mỹ lệ của công tước. Jenny suốt ruột nhìn về phía người thanh niên đó, lại khẩn trương giải thích. Gương mặt anh ta lạnh lùng, tóc xoăn xóa tùy ý ở trên vai nắm chặt trường kiếm trong tay nhắm thẳng nơi cổ họng của cô gái trước mặt muốn dùng lực phẫn nộ nói những gì ngươi nói đều là sự thật tôi dùng linh hồn của rượu đỏ làm bằng chứng bảo đảm với ngài jenny nhìn anh ta thở gấp gáp giải thích ở đây là nơi nào anh ta dùng trường kiếm nâng cầm của cô nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô mặc dù trên má có một số nốt tàn nhang nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp như vậy đẹp quá nhất là đôi mắt xanh biếc tựa như bầu trời xanh dịu dàng sâu thẳm đây là trang trại nho trên danh nghĩa của công tước johnson jenny lập tức nhìn anh ta giải thích johnson anh ta nhíu mày đọc like cái tên này thân thể phát ra khí thế anh ta gọi thẳng cái tên này từ trên cao nhìn xuống đúng vậy johnson jenny lại khẩn trương giải thích dẫn ta đi gặp hắn anh ta không nói hai lời nâng khuôn mặt động lòng người của cô nhìn về phía đôi mắt màu xanh tràn ngập nhu tình của cô hạ lệnh jenny vừa nghe xong lời này ánh mắt lộ ra hoang mang, không muốn đáp ứng. Dẫn ta đi gặp hắn ngay, nếu như không phái thì chính là ngươi đang nói dối. Ngươi là người Lancaster, sao có thể ở trong nhà của người York được hả? Còn mái tóc đỏ của ngươi, đây là tóc của dân nghèo. Anh ta lấy kiếm trượt trên. Cái cổ trắng ngần của cô, kéo thẳng xuống trước lồng ngực, cảm nhận được ngực cô đang phập phồng lộ ra một phần da thịt tuyết trắng, thập phần mê người. Jenny không biết nên giải thích thế nào với anh ta, chỉ nhìn vóc người oai phong mạnh mẽ của anh, thân thể mang hơi thở tôn quý, nhất là mái tóc vàng óng ánh đó, cô tiếp tục so dự. Nghi tâm anh ta căng thẳng, bỗng nhiên thu kiếm lại để ngang cổ của cô, anh ta tới gần cô hơn, sống mũi anh Tuấn của anh ta kể sát cái mũi nhỏ đáng yêu của cô, lại nghiêm giọng nói lớn dẫn ta đi gặp công tước Johnson. Ở khoảng cách gần, cô ngửa mặt nhìn khuôn mặt anh ta tựa như vương tử, dường như nhìn thấy trong đôi mắt sắc bén của anh ta, cô cảm giác được anh ta là kỵ sĩ vì chiến đấu mà quên mình, đôi mắt cô tràn lệ, vô thức lắc đầu nói, không. Nếu như ngài là người York, là một quý tộc, xin ngài đừng gặp hắn. Tôi không thể dẫn ngài đi tìm hắn, tôi thật xin lỗi ngài. Dân nghèo vô lễ, anh ta bỗng ném xuống trường kiếm, cô không xứng bị trường kiếm trong tay mình đâm chết, chỉ là trong tích tắc dùng lực nắm chặt cổ họng cô, nghiêm nghị nói lớn mang ta đi gặp công tước Johnson. Người biết ta là ai không? Tôi là Jenny, cô ngẩng đầu nhìn người thanh niên anh dũng này, vội vàng nói. Anh ta cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt kề sát dường như có thể cảm nhận đôi môi căng mọng gợi cảm của cô, lúc nhẹ mở ra hé lộ hàm răng trắng sáng. Nếu như ngài là người trong hoàng tộc, cầu xin ngài ban cho tôi cái chết, tôi không thể dẫn ngài đi gặp hắn được. Cũng xin ngài, vĩnh viễn không nên cho tôi biết tên ngài. Tôi sẽ vĩnh viễn không tổn hại đến ngài. Jenny gấp rút cầu khẩn anh ta anh ta ngưng mặt nhìn cô, hơi nghi hoặc khi thấy ánh mắt quá chân thành của cô. Ngươi là người Lancaster, tại sao ngươi lại muốn cứu ta? Anh ta nắm chặt cầm cô, cúi mặt xuống, nhìn chằm chằm vào mắt cô, nghiêm nghị nói. Không phải tôi cứu ngài, là rượu nho đã cứu ngài, là lơ xa đã cứu ngài. Cô ngửa mặt, bất lực nhìn anh ta, vội vàng nói. Ánh mắt chấp động, anh ta quay mặt sang nhìn bình gốm màu nâu trên mặt đất. Ngươi muốn ta tin ngươi như thế nào đây? Gia tộc của ngươi đang đuổi cùng giết tận gia tộc của ta. Anh ta bỗng nhiên nhìn cô, tức giận nói. Đôi mắt Jenny tràn lệ, nhìn anh ta nói chiến tranh có thể mang tới cho các ngài cái gì. Ai cũng không phải là người thắng cuộc cuối cùng. Hôm nay, Thượng Đế nghe theo khẩn cầu của các ngài, ngày mai lại ban phúc lành cho gia tộc của tôi. Vĩnh viễn sẽ không xảy ra. Anh ta bỗng nhiên bóp chặt cổ họng cô, muốn đem cô bóp chết. Ừ, Tôi là người đáng chết, trên thế giới này, chỉ chém giết mới có thể sống. Vì sao cho tới bây giờ, tôi mới hiểu được đạo lý này chứ? Thượng đế, đây là một đạo lý vô cùng đáng sợ. Đôi mắt Jenny đã nhòe đi vì nước mắt, khó chịu nói. Âm Thanh Thương Tâm, anh ta im lặng không lên tiếng, giữ chặt cô. Jenny ngửa mặt, vì lồng ngực thiếu dưỡng khí mà hơi thở nặng nề gấp gáp, phẫn nộ nhìn anh ta. Anh ta nhìn vào đôi mắt đầy tức giận của cô chậm chạp cúi đầu nhìn khuôn mặt cô đang ngửa ra, phát hiện đôi môi cô tràn đầy rượu nho đỏ như màu máu, mới nhớ tới việc cô vừa cứu sống mình, cô vì thân thể của mình mà dùng đôi môi này rót rượu nho. Đang do dự, bang 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 phanh, ngoài cửa, eo la thô lộ đập mạnh cửa, lớn tiếng kêu, mở cửa. Mở cửa, phanh, cửa rốt cuộc đã bị phá. Thân thể eo la mập mạp, nổi giận đùng đùng chạy vào, nhìn phòng rượu vắng vẻ, ngưng mặt suy nghĩ lẽ ra Jenny phải ở chỗ này, thế nhưng rốt cuộc cô ấy đâu. Cô bực tức suy nghĩ một hồi lâu, liền quyết định vào tầng hầm tìm cô. Năm nay ánh nắng chiếu sáng không nhiều cho nên thùng lớn dịch rượu nho cũng không giống hương vị rượu thơm ngọt của Pháp, hơn nữa hương vị của nó cũng không được như rượu Pháp. Trong mỗi thùng lớn chứa rượu đều nổi lên một cái phao nho nhỏ. Cô ngâm mình vào nước rượu đỏ, mở to mắt nhìn người thanh niên đối diện, đang giận dữ giám sát chặt chẽ mình, sắc mặt càng ngày càng khó coi dường như càng lúc càng căng ra cô sốt ruột nghiêng người về phía trước ôm cổ anh ta ở trên môi hắn hôn đem hơi thở của mình không ngừng truyền sang cho anh ta anh ta mở to mắt im lặng không lên tiếng cảm nhận sự thiện lương dịu dàng thậm chí chứa đựng tình cảm dạt dào của cô gái đang ôm mình anh ta không kìm được lòng mình mà vươn tay ôm chặt hông của cô cùng cô ở trong rượu đỏ mà triền miên ôm hôn nhau giai đoạn đầu của quá trình lên men rượu màu sắc rượu không rõ ràng cho nên mới được đựng trong thùng nằm ngang để dễ dàng quan sát rượu. Audio điện tử võ tấn bền chương 531 Vài ngày sau, toàn thành tuyết rơi dày đặc bay tán loạn, gia tộc người York tiếp tục phát động tấn công, thẳng đánh London, công tước Johnson vì chúc mừng chiến tích, cử hành vũ hội, chào mừng thời khắc lịch sử này. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, bao trùm khắp vườn nho. Gió cùng tuyết gào thét kéo đến, một bóng dáng màu hồng, ở giữa rừng nho trắng xóa, chậm rãi bước đi. Jenny mặc váy dài xương cá màu trắng hồng bó sát người, nâng váy lên bước đi, lạc vào giữa tuyết trắng, giống như một loại dịch rượu đỏ, cái lược hai bên búi tóc hình bươm bướm bung ra, dùng ngọc trai quý giá dọc theo bím tóc xinh đẹp, nhẹ cài vào, bên ngoài khoác áo choàng màu hồng, chùm lên trên đầu, đứng trước một gốc nho, vươn đôi tay nhỏ bé trắng tuyết đang lạnh buốt ra, đem từng mảnh vải cũ quấn trên cây nho, tháo ra, một lần rồi lại một lần gỡ bỏ. Gió lớn, cuốn theo tuyết trắng ập tới, toàn bộ đập vào người cô gái nhỏ này. Cô chỉ thở ra khói trắng, chịu đựng lạnh lẽo, mặc kệ tuyết rơi xuống chỗ mình, trên mặt, trên người, hai tròng mắt lại bộc lộ dịu dàng cùng ánh mắt xanh thẳm, lại đem từng mảnh vải gỡ xuống. Xa xa có một bóng dáng màu đen, ở phía trước di chuyển, dẫm lên tuyết, làm phát ra tiếng xèo xèo. Anh ta mặc trang phục nô lệ màu đen, dùng một miếng vải tơ tằm lớn bao quanh người từ đỉnh đầu tới bên hông, giấu kín màu tóc vàng óng, đi tới cạnh bóng dáng nhỏ màu hồng kia, nhìn thấy một cô gái hết sức mỏng manh, đứng dưới vườn nho, đem dây nhỏ gỡ xuống, cánh tay còn mang một cái giỏ sách xinh đẹp đã cũ, trên mặt hiện ra vài tia sắc bén nhỏ, anh ta đứng cách đó không xa, hai tròng mắt sâu xa, nhìn cô. Từ sau ngày gặp trong hầm rượu, cô không còn xuất hiện, chỉ là đúng giờ sẽ đưa tới thức ăn cùng rượu nho cho mình. Jenny vẫn như cố chuyên tâm mà dịu dàng tháo gỡ mảnh vải, thậm chí ở gốc cây nào đó, cảm thấy cành cây quá nhiều, liền trực tiếp lấy dao nhỏ, đem cành cây dư thừa kia cắt bỏ đi. Tại sao phải làm như vậy? Anh nhìn cô, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Jenny mới giật mình xoay người, nhìn thấy anh đã xuất hiện trước mặt mình, thậm chí cuối cùng cũng chấp nhận mặc quần áo của dân thường, che giấu thân phận của anh, thế nhưng khuôn mặt hoàn mỹ kia, đôi mắt sâu màu nâu kia, chợt hiện ra tia sáng sắc bén mà mãnh liệt vẫn làm cho người ta không thể lờ đi được. Tại sao phải làm như vậy?" Anh nhìn cô, hỏi lại. Jenny lưu chuyển ánh mắt, cũng không để ý đến lời anh nói, lúc sau mới biết rằng anh hỏi chính là động tác mình lúc này, liền thật dịu dàng cười rộ lên, khuôn mặt ngọt. Ngào giữa trời tuyết rơi, đẹp như bông hoa hồng, cô cầm dao nhỏ, xoay người tiếp tục cắt những cành cây dư thừa, mới mỉm cười nói, "Loại bỏ những cành cây nho khiếm khuyết, sau đó giữ lại những cành cây khỏe mạnh." mở ra, để cho nó có thể tiếp thu ánh mặt trời rực rỡ và những giọt mưa mùa đông. Anh đứng trong gió tuyết, nhìn cô gái kia, đứng giữa trời tuyết rơi, kiên định như vậy, tòa thành công tước, xa xa, đã chuyển đến âm thanh hưởng ứng vũ hội, anh quan sát quần áo của cô, cũng không giống như nô lệ hay dân thường, liền mặt lạnh hỏi cô là ai. Jenny dừng động tác trong tay, nhìn anh, do so dự một lát, mới tiếp tục xoay người, cắt tỉa những nhánh cây dư, chọn ra cành cây khỏe, không ngừng cắt những nhánh cây khô để cho nó lộ thanh mà xuất hiện. Vì sao cô phải làm việc này?" anh hỏi lại. Cô đứng giữa trời tuyết bay, tay cầm dao nhỏ, dịu dàng nhìn người đàn ông trước mặt, mỉm cười nói, bởi vì đàn ông tự tay mình giết chết những linh hồn, còn phụ nữ lại phụ trách việc làm cho nó sống lại lần nữa. Anh nhíu mày. Nước rượu nho là một chất lỏng quý báu như hoa như ngọc lại rất mê hoặc do thượng đế ban cho chúng ta, đó không chỉ là một loại nước trái cây mà còn ẩn giấu trong đó linh hồn của thời gian, tỏa ra hương khí mê người, nó thậm chí tựa như một loài động vật có thể tồn tại trong cơ thể chúng ta, ở vùng quê thì chạy như bay, ở trên trời thì tự do bay lượn, trong rừng rậm thì tung bay theo chiều gió, tựa như những tinh linh huyền bí. Anh cho tới bây giờ có lẽ cũng chưa từng thấy dáng vẻ xinh đẹp của nó từ trong suốt đến màu đỏ hồng. Này, cô càng nói càng hưng phấn, tay cầm dao nhỏ có chút ngượng ngùng mà khoái trá mỉm cười nói, đó là một thứ màu sắc quá mê hoặc lòng người. Tôi cho đến nay cũng không tìm được một loại màu sắc nào có thể tương xứng cùng với nó. Giống như mái tóc dài xinh đẹp màu đỏ của cô. Phía sau bỗng nhiên ấm áp. Anh đứng phía sau cô, cầm lên một sợi tóc, để xuống chóp mũi hôn nhẹ, một mùi thơm mang theo hương vị nụ hôn ngọt ngào ngày đó kéo đến. Cô đứng tại chỗ, im lặng không lên tiếng. Tay anh cầm sợi tóc đỏ, khẽ nâng mí mắt nhìn về cái cổ trắng tuyết của cô, cùng khuôn mặt tròn xinh đẹp, im lặng không lên tiếng nhẹ ôm lấy cô, nắm lấy dao nhỏ trong bàn tay cô, tiếp tục dùng lực mạnh, cắt bỏ những nhánh cây. Một đêm này, thật là dài đăng đẳng, hai người trong lúc chiến tranh vẫn đang tiếp diễn tại gia tộc mình, lại trong hoàn cảnh tràn đầy yên tĩnh này, tiếp tục im lặng cắt tỉa cành, thỉnh thoảng Jenny lại nói về trận chiến tranh này. Cô nói, chiến tranh là phá hủy. Anh nói, chiến tranh là xây dựng lại. Cô nói, hủy hoại rồi sau đó xây dựng lại, sát hại bao nhiêu linh hồn của thượng đế. Anh nói, linh hồn vốn là phải về với thượng đế. Cô nói, các anh làm sao biết, thỏa mãn đáy lòng của bản thân, thượng đế cũng sẽ chấp nhận linh hồn của các anh sao? Một cơn gió lớn thổi qua. Anh tức giận cầm chặt cầm cô, khiêu khích nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hai tròng mắt nóng cháy nói, người Lancaster các người thật đáng chết. Người trong bộ tộc của các người giết hại người trong bộ tộc tôi, tựa như cơn gió mùa thu quét hết lá rụng trên mặt đất. Vì chiến tranh mà chiến tranh, cho nên các anh cũng chỉ là món đồ chơi thượng đế mà thôi." Jenny dũng cảm nói ra ý kiến của mình. Trên thế giới này, chỉ có phụ nữ mới là món đồ chơi. Anh tức giận kêu to, "Các người chỉ là một đám người, cởi quần áo ra, đợi chúng tôi kêu gọi chơi đùa mà thôi." Jenny tức giận thở dốc nặng nề, hai tròng mắt rưng rưng nhìn anh ta miếng vải đen tre lấp khuôn mặt hoàn mỹ nghe nói hoàng tử người york bị mất tích lại không dám lên tiếng cô có khả năng sẽ bị treo cổ trên pháp trường vì thân phận của anh ta giống như những chiến sĩ dũng cảm treo cổ trên tường thành cô khuôn mặt xấu xí như vậy chính là thượng đế đang trừng phạt người lancaster các người chấm than ngoặc kép hai mắt anh ta nóng lên đem cả người cô đẩy sang một bên cô té ngã trên mặt tuyết máu đỏ thấm như muốn trào ra xèo 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 xèo. Anh ta trong đêm tối trống vắng, bước nhanh về phía trước, phải đen rất xuống, lộ ra mái tóc vàng thanh khiết. nhi trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn bóng lưng anh, hai tròng mắt nóng lên, vội nhấc chiếc váy dài đỏ thấm, dẫm lên lớp tuyết dày, chạy như bay về phía trước, kêu nhỏ, hay, hay. Anh ta mặt lạnh không quay đầu lại, tiếp tục cất bước về phía trước, vóc người như kỵ sĩ, anh mạnh mẽ bước đi trong gió. Hay, hay, Cô tiếp tục nhấc váy dài, chạy như bay về phía trước. Cách cửa hầm phịch một tiếng nghiêm trọng. Jenny đứng ngoài cửa, bất chấp viết bay tán loạn, nhìn cánh cửa kia, bất đắc dĩ xoay người, chỉ nhấc váy dài lên đi về phía trước, bước qua vườn nho, đi vào pháo đài cổ kính, trong nhà bếp của công tước, nâng một cái khai tinh xảo tuyệt đẹp lên, phía trên là rượu nho được trang trí rực rỡ, còn có điểm tâm và thịt gà tây làm cho người ta không khỏi nuốt nước bọt, bước đi vào hầm rượu, nhẹ đẩy cửa ra, xoay người lại vừa. Muốn cho anh ta hưởng thụ thắng lợi cùng dân tộc anh ta, ai ngờ cô vừa mới đi vào, nhìn phòng rượu vắng vẻ, khay phịch một tiếng, rớt xuống dưới đất, cô đau khổ mà vội vàng kêu to một tiếng, không. Tòa thành công tước đột nhiên được canh phòng nghiêm ngặt, ánh đèn tòa thành, bất ngờ sáng lên, không bao lâu sau, liền nghe thấy hàng loạt âm thanh phá cửa thật lớn, vô số binh lính, chạy vào tòa thành. Người tên phản bội này, chấm than ngoặc kép, có một giọng nói, từ đầu bên kia tòa thành thảm thiết vang lên. Jenny đứng ngoài tòa thành, ngẩng đầu trong không khí lạnh buốt, dường như nghe thấy tiếng gầm lên giận dữ chuyển đến nơi này, hai tròng mắt màu lam của cô vội vã lóe lên, muốn chạy vào trong thành, trong nháy mắt lại chạy ra, nhìn thấy vài tên binh sĩ, cấp tốc ép buộc một người đàn ông đi ra, miệng bị bịt kín, hai bên đưa đẩy đang bị lôi ra bên ngoài, cô vội vàng rơi lệ, lập tức muốn đi lên. Anh bị kẹp chặt ở giữa, tức giận nhìn cô, ánh mắt cực kỳ phẫn nộ nói, người bán đứng ta. Người bán đứng ta, ngươi, người Lancaster đáng bị căm ghét, bởi vì các người là một dân tộc hèn hạ. Jenny rơi lệ nhìn anh, lắc đầu kêu to, không. Không, mẹ tôi là nhân tình bí mật của công tước, cho nên tôi biết mưu đồ bí mật của hắn cùng hoàng tộc tôi chuẩn bị tạo phản, anh không thể đi gặp hắn. Anh nhanh chóng bị đưa đi, bị nhốt vào mật thất tòa thành. Jenny đứng trong tuyết, nhìn tường thành cao chọc trời kia, Tuyết trắng nhẹ nhàng rơi, tường thành như một mê cung tầng tầng lớp lớp, làm thế nào có thể phá hủy mà vào được. Mẹ Jenny nhấc váy dài lên, nhào vào giữa một căn phòng lộng lẫy, quỳ gối bên chân mẹ mình, rơi lệ khẩn cầu nói, "Xin người cứu anh ta, bất luận như thế nào, xin người hãy cứu anh ta." Mẹ cô mặc trang phục lộng lẫy màu xanh, đầu đội nón lông đính ngọc trai, cúi đầu, nghiêm khắc nhìn về phía con gái, nói, "Jenny, mẹ của con, ta cũng chỉ là một món đồ chơi của công tước." để cho ba chị em các con có thể sống được, ta cũng đã cầu xin công tước, miễn hình phạt roi cho con vì việc cứu hoàng tử, con cư nhiên vào lúc này lại còn xin tha cho hắn. Jenny ngửa đầu nhìn mẹ, rơi lệ nói, không, mẹ ơi, không. Người không hiểu, con đã yêu anh ta, con đã yêu anh ta. Xin người hãy cứu người con yêu. Mẹ cô sắc mặt lãnh đạm đứng lên, sửa lại đôi găng tay châu Ngọc nói, con đi xuống đi. Lập tức rời khỏi đây công tước sẽ trình báo với quốc vương Lancaster, nói hắn bắt được hoàng tử. Jenny vội vã nhìn mẹ mình vô tình, không biết nên làm gì bây giờ. Thân phận chúng ta ti tiện, chỉ là đồ chơi của đám đàn ông. Chết tâm đi, mẹ cô lãnh đạm nhìn về phía cô, lại nói con có thể ở trong vườn nho này sống sót, hy sinh lớn như vậy, còn muốn ta làm gì cho con. Jenny im lặng không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp trong gương trang điểm bằng gỗ đào, thoáng qua một chút hồng nhạt, nhớ tới lúc anh ta ôm chặt mình, nói câu kia, giống như mái tóc dài xinh đẹp màu đỏ của cô. Cửa mật thất được mở ra. Jenny mặc váy lông chim màu đỏ rực, tóc được thắt bím cao quý, lộ ra nửa bộ ngực sữa, thản nhiên kéo một dải lụa mỏng che khuất cô, vốn là một khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, một chút điểm hồng kia chỉ vì che ánh mắt đàn ông. Chiếc váy rực rỡ bước đi, nặng nề mà vững chắc quét trên mặt đất đầy nham thạch. Người canh giữ mật thất nhốt hoàng tử tuổi chừng 50, Vegas, đang chuẩn bị đem hoàng tử bí mật chuyển đến người trong bộ tộc Lancaster, lại nghe được thông tin truyền đến có người muốn gặp mình. Hắn nhìn thấy Jenny tối nay lộng lẫy xuất hiện trước mặt mình, bộ ngựa kia lúc ẩn lúc hiện, khuôn mặt già nua của hắn hơi nhăn lại, ánh mắt lóe sáng. Hai tròng mắt Jenny màu xanh, chăm chú nhìn hắn, dịu dàng như nước. Bí mật như ánh đèn, mỏng manh yếu ớt như vậy. Anh ngồi trong mật thất hai tròng mắt lạnh lẽo, nhớ tới Jenny ánh mắt thuần khiết, gương mặt thiện lương, còn nói về rượu nho ngọt ngào tươi cười. Anh lại một trận tức giận nặng đấm trên mặt đất, kêu to, sẽ có một ngày khi ta khôi phục vương vị, ta nhất định phải đem ngươi xé nát. Một loạt tiếng rên rỉ của đàn ông truyền đến. Bóng dáng thật nặng nề. Vegas, gã đàn ông già nua này, đè chặt cô thiếu nữ mới 18 tuổi trên người mình, đem y phục của cô lần lượt cởi ra, hôn khắp người cô, cuối cùng xé bỏ quần lụa mỏng manh, giữa ánh đèn yếu ớt, hết lần này đến lần khác phát ra tiếng kêu dâm đáng. Jenny, cô gái xinh đẹp, giữa thế giới dịch rượu nho, tìm được phương thức tiếp cận thượng đế xinh đẹp nhất, cự tuyệt tất cả đàn ông, chỉ mong đem bản thân mình cống hiến tất cả cho vườn nho đẹp đẽ này, thế nhưng một khắc kia chỉ gặp mặt một lần, liền yêu anh ta, dâng ra lần đầu tiên quý giá nhất của mình. chương 532, Nước mắt một con ngựa trắng bay vút lên hướng về phía tòa thành. Jenny khoác một bộ y phục mỏng, hai tay chống trước cửa sổ, nhìn thân ảnh kia từ từ khuất xa, nước mắt lại rơi xuống. Vừa định vẫy tay chào hẹn ngày gặp lại, cửa sắt chợt mở ra, nhìn thấy công tước tức giận đi tới, trong tay cầm chiếc roi dài, trên thân thể gần như trần trụi của cô, không ngừng quất mạnh vô cùng hung ác. Cô cuộn tròn người lại, mặc kệ cho công tước tùy ý quất, chỉ lại yên tĩnh nghe bên ngoài cửa sổ, có tiếng ngựa điên cuồng đuổi theo, miệng nàng phun ra máu, khuôn mặt kề sát trên đất nước mắt rơi xuống. Nhị viện, anh ta mặc lễ phục hoàng tử màu trắng, từ trên ngai vàng thong dong bước xuống, gương mặt phẫn hận hô to, ta muốn giết hết những kẻ phản bội ta, giết sạch người Lancaster. Giết kẻ phản bội, giết sạch người Lancaster. Mọi người dơ cao trường kiếm, lớn tiếng đáp lại. Thúc ngựa phi nhanh, lá cờ hoa hồng trắng tung bay phất phới. Người đứng đầu toàn thân mặc một bộ áo giáp kỵ sĩ, cầm trong tay thanh trường kiếm, dẫn theo vô số binh sĩ, chạy như bay qua khu rừng rậm, xông thẳng đến tòa thành của công tước Johnson. Đi đến đâu, nhìn thấy bất kỳ người Lancaster liền lập tức vung kiếm chém, giết hết. Tất cả mọi người trong tòa thành công tước vội vã liều mạng chạy trốn. Jenny mặc một chiếc váy dài màu đỏ hồng đã nhiều ngày, tóc rối tung gương mặt tiểu tụy, trên cánh tay trắng nõn toàn là vết thương. Cô đứng nơi cao nhất của mật thất trong tòa thành, hai tay nắm chặt song sắt ánh mắt hướng về đoàn người đang la hét nhau nhau bỏ chạy phía tòa thành. Đúng lúc cô đang nghi ngờ, cửa sắt đột nhiên được mở ra, cô lập tức xoay người, nhìn thấy mẹ cô vừa khóc vừa chạy đến ôm lấy mình kêu to, Jenny. Mẹ, Jenny cũng xúc động ôm chặt bà. Chúng ta đi nhanh thôi, vương tử York đã phái binh lính đến rồi. Giết tất cả người Lancaster trong tòa thành, công tước đã phản bội hắn, hắn chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta chấm than ngoặc kép, bà nhanh chóng nắm chặt tay Jenny, kéo đi ra ngoài. Mẹ, chấm than ngoặc kép, Jenny nắm lấy tay mẹ mình, vội vã hỏi, tất cả chúng ta đều phải đi sao? Đúng vậy, tất cả mọi người chúng ta đều phải đi. Bà nhanh chóng kéo tay con gái khoác thêm chiếc áo choàng màu đen cho cô, che khuất mặt cô, nhanh chóng đi xuống cầu thang xoắn ốc của tòa thành, đi đến nơi nào, rất nhiều người bị công tước giam giữ ở nơi đó, đang kêu la cứu mạng. Jenny xoay người muốn cứu bọn họ. "Không, bây giờ chúng ta phải lập tức rời đi, ngay lập tức, hai chị của con đã chạy đi cùng hai vị công tử quý tộc rồi." "Mau lên." Bà nhanh chóng kéo cô đi nhanh xuống cầu thang, rất nhanh dọc theo vườn hoa bên ngoài tòa thành khắp nơi rối loạn, chạy ra khỏi tòa thành, liền thấy xe ngựa đang ở phía trước, người đánh xe đang lo lắng chờ đợi, kêu to: "Phu nhân, mau lên." Bà nhanh chóng kéo tay Jenny, vội vã đẩy cô lên xe. Jenny bị mẹ đẩy lên xe, vừa ngồi lên xe, vừa xoay người lại nhìn về phía vườn nho xa xa, ngay trước mắt, bị tuyết phủ trắng xóa, hai tròng mắt của cô nhanh chóng lưu chuyển. Mau lên, chấm than ngoặc kép, bà biết con gái mình có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, để tránh phức tạp, không nỡ để cô chịu khổ, lại mau chóng dùng khăn đen trùm lên đầu cô, lập tức ra lệnh cho người đánh xe xuất phát. Không, mẹ, không, chấm than ngoặc kép, Jenny khẩn trương nhìn về phía mẹ mình. Vội vàng nói, con không thể rời khỏi nơi này. Con không thể. Vì sao? Bà tức giận nhìn về phía cô. Jenny nắm chặt tay của bà, khóc nói, con không thể rời bỏ vườn nho được. Con không thể. Jenny, bà sốt ruột nhìn về phía Jenny, đau lòng kêu to, con phải lập tức rời khỏi đây. Tất cả mọi thứ ở đây đều sẽ bị san bằng, con đã phản bội công tước, dù con đi tới đó, khó có thể nhận được hạnh phúc. Con chính là kẻ phản bội. Mẹ Jenny lại khẩn trương nhìn về phía mẹ, kêu to, con từng cứu vương tử, con tin tưởng anh ta sẽ không làm hại con. Con phải trông coi vườn nho này, con không thể rời đi, mùa xuân sang năm nó sẽ nảy mầm, sẽ có thật nhiều việc cần làm, chúng nó sẽ trồi ra, sẽ đâm chồi." Jenny, chấm than ngoặc kép, mẹ cô kích động kêu to, vương tử yóc giết người không chấp mắt. Con không nên bị vẻ ngoài của hắn lừa gạt. Không, không, con tin tưởng anh ta. Con tin tưởng anh ta có thể hiểu, trong thế giới của con không có người Lancaster, cũng không có người York, chỉ có linh hồn mà Thượng Đế ban cho, muốn bảo vệ, nước mắt, Thượng Đế. Chấm than ngoặc kép, đột nhiên Jenny nhanh chóng nhấc váy lên nhảy xuống xe, sau đó ngẩng đầu, hai mắt đẫm nước mắt nhìn về phía mẹ mình, nắm chặt tay bà, vội vàng nói, mẹ. Mẹ của con, người nhất định phải chăm sóc chính mình thật tốt, con sẽ không có việc gì, cho dù con phản bội cả thế giới này. Con nhất quyết sẽ không phản bội vườn nho. Hầm chứa rượu đang còn rất nhiều rượu, chúng đang từ từ biến thành một màu đỏ của máu. Jenny, bà khóc lóc nhìn về phía con gái của mình. "Mẹ, hẹn gặp lại, con tin tưởng anh ta, con tin." Jenny nhìn về phía mẹ mình, lại nhấc váy lên, từng bước một lùi về phía sau, cuối cùng hướng về vườn nho mà chạy đến. Jenny, bà ngồi trên xe ngựa đang vội vã chạy đi, nhìn về phía con gái khóc lớn. Jenny đi về phía đám đông, tuyết bay lất phất, thở hồn hền, nhấc váy dài lên, chạy như bay về phía trước, vườn nho đang ở ngay phía trước, cô nhất định phải đứng trước vườn nho, nói cho người thanh niên này biết, chính mình đã hy sinh thân thể cứu anh ta, là bởi vì yêu anh. Xin anh vì mình, không nên tổn thương mọi người trong thành. Cô không muốn bởi vì chiến tranh, chỉ vì muốn đạt được sự thống trị mà làm hại đến những người vô tội. Tuyết bay lất phất bay. Một bóng dáng màu hồng đang vội vã chạy về phía trước. Đội ngũ người ngựa chạy như bay đến, những bông hồng tung bay phất phới trên bầu trời. Người gióc thúc ngựa chạy đến chỗ nào, tay lại nâng trường kiếm, chém giết vô số người, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Jenny dường như nghe thấy tiếng chém giết đáng sợ, nước mắt của nàng chảy xuống, kêu to, "Đừng. Đừng, đừng giết những người vô tội. Họ là những người đã ở trong vườn nho này từ khi mới hình thành." đã tạo nên nước rượu đỏ để cứu tính mạng của chàng. Anh ta thúc ngựa dẫn đầu đi đến, trong tay cầm dây cương, nhìn thấy một đội quân người và ngựa đã chạy vào tòa thành, anh lại ghim ngựa, từ trên cao nhìn xuống, những bông tuyết nhẹ nhàng bay, lại nhìn về phía vườn nho kia, nhớ tới cô vô cùng yêu quý vườn nho, đôi mắt giận dữ sáng lên, vung kiếm lên kêu to, đem toàn bộ người trong vườn giết hết cho ta. Phóng hỏa thiêu hủy cả vườn nho, không được lưu lại bất cứ một cành lá nào toàn bộ đốt hết cho ta. Ra lệnh một tiếng, đã chuẩn bị xong hỏa tiến, nhưng ánh lửa sáng lên hừng hực, bắn thẳng vào vườn nho. Lập tức, đêm tối này, liền bị ánh lửa chiếu sáng vô tận. Jenny đứng cách rất xa, nhìn về phía trang viên rực lửa, vẫn nộ giống như muốn thiêu đốt cả bầu trời, tim cô tan nát, đột nhiên cô chạy tới khóc giống lên la to. Đừng, 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 chỉ có nơi này mới có thể nuôi dưỡng được những cây nho tốt nhất. Đừng cô chạy thật nhanh về phía trước kêu to đừng anh ngồi trên lưng ngựa nghe thấy tiếng kêu to quen thuộc kia mạnh mẽ quay đầu nhìn thấy bóng dáng đỏ hồng đang chạy về hướng trang viên mái tóc dài đỏ rực nhẹ nhàng bay trong gió khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vào giờ phút này lại nghiêng nước nghiêng thành như vậy anh nắm chặt trường kiếm trong tay nhìn về phía trước lại lần nữa tức giận kêu to đốt hết cả căn hầm đều đốt hết cho ta ta muốn phá hủy toàn bộ nơi này đừng chấm than ngoặc kép, Jenny khóc lóc chạy tới, lại nhìn thấy hầm rượu đã được mở ra, vô số hỏa tiến sông thẳng vào, bên trong nhanh chóng cháy, thậm chí phát ra tiếng. Nổ mạnh, tất cả nhanh chóng bị phá hủy, nàng khiếp sợ cùng tuyệt vọng mở to hai tròng mắt, rơi lệ nhìn khắp nơi đều tràn ngập ánh lửa hừng hực, vô số thi thể, nằm vật xuống trên mặt tuyết, bao gồm cả cái tên nô lệ da đen ngày ngày đều mắng mình là người Lancaster chết tiệt, cô bỗng nhiên nhớ tới buổi tối đáng sợ kia, chính mình đã cứu vớt một tên ác ma. Anh thức giận thúc ngựa phi đến, bỗng nhiên nhảy xuống, trong tay cầm trường kiếm, hướng về phía cô kêu to, nàng là kẻ phản bội đáng chết. Kẻ phản bội đáng chết, nàng đã phản bội ta, đáng ra nàng có cơ hội trở thành nữ nhân của hoàng tử ta. Thế nhưng nàng đã phản bội ta. Jenny tóc rối bời, vẫn duy trì vẻ tiêu tụy như ngày bị vũ nhục ấy, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt rơi lệ nhìn khắp vườn nho, còn có một chút rượu trong suốt đang bốc lên theo ánh lửa, trở về với thượng đế. Cô bi thương, khổ sở nói: "Thượng đế, người tự tay sáng tạo linh hồn, lau khô nước mắt cho người, người ở trên thế giới này đã không còn nước mắt rồi." "Không còn, có ai hiểu được, nước mắt của ngài rơi xuống, từng viên từng đều mê hoặc lòng người, có bao nhiêu quý giá." Bởi vì thượng đế không dễ dàng rơi lệ, rượu nho của ta, lòng ta yêu rượu đỏ, người vẫn còn phải tiếp tục lên men từng viên bọt nhỏ bé kia, là điều tinh khiết nhất của nhân loại, là tư tưởng tốt đẹp nhất. Ta thương xót, rượu nho, thượng đế, rốt cuộc tại sao người muốn dẫn ta đi đến bước đường này? Vì sao? Anh ta vẫn cầm trường kiếm trong tay, vẫn giống như lúc mới gặp mặt, luôn tức giận hướng về phía cô nói, tại sao nàng lại phản bội ta? Nàng là nữ nhân duy nhất ta hôn, tại sao nàng lại phản bội ta? Jenny rơi lệ, vẫn nổ quay mặt sang, nhìn về phía nam nhân trước mặt, nắm chặt tay, nhớ tới sự việc vài người đàn ông cùng với công tước, nhao nhao xé rách quần áo của mình, một cơn tức giận bay lên, buồn bã mà tuyệt vọng nói tại sao ta lại phản bội ngươi. Bởi vì ngươi là người yốc đáng ghê tởm, ngươi là kẻ giết người không chấp mắt, lúc trước ta không nên cứu ngươi, không nên cho ngươi hôn ta trong thùng rượu, ta cho rằng những bọt khí đáng yêu kia có thể cứu vớt linh hồn máu lạnh của ngươi, thế nhưng hiện tại ta mới hiểu được, không ai có thể cứu vớt ngươi. Ngươi đã khiến cho cả vùng đất Minh Mông biến mất. Linh hồn của ngươi là ma quỷ. Nếu như có thể, ta muốn đem tuyết trắng phủ hết lên người của ngươi, để cho ngươi nghẹt thở mà chết. Anh ta nghe xong lời này, hai mắt mở to, giơ cao thanh kiếm, không có chút do dự, giận dữ phung lên chém qua cổ nàng. Máu tươi rơi trên tuyết trắng. Jenny đứng ở tại chỗ, hai mắt đẫm lệ, máu tươi trên cổ trào ra, chỉ còn lại một chút hơi thở cuối cùng, ôn nhu mà tuyệt vọng nhìn về phía nam nhân trước mặt cuối cùng ngã trên mặt tuyết, những bông tuyết như buồn bã mà bay toán loạn trên mặt, trên thân thể cô, giống như màu đỏ của rượu. Jenny thân yêu của ta, nàng còn nhớ không, khi đó nàng xuất hiện trong rừng rậm, ta tin nàng chính là ngọn đèn mà thượng đế phái tới để cứu vớt linh hồn ta, ánh đèn rất yếu ớt, thế nhưng nó vẫn không ngừng kéo dài, cuối cùng nàng cũng ăn nghỉ cùng vườn nho, trái tim của ta cũng bị nàng mang theo rồi, kỳ thực ta với nàng đều như nhau, ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã yêu nàng sâu đậm, đáng tiếc chúng ta có duyên nhưng không có phận vừa yêu vừa hận nàng là yêu nhưng ta là hận tình yêu không ngừng sinh trưởng có yêu mới có hận thế nhưng trong cái vòng luẩn quẩn của tình yêu là thù hận có thể vĩnh viễn trường tồn với trời đất được sao ta tình nguyện để nàng hận ta vĩnh viễn sánh cùng trời đất thế nhưng ta không còn cách nào cùng nàng đi đến cùng trời cuối đất hãy để ta dùng suốt đời để yêu chăm sóc vườn nho của nàng nếu như ở trên trời nàng thương tâm mà khóc hãy khóc cho thỏa thích cho vườn nho của chúng ta, rơi xuống những giọt sương ngọt, làm dịu linh hồn của ta. Hãy để cho ta vì nàng làm điều gì đó cho mảnh đất này. Jenny thân yêu, ta nhớ nàng, nhớ nàng. Mưa phùn nhẹ nhàng, bên trong lửa cháy dữ dội, vang lên tiếng xèo xèo, thời gian trôi qua trong chớp mắt. Đường khả hình ngồi trên ghế dựa, nghe xong câu chuyện xưa này, đã khiếp sợ rơi lệ, kích động đau khổ khóc thành tiếng. Vì cô gái tên là Jenny đáng yêu kia, vô cùng xinh đẹp nhưng tình yêu lại không trọn vẹn. Lòng cô lại đau như cắt, khóc giống lên, vốn cho là chính mình đã đủ kiên cường và dũng cảm, nhưng trước cô gái xinh đẹp này, sinh mệnh cùng linh hồn cũng không đáng để nhắc tới. Từng giọt nước mắt lăn xuống, lúc này cô mới hiểu được, nó quý giá như thế nào. chương 533, anh đào mộng mơ. Jenny cho đến chết cũng không biết anh ta là ai, chỉ biết anh ta là hoàng tử. Cho đến chết, kể cả tên anh ta cô cũng không có được, ngoại trừ nụ hôn bất đắc dĩ kia. Quang cảnh lễ rửa tội, ánh sáng mặt trời sáng chói ngày đó anh ta cùng với sự xuất hiện của cô bộc lộ sự xa cách giữa cái chết của cô, tình yêu yếu mềm trỗi dậy, vẫn nhất quyết thực hiện lời hứa chưa hoàn thành với cô, cho đến chết cũng phải bảo vệ vườn nho mà cô đã liều chết canh giữ, khắp cả nước mở ra vô số phòng ăn, truyền bá nét mê người của rượu đỏ, dùng giá gỗ tốt nhất, dùng hầm làm nơi cất rượu, dùng bộ đồ ăn tốt nhất, bởi vì anh ta cảm thấy Jenny đang nhìn, cô đang nhìn. Linh hồn của cô đang nhìn. Jenny của ta, ta sắp sắp chết đi cho nên luôn luôn mơ thấy thiên đường có nàng đứng ở tầng mây dịu dàng nhìn ta, tươi cười ngọt ngào tựa như những giọt sương mai tưới mát trái tim già nua của ta, Jenny của ta a, nhớ linh hồn thuần khiết của nàng, trong thế giới của ta từng tồn tại mê người như vậy, ta thật rất hạnh phúc, không thể chờ đợi được ngày khép lại sinh mệnh cuối cùng của ta, cùng nàng gặp lại trên thiên đường, hy vọng thượng đế thương tình yêu của chúng ta, làm cho ta và nàng được gặp mặt một lần lại đầy ta xuống 18 tầng địa ngục vì điều đó mà mất đi linh hồn và chấp nhận bị trừng phạt, nguyện kiếp sau gặp lại, nàng là đóa hoa nho, ta vì nàng làm thùng rượu tận lực lên men tạo thành dịch nho, ngọt ngào, chua sót, cay đắng, toàn bộ hơi thở cho nàng, Jenny, đây sẽ là phong thư cuối cùng của ta, này, bức thư cuối cùng này sẽ là toàn bộ bầu trời trên nhân gian của chúng ta, yêu nàng, yêu nàng, yêu nàng. Alan từ trong ánh lửa ngẩng đầu nhìn về phía đường khả hình đang đau lòng rơi lệ khóc nước nở, tiếp tục giải thích gian phòng ăn này chính là sinh mệnh cuối cùng của hoàng tử. Lúc chuẩn bị vượt qua những năm tháng cuối đời thì mở ra một gian phòng ăn cuối cùng. Sau này bởi vì gia tộc tranh giành, anh ta bị ép rời khỏi. Chỗ này gián tiếp từng qua tay rất nhiều người, cũng từng nhất thời bị say mê. Thế nhưng cuối cùng vẫn không cam chịu được sự cô đơn lạnh lẽo, bị vứt bỏ. Nghe nói một điều cuối cùng trong truyền thuyết, hoàng tử từng ở trước phòng ăn này, nhìn phía xa dòng sông xinh đẹp giàu có, trong lòng tưởng niệm Jenny. Đường khả hình kinh ngạc rơi lệ nhìn Alan, cô bỗng nhiên bổ nhào tới, ngã quỳ ở trên người anh, nắm chặt tay anh, đau buồn nói anh rốt cuộc là ai? Anh rốt cuộc là ai? Anh rõ ràng hiểu tiếng Trung, anh rõ ràng có thể giải thích hoàn chỉnh với tôi như thế, anh rốt cuộc là ai? Alan trầm mặc nhìn đường khả hình đang kích động, ánh lửa ánh lên gò má đã ửng đỏ của anh, đôi mắt sáng ngời, dịu dàng mà thâm thúy như vậy, anh mỉm cười nói, trên thế gian này, không có những chuyện tốt đẹp trùng hợp như vậy đâu, sinh mệnh để tồn tại, đều phải tuân theo quy luật tuần hoàn, tôi chỉ là một đầu bếp hướng tới hiểu biết về thực thể, làm việc ở nước nước trong một gian phòng ăn của Hoàng gia nước Anh, tới đây tôi luôn luôn hướng tới du lịch bản xứ, gặp em tôi cũng giống như Hoàng tử nhìn thấy một cô gái ngây thơ. Đường khả hình mở to hai mắt nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Alan mỉm cười nhìn đường khả hình, mềm giọng nói, đây, thực sự chỉ là một chút duyên phận tốt đẹp, bởi vì tôi ở trong hoàng gia, từng nghe quá nhiều chuyện xưa, cũng hiểu được, người sáng lập hoàn cầu vốn có huyết thống hoàng tử, cho nên mới càng nghi ngờ đi tới nơi này. Thật vậy à, đường khả hình kinh ngạc hỏi, cô không khỏi nhớ tới trang hạo nhiên, anh ấy còn mang huyết thống hoàng tộc nữa chứ? Alan gật đầu, đường khả hình im lặng không lên tiếng, quay mặt sang, rơi lệ nhìn thấy ngoài cửa sổ, một vùng trời đã sáng lên màu xanh mê say mê, lá đỏ nhẹ nhàng bay, rơi xuống giống như mưa sương, nhớ tới đêm qua mưa đã ngừng nhưng câu chuyện xưa ấy trong lòng cô vẫn không yên, trong trái tim cô đột nhiên tràn đầy sức mạnh, nhớ lại Jenny ở trong thời gian chiến tranh, nhấc lên váy thật dài, đến chết đều phải bảo vệ rừng nho kia, đến chết đều phải bảo vệ chất lỏng kia, đôi mắt của cô chợt sáng ngời. Em biết vì sao tôi bị em hấp dẫn không? Alan đóng lại quyền nhật ký, có chút xấu hổ mỉm cười nhìn cô. Đường khả hình không hiểu nhìn anh bởi vì em nói, em gọi là, đường khả hinh, Alan đột nhiên nhịn không được cười nữa. Đường khả hinh nhìn anh cũng ngượng ngùng cười. Tôi tin em sẽ đem phòng ăn này phát triển thật tốt, bởi vì có rất nhiều người cùng em tồn tại, Alan lại lần nữa cổ vũ cô. Rất nhiều người cùng em tồn tại, đường khả hinh nhìn hắn, yếu ớt đọc những lời này. Đúng vậy, rất nhiều người cùng em tồn tại bao gồm cả Jenny thiện lương, Alan dường như hiểu cô, mỉm cười nói. Đường khả Hinh nghe những lời này, liền nhớ tới câu chuyện xưa về rượu đỏ này này, cô đột nhiên cười, nước mắt lăn xuống, nghẹn ngào nói, em vẫn cảm thấy cuộc sống của chính mình trải qua rất nhiều thăng trầm, đau khổ cùng đáng thương, thế nhưng so với cô ấy, em có là gì? Cô ấy vì trang trại nho mà tự hủy khuôn mặt mình, còn em bị hủy má trái nhưng trong nháy mắt vứt bỏ tất cả, cô nói hết lời, nhìn hướng bên trong lò sưởi có những đốm lửa đang cháy, nhớ tới Jenny, dường như sinh mệnh, một linh hồn dịu dàng giống như người mẹ chặt chẽ che chở chính mình ở đây còn ghi lại những món ăn kết hợp với rượu đỏ một cách hoàn hảo nhất alan mỉm cười mở ra tư liệu trong nhật ký đưa về phía đường khả hình đường khả hình lập tức kinh ngạc vui vẻ cầm lấy phần tư liệu kia vừa muốn xem một lúc mới phát hiện toàn bộ đều là tiếng anh cô liền bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn anh alan nhịn không được nở nụ cười đi đến đường khả hình cũng bất đắc dĩ cười Câu chuyện xưa hôm nay đã kết thúc, trưởng thành thật sự cần có chuyện xưa. Đường Khả Hinh mặc đồng phục phòng ăn, trong thời gian mọi người chưa tỉnh dậy, thân thể cùng tinh thần đã phấn chấn chạy ra ngoài phòng ăn, đứng trên cỏ xanh, nhìn thấy mùa xuân về tới Cambridge, cánh hoa anh đào bay là tà rơi xuống, cây quế bên cạnh mang hương thơm bay đến, những cánh hoa màu hồng phấn trôi lững lờ trên dòng sông, chậm chậm đi về phía trước, có mấy sinh viên, quần áo mát mẻ, đeo ba lô, ngồi xe đạp, chạy qua như bay. Tiếng chuông êm ái, vui tai ngân vang giữa không khí. Đôi mắt Đường Khả Hinh sáng ngời, mỉm cười nhìn mọi thứ trước mắt, trong lòng nhớ Jenny, rốt cuộc mới hiểu rõ ràng, nếu như cô dễ bị thương chỉ là bởi vì thế giới của cô không đủ lớn, cô đột nhiên cười, đôi mắt tràn lệ nở nụ cười, hóa ra gia đình không ở đâu xa xôi, gia đình ở ngay trong lòng mỗi chúng ta, trong lòng cô muốn học hỏi hết mình trong cuộc tranh tài lớn nghênh đó thế giới này. Hi, Khả Hinh Lúc này Niki mới xoa mắt đang lim dim, đang mơ màng đi ra, kêu nhỏ. Trong nháy mắt đường khả hình quay đầu nhìn về phía Niki, đôi mắt sáng ngời tràn ngập năng lượng, ngẩng mặt mỉm cười tràn đầy lòng tin, đáp nhẹ, hi. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, chiếu rọi xuống, rơi trên người cô gái dũng cảm hiểu được sinh mệnh, rơi vào trên căn phòng tràn đầy tình yêu và chờ mong. Ngày hôm nay, phòng ăn chính thức mở cửa. Sáng sớm, đường khả hinh cùng với toàn bộ nhân viên trong phòng ăn đã đến những vùng lân cận cambridge phát tờ rơi tuyên truyền ngay cả tiểu mít đáng yêu cũng được bruce làm cho tấm biển quảng cáo suốt đêm hôm qua khiêng trên vai mặc chế phục tiểu phục vụ đáng yêu biểu lộ dáng vẻ tiểu thân sĩ đi khắp nơi mà alan dùng bề ngoài đẹp trai mê người của mình dưới tình huống phòng ăn chưa có khách đến trường tùy ý mỉm cười liền có mấy nữ sinh học viện hoàng gia nhìn anh cười còn gordon cùng sophie trong nháy mắt đã yêu thích phòng ăn bách hợp chạy đến học viện, vì phòng ăn mà tuyên truyền, nói đầu bếp của. Phòng ăn đã từng phục vụ người trong hoàng gia, ẩm thực cùng tướng mạo hết sức mê người. Xuân ấm áp là thời kỳ hoa nở, đường khả hình gieo xuống loại hoa hồng, mới nảy mầm đáng yêu như vậy, thế nhưng cô không thể chờ hoa nở rồi, ngay lúc này sắp đến bữa trưa, thời gian này còn chưa có khách hàng, cô vẫn như cũ khéo léo, thẳng thắn mà hòa ái, còn vui vẻ chạy vào chợ, vừa tuyên truyền phòng ăn của mình, vừa mua thật nhiều hoa tươi, Hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ, màu sắc xen kẽ trang trí khắp phòng ăn, còn bên ngoài vườn hoa, màu sắc tươi đẹp dưới ánh mặt trời, không khỏi nhớ tới lời cha dạy. Sinh mệnh thành công không nằm ở thời gian. Đúng vậy, chỉ cần mình không buông tha, cho dù hôm nay không ai đến, thế nhưng gặp được khách hàng, dù cho mình mất đi cuộc tranh tài này, nhưng mình vẫn còn tiếp tục. Đường Khả Hinh đứng dưới ánh mặt trời, cầm bó hoa hồng đỏ xinh đẹp nhìn chúng, vẫn màu đỏ tươi tốt, nở rực rỡ lại vươn ra tràn đầy niềm tin với cuộc sống mà mỉm cười, lập tức cầm một bó lớn hoa hồng đỏ, đặt ở hai bên phòng ăn, vừa cầm bình phun nước, phun sương lên những cánh hoa đã nghe phía sau có người nói, this restaurant is pretty good, phòng ăn này thật tuyệt vời. Cô khiếp sợ xoay người, tự nhiên thấy mấy nữ sinh tóc vàng khiêu gợi, ăn mặc thời thượng, trong lòng ôm sách giáo khoa, dọc theo cầu gỗ, mỉm cười đi tới, thậm chí nhìn thấy cả vườn hoa hồng, các cô hết sức kinh ngạc ôm sách giáo khoa, cúi đầu nhẹ nhẹ mới nhiệt tình cười rộ lên, nói, lúc, there are so many roses, I love this play, nhìn này, còn có nhiều hoa hồng như vậy, tôi rất thích nơi này. Đường khả hình nghe nói như thế, trong lòng của cô không khỏi ấm áp, nhớ tới nhiều ngày qua nỗ lực, hôm nay lại lấy phong thái duyên dáng mà mở lòng ra, đi tới đón tiếp một người khách hàng, đôi mắt cô rung rung nhịn không được cảm động, không nói nên lời mà đi đến. Nikki cùng Bruce lập tức ra đón khách thật nhiệt tình, mỉm cười nói, "Welcome to Lily Restaurant." Mấy nữ sinh tươi cười ngọt ngào đi về phía trước, vốn muốn vào phòng ăn nhìn nhìn, thế nhưng nhìn cả vườn hoa hồng trước phòng ăn như vậy, các cô liền tùy ý ôm sách giáo khoa, ngồi trên bàn phía ngoài phòng ăn bên cạnh vườn hoa nhỏ, đặt sách giáo khoa xuống, lại kinh ngạc mà vui mừng nhìn xung quanh, thậm chí có nữ sinh cởi áo khoác trắng, mặc áo lông màu xanh nhạt, quần jean màu xanh, mỉm cười ngồi vào ghế dựa phía trên. Lấy ra tạp chí đã được Khả Hinh thận trọng bố trí trên giá sách, lật nhẹ xem, mỉm cười nói. Good, ít the same warm home, home tốt, ở đây có cảm giác ấm áp như nhà mình vậy. Đường Khả Hinh vẫn như cũ không dám động, không thể tin nổi nhìn mấy khách hàng nữ sinh vô cùng thích chỗ này, nở nụ cười để Nikki tiếp xúc với khách. Từ trước đến nay Nikki vẫn hay nói nhiều, còn vô cùng nhiệt tình giới thiệu với khách hàng. Cô gái mặc áo lông màu xanh nhạt đằng kia là thiên kim của công tước, Bruce nhanh chóng khen ngợi phòng ăn ngày đầu tiên khai trương đã đem tuyết lê đã ướp lạnh mang ra, hướng đường khả hình nháy mắt một cái. Đường khả hình khẽ giật mình nhìn về phía cô gái nhã nhận đang ngồi trên ghế dựa phía kia, lật xem tạp chí, bộc lộ khí chất thục nữ, cô đột nhiên kích động cười nhưng lại lần nữa nghe phía sau có tiếng động, cô lập tức xoay người nhìn thấy mấy nam sinh viên, còn có một đôi tình nhân, bao gồm lữ khách Trung Quốc đến Cambridge, một thương nhân, bọn họ mỉm cười nói, khó có cơ hội được nhìn thấy phòng ăn Trung Quốc, nhất định phải vào nếm thử. Đường Khả Hinh lập tức vui vẻ đi tới đầu cầu, khom lung hướng mọi người, nghẹn ngào cười nói, rất vui được đón tiếp quý khách. Lời nói vừa dứt, bên cạnh cây cầu nhỏ, tiếp tục đi đến mấy khách hàng bị thu hút bởi tấm quảng cáo của bé mic bọn họ cũng vừa nói vừa cười hướng bên này, Đường Khả Hinh thực sự kích động đứng dưới ánh mặt trời, nhìn thấy ngày đầu tiên, vậy mà đã có hơn 20 khách hàng dẫm trên bãi cỏ xanh, bước qua nhiều loại hoa trước phòng ăn, đi vào phòng ăn hoặc ngồi trên xích đu dây vui đùa. Khả Hinh, con phải tin tưởng cha, khi con nỗ lực qua đi, thành công sẽ tự nhiên mà đến. Khả Hinh, Niki cầm khay, thực sự sốt ruột chạy vào phòng ăn nhìn đường Khả Hinh đang ngẩng người, kêu to cam on. We are so busy. Đường Khả Hinh vừa nghe, trong nháy mắt xoay người nhìn thấy Niki, liền nhẹ tình mỉm cười, dọc theo con đường tràn ngập ánh sáng, kêu to tới đây, chương 534, mấy chục giây. Đường Khả Hinh thật không có nghĩ đến, Ngày đầu tiên khai trương phòng ăn lại buôn bán tốt như vậy, hơn nữa cô đã đánh giá thấp cái chỗ Cambridge này, bởi vì toàn thế giới luôn có người lui tới nơi này mỗi ngày, liên tục không dứt, hơn nữa học sinh nơi đây, có lẽ là người trên trấn Cambridge, đều thích đến phòng ăn dùng bữa cơm, uống trà chiều, thậm chí đến vào buổi tối vừa nhìn dòng sông tràn đầy lặng lẽ trôi hoặc nói chuyện tình yêu hoặc nói lời yêu. Rốt cuộc Fitz đã cho mình một nơi có bao nhiêu tốt nữa đây. Đường Khả Hinh không dám tưởng tượng nếu mình buông tha cái chỗ này, không biết sẽ tổn thất lớn biết bao nhiêu. Cô tự khai trương phòng ăn, mỗi ngày đều kinh doanh đến 11 giờ đêm, đều vẫn luôn bận bận rộn rộn, đảm nhiệm vị trí chuyên gia hầu rượu đỏ duy nhất, luôn việc mua đồ ăn, kế toán, tính sổ ghi chép, thậm chí làm công tác vệ sinh hậu cần, ôm đồm hết toàn bộ, đến cuối cùng bởi vì buổi tối có quá nhiều khách hàng nên mới thuê một du học sinh người Trung Quốc đảm nhiệm các vị trí trên. Cảm ơn, Alan có nhiều thời gian rảnh phát huy Mỹ nam sắc của mình, Thỉnh thoảng phong độ nhẹ nhàng đi ra, cùng toàn bộ khách nữ nói chuyện phiếm một chút về thức ăn ngon và cảnh đẹp ở Cambridge, cũng bàn luận món điểm tâm của chính mình, từng làm cho nữ hoàng khen không dứt lời, những khách hàng hưng phấn ngẩng mặt cười to, Đường Khả Hinh đi đến trước mặt, một bên góp thêm tiếng cười, một bên vì khách hàng mở ra rượu đỏ. Trong khoảng thời gian này, khách hàng mở ra rượu đỏ lâu năm ít hơn nhưng người anh rất yêu rượu đỏ, từ thế kỷ cũ tới thế kỷ mới luôn luôn có người say mê rượu đỏ. Ở trong thế giới của bọn họ, mỗi ngày nhẹ nhàng nếm rượu đỏ là có thể kích thích bọn họ lãng mạn cùng tình cảm ấm áp lớn dần. Hơn nữa cực kỳ yêu thích việc nếm rượu đỏ cùng nhau trong bầu không khí như vậy. Vị yêu mà vô ý thức đi tìm tòi lịch sử rượu đỏ, còn có tìm tòi nghiên cứu mùi vị trong đó, bản năng bẩm sinh này, so với trong nước chỉ có một vài người trong giới thượng lưu. Mới có thói quen nếm rượu đỏ tốt rất nhiều, giống như Vitus từng nói, ở một đầu khác của thế giới có người đối đãi rượu đỏ với cách nghĩ không đồng nhất, có trợ giúp bản thân trưởng thành cùng tiến bộ. Nhưng mỗi con đường yêu đều xác thực, hơn nữa còn rất rõ ràng. Ô kìa, đường khả hình mở ra nút rượu đỏ, không cẩn thận làm bị thương tay, cô lập tức xin lỗi khách hàng, mỉm cười nói sorry. Một bên Alan cũng nhìn về phía khách hàng mỉm cười xin lỗi, vừa vươn tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nâng lên kiểm tra. Wow, oh, mấy cô gái người Pháp cùng nhau cười rộ lên. Mặt đường khả hình lập tức đỏ nhẹ rút tay ra vì khách hàng cẩn thận rót rượu. Alan cũng có chút xấu hổ, ngượng ngùng mỉm cười đứng lên, hai tay nhẹ nắm trên vai đường khả hình, dịu dàng mà thanh âm khản khản nói tôi đi vào trước. Mặt đường khả hình nhẹ nghiêng, có chút lúng túng đáp nhẹ ưm. Hắn là một thân sĩ người đức mê người, đàn ông ở đất nước bọn họ trung thành, thẳng thắn, đứng đầu trên toàn thế giới, một trong các cô gái đẹp người Pháp, vô cùng yêu thích phòng ăn này, thỉnh thoảng nhân tiện cùng bạn học dùng cơm ở đây, Thời gian đi đến vào buổi tối, liền nhân tiện muốn tới nơi này nếm một chút rượu ngon, ở đây nhân viên phục vụ đều hết sức xuất sắc và nhiệt tình, bao gồm bé mít đáng yêu kia. Đường Khả Hinh mỉm cười mà yên lặng nghe, sau đó vì khách hàng hoàn thành việc rót rượu, hơi vươn tay để cho các cô làm theo ý mình. Lúc này, Niki ôm khay đứng ở bàn có xích đu dây, trên khuôn mặt chớp mắt mỉm cười nhìn bóng dáng xinh đẹp của đường Khả Hinh, rất có ý tứ. Cô làm sao vậy? Bruce đến gần cô, kỳ quái hỏi. Tôi hy vọng khả hình cùng Alan vĩnh viễn cùng một chỗ, sau cuộc thi rượu đỏ, tiếp tục ở chỗ này, tôi rất rất thích chỗ này, Nikki ôm khay, lại một lần nữa rơi vào mộng ảo, đam mê mà say xưa nói. Bruce lùi lại nhìn nhìn Nikki, tức giận nói, nếu quả thật là như vậy, đại khái cô muốn nhiều hơn một đầu bếp. Vì sao, Nikki khó hiểu nhìn Bruce. Cô xem cái đầu bếp kia, gần đây không tới tìm cô. Bruce cười chế nhạo nhìn nhìn nói với cô sắc mặt Nikki cứng ngắt hai mắt vừa chừng vừa tức giận nói cái người anh đáng chết này anh là một người không có phong độ của người anh nhất anh là một người hẳn là nên nhảy vào dòng sông dùng thánh linh rửa tội cái đầu người anh của anh đi tức chết tôi mà đến đây đi tôi không ngại Bruce sửa sang lại một chút chế phục của mình sau đó kêu ngạo xoay người rời đi lão đầu ở phòng ăn này sau khi sống lại lần nữa Suốt cuộc cảm giác được mình là quản lý đáng tự hào của phòng ăn bách hợp, cái loại tự mãn tình cảm riêng của người anh cũng nổi lên. Thuận tiện ngẩng mặt nói, ngày mai tôi muốn tới tổng công ty báo cáo công tác. Tương lai ở nơi đó, tôi nhìn thấy vô số thục nữ mê người. Nikki vừa nghe xong lời này liền tức giận nhìn hắn nói, đúng vậy, làm cho các cô ấy đều biết anh chỉ là một lão đầu mục nát, còn có một đứa cháu của lão già hỏng việc. Bruce thấy một bà lão ở thị trấn Cambridge tuổi tác cũng sắp xỉ 50 giống như mình, hôm nay lại tới phòng ăn uống trà chiều, hắn lập tức hết sức phong độ nghênh đón, thậm chí còn gập cong cánh tay lên, xoay người nhìn phu nhân nói, mời phu nhân. Suốt cuộc bà cũng tới, tôi vô cùng vinh hạnh có thể gặp lại bà, khiến cho tôi biết bà luôn luôn yêu thích chỗ ngồi xinh đẹp này, hôm nay có lá đỏ vô cùng đỏ tươi. Cảm ơn, bà mỉm cười đưa tay khoác vào khuỷu tay Bruce, đi về phía trước. Đường khả hình đứng ở một bên trêu chọc nhìn khách hàng đáng yêu này, kìm lòng không được mỉm cười, càng ngày càng thích đất nước đáng yêu mà hiểu lễ này, thậm chí mọi người hưởng thụ cuộc sống, bọn họ mỗi người đều thỏa mãn đối với hiện tại mà lại chưa đủ, lại không hư hao một chút nào, bọn họ cho dù mưa gió cũng không thay đổi buổi trà chiều, cảm ơn hoàn á lớn mạnh là chỗ sửa vững chắc, để phòng ăn yêu cầu cái gì cũng liên tục cung cấp kịp thời, sau khi phòng ăn mở lại, thậm chí ngay cả thế giới rượu đỏ cũng mới, vận chuyển trước tiên nhất định phải đưa tới cho phòng ăn. Khả Hinh, Niki còn hết sức quan tâm đến cuộc tranh tài rượu đỏ của đường Khả Hinh, đi đến bên cạnh cô rất tò mò cùng nhiệt tình nói, hôm qua, doanh thu bán hàng của chúng ta bao nhiêu vậy? Phòng ăn của chúng ta đã khai trương được một tháng, không phải muốn hóa đơn rượu đỏ sao? Tôi rất khẩn trương, rất khẩn trương. Đường Khả Hinh sừng sốt, bận quá nên cô đã quên kiểm kê. Tập đoàn Hoàn Cầu Trung Quốc Việc tổ thi đấu phục vụ rượu vòng thứ hai, hôm nay chính thức công bố thành tích, mỗi phòng ăn trên toàn cầu sẽ đưa ra bản báo cáo, ghi rõ danh sách và số lượng. Sáng sớm, Nhã Tuệ đã kéo Tiểu Nhu, còn có Trần Mạn Hồng, hết sức lo lắng, dọc theo lối đi chạy như bay đến tòa nhà nhân viên. Mấy người lâm sở nhai, bọn họ cũng hết sứ nhiệt tình mà mở cửa xe đua, chạy thẳng theo hướng tòa nhà nhân viên. Mau, mau, Nhã Tuệ thật lòng không thể chờ đợi được mà kéo theo hai người bạn của mình hướng bên này. Ui ra, cô không cần gấp như thế. Trần Mạn Hồng thật không có cách nào giữ cô lại, nói tôi mang giày cao gót hơn 10cm đó. Sắp hai tháng rồi tôi không có tin tức của Khả Hinh. Nhà đầu này, không chịu nói cho tôi biết cô ấy ở nơi đó thì thôi, thế nhưng cô ấy xuất ngoại đã hai tháng, không thể ngờ đến một cú điện thoại cũng không dám gọi về. Thật là nhẫn tâm mà. Nhã Tuệ vừa tức vừa hận lại đau lòng cởi giày cao gót, suốt cuộc chạy đến màn hình lớn trong đại sảnh tòa nhà nhân viên, nhìn thấy nhiều quản lý cùng nhân viên đang dối giết tò mò đứng ở nơi đó chờ, đều hy vọng phòng ăn phục vụ rượu của chính mình có thể thắng. Tránh ra tránh ra, Tiểu Nhu thoáng cái sông tới, đem tất cả mọi người đẩy ra, sau đó kéo Nhã Tuệ, vô cùng khẩn trương nhìn bảng bố cáo, ngẩng đầu. Nhìn màn hình lớn, chỉ là sáng lên liên tiếp giải lụa màu đỏ, hình ảnh quảng cáo trận thi đấu lớn, thời gian tuyên bố còn 5 phút đồng hồ nữa, nhã tuệ khẩn trương đến giọng nói cũng lạc đi, gấp gáp thở phì phò, nhìn 5 phút đồng hồ đang giảm từng giây từng giây, cô nắm chặt hai tay, vừa nhìn bảng quảng cáo, một bên lên tiếng dọa nạt, nói tổ tông của tôi a à, tôi chỉ có thể ở đây nhìn thấy tin tức của cô, nhìn nhìn dáng vẻ của cô, không biết cô là gầy hay là mập, không biết nước anh nuôi dưỡng hay không nuôi dưỡng cô. Tôi không để ý cô thắng hay thua, nhưng cô đừng để bị thương mà rời khỏi, Thế nhưng cô ngàn vạn lần phải chăm sóc chính mình a. À. Nhã Tuệ nói xong cũng nhịn không được mà rơi lệ khóc lớn. Trần Mạn Hồng bất đắc dĩ nhìn bộ dáng Nhã Tuệ đang đau lòng cùng lo lắng, viên mắt liền hồng hồng, thở dài nói, trên thế giới này, tại sao có hai loại người như cô và Khả Hinh, như thế nào lại gặp nhau? Tiếp trước của các cô có phải là vợ chồng hay không a? À? Ô ô ô ô, Tiểu Nhu người đã cúi đầu, ô ô ô khóc lên, vừa khóc vừa lau nước mắt. Trần Mạn Hồng vừa nghe tiếng khóc của cô, liền chịu không nổi lớn tiếng nói cô khóc cái gì hả? Cô khóc cái mốc gì a? À? Khả Hinh với cô có quan hệ như thế nào a? À? Cô có vấn đề hả? Tôi rất muốn Khả Hinh nha. Tiểu Nhu lại khóc nước nở lớn hơn, nước mắt từng giọt chảy xuống trên lưng áo cô, lại nước nước nở nở nói, không biết Khả Hinh ăn xong ba củ khoai tây của tôi cho chưa? Phi, lúc này là lúc nào mà còn nghĩ đến ba củ khoai tây? Trần Mạn Hồng liếc cô một cái đừng ầm ĩ nữa, thành tích mau hiện lên, nhã tuệ ngẩng đầu đã nhìn thấy thời gian còn 3 phút nữa. Hai người cũng không dám nói, cùng nhau khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn. Phòng làm việc tổng giám đốc, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Tưởng thiên lỗi mực âu phục màu đen, áo sơ mi trắng bên trong, phía trước cài hoa màu xanh, ngồi trước bàn làm việc, chuyên chú lật xem tài liệu khách sạn dưới nước, một lúc lâu, mới nói, vào đi. Đông Anh mỉm cười đi vào phòng làm việc nhìn tưởng thiên lỗi, mềm giọng nói tổng giám đốc, thành tích phục vụ rượu ở vòng mới sắp được công bố ra. Trong nháy mắt tưởng thiên lỗi ngẩng đầu nhìn về phía Đông Anh, kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Đông Anh đi tới trước mặt anh khẽ gật đầu, dịu dàng cười nói, đúng vậy. Một phút đồng hồ nữa, ngài nhanh lên một chút mở trang web công ty lên đi. Hai chồng mắt tưởng thiên lỗi nhanh chóng chuyển động, nhớ tới đã đến hai tháng vẫn không có tin tức của cô, cô thậm chí ngay cả gọi một cuộc điện thoại cũng không cho mình, loại tưởng nhớ mãnh liệt này dường như nặng trĩu ở trong sinh mệnh, anh lập tức mở máy vi tính, trang web tổng công ty nhanh chóng sáng lên, quả nhiên thấy quảng cáo hiện lên đang chuẩn bị công bố thành tích phục vụ rượu, đây là vòng thi thứ hai, thành tích thi đấu giai đoạn giữa, nói cách khác, còn có hai tháng nữa cô sẽ mang thành tích của mình khởi hành trở về. Hai tròng mắt quyết liệt của anh chợt lóe, trên khuôn mặt rốt cuộc cũng hiện lên đến hai tháng, đầu tiên dịu dàng mỉm cười số giây đang dần dần thay đổi. Từ 50 giây đến 49, đến 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42. Thời gian dường như yên lặng bình thường. Nhã tuệ cùng Trần Mạn Hồng, còn có Tiểu Nhu, các cô mỗi người đều khẩn trương nhìn màn hình lớn. Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng nhìn chăm chăm. Vitus và Lauren, còn có mọi người bình phẩm, bao gồm chủ tịch Trang, chủ tịch tưởng và hội đồng quản trị toàn cầu, vào giờ khắc này đều khẩn trương nhìn. Giang tử thần và thiên thiên bị mọi người áp đảo chiến thắng của hai người, càng khẩn trương nhìn. Thời gian từng chút từng chút một đếm ngược. Rốt cuộc nghênh đón 10 giây cuối cùng, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Trung tâm màn hình lớn, chợt sáng lên doanh số bán hàng của 7 chuyên gia hầu rượu, tất cả đều là các phục vụ rượu hàng đầu thế giới doanh thu bán hàng nửa tháng, 100 vạn tới 130 vạn lúc đó, đây đã là thành tích hết sức kinh người. Giang tử thần cùng thiên thiên cùng nhau đứng lên, chăm chú nhìn màn hình lớn. Hình ảnh giữa màn hình, một giải lụa đỏ chợt bay múa, sau đó vụt sáng một đoạn kim quang, tên ba người đứng đầu chợt sáng lên. Tên thứ ba, tuyển thủ hoàn á xuất hiện, thiên thiên, doanh thu bán hàng là 140 vạn, tên thứ hai là tuyển thủ tới từ khách sạn Á Châu, 150 vạn, hạng nhất, một cô gái vui vẻ xinh đẹp động lòng người, tóc thắt kiểu đuôi ngựa buộc lên đáng yêu, mặc chế phục màu đen phục vụ rượu, đứng dưới ánh mặt trời, nở nụ cười sáng lạn nhiệt tình, ở giữa màn hình, bằng tư thái xuất sắc, đạt được giải quán quân tuyệt đối của đợt thi thứ hai. A, à, đường khả hình, nhã tuệ, Trần Mạn Hồng cùng tiểu nhu nhìn về phía cô gái hạng nhất, phía dưới viết đường khả hình, hóa đơn rượu đỏ viết 178 vạn, áp đảo hoàn toàn giành thắng lợi, đoạt giải quán quân. Wow, à, Nhã Tuệ càng kích động khóc lên nhìn đường khả hình đứng dưới bầu trời nước anh, ngọt ngào tươi cười đáng yêu, nước mắt thường viên liên tục rơi xuống. Tưởng thiên lỗi kích động ngồi ở vị trí tổng giám đốc nhìn đường khả hình xinh đẹp tươi cười trên màn hình, dịu dàng và ngọt ngào như vậy, anh đột nhiên cười, đôi mắt hiện lên một chút đau lòng cùng vui vẻ. Provon, dưới bầu trời Pháp. Trang hạo nhiên mặc áo lông màu xanh nhạt, quần áo màu trắng thoải mái, tay cầm túi hành lý LV, từ một gian phòng ăn đi ra, Mưa phùn nhẹ rơi, lại lẻ loi một mình đứng ở giữa đường, nhìn về phía con đường kéo dài, đôi mắt hiện lên lo lắng cùng đau lòng, cảm thán thở dài một hơi, đang suy nghĩ, Khả Hinh, em đang ở đâu? Chương 535, đạt được. A, à, phòng ăn bách hợp truyền đến một loạt tiếng reo hò. Đường Khả Hinh đứng trong đám người, sửng sốt nhìn vào màn hình máy vi tính, tên của mình, bất ngờ xếp ở vị trí thứ nhất, cô ngẩn người thật lâu, nhưng vẫn chưa thức tỉnh ra khỏi cảm giác này chỉ cảm thấy mình sao có thể trong vòng một tháng, kiếm được nhiều hóa đơn rượu đỏ như vậy. Cô đột nhiên có chút gấp gáp xoay người, nhìn những vị khách xung quanh, có thể đang thưởng thức món ngon, hoặc là nhẹ uống một hớp rượu ngon, nói chuyện vui cười, vô cùng vui sướng, nhất khi nâng ly rượu lên, nhìn dịch rượu đỏ thẫm bên trong. Tất cả đều sôi nổi gật đầu, cảm thấy thật tuyệt. Sao có thể? Đường Khả Hinh vẫn không thể tin được, khiếp sợ kêu nhỏ, sao tôi có thể trở thành quán quân được? Alan tựa vào bên cạnh quầy ba, nét mặt vui sướng mà ngượng ngùng mỉm cười, ôn nhu nhìn cô. Đường Khả Hinh lại một lần nữa kinh ngạc nhìn những vị khách, mỗi người đều luôn miệng khen món ăn quả thực rất ngon. Sau đó lúc nếm rượu ngon, đều cảm thấy sự phối hợp này là độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Bình thường Alan mỗi đêm khi kết thúc việc kinh doanh phòng ăn, đều cùng mình nói về những quan điểm mới về món ăn ngon trên thế giới. Hơn nữa dùng tư duy hết sức chuyên nghiệp hướng về cô gái này giảng giải, một người có hơn một vạn nụ vị giác mà nụ vị giác chủ yếu để cảm nhận mùi vị, có bốn loại mùi vị. Là ngọt, chua, đắng, mặn, thời điểm khi bên trong cơ thể chúng ta cần vị ngọt, đã nói lên rằng cơ thể người này đang có tín hiệu thiếu hụt năng. Lượng, sản sinh ra vị chua, chủ yếu là thân thể người đó đang trong giai đoạn cần thay thế những thức ăn đã biến chất, vị mặn giúp duy trì sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Alan từng chút một giảng giải, đường khả hình từng chút từng chút lắng nghe, phát hiện những món ăn ngon, cùng với thế giới tiến bộ như nhau, hơn nữa có đôi khi, món ăn có lẽ sẽ tiến bộ nhanh hơn so với thế giới. Đúng vậy, Alan đồng ý với cách nhìn của cô, nói tiếp thế giới này, chính trị tràn đầy những âm mưu, thương tổn, chiến tranh, cướp đoạt, chỉ có thức ăn, là thứ tốt nhất có thể tránh được nguy hiểm mà từ trong nguy hiểm một lần nữa sinh ra mọi hoàn cảnh, lấy thân phận, nghệ thuật ra, không hề băn khoăn, đạt được sự phối hợp hoàn mỹ nhất. Được nghênh đón đưa đến trước mặt mọi người đường khả hinh nghe nói như thế đột nhiên hai mắt sáng ngời kích động mỉm cười nhìn alan alan cũng nhìn cô nâng mặt khẽ mỉm cười vươn tay nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô ôn nhu nói thân ái lúc này rất coi trọng cô có khả năng đối mặt nghệ thuật thuần khiết cùng hoàn chỉnh nhất nó có thể làm cho hoài bão trong cô được mở mang trong thế giới món ăn ngon và rượu đỏ phát huy trí tưởng tượng vô tận trong quá trình này không ai có thể ràng buộc cô càng không ai có thể ngăn cản cô cô hẳn là nên vui mừng, vì cô đã yêu nó. Đường khả hình thập phần chắc chắn mà cảm kích gật đầu, rồi lại vô ý cúi đầu, nhẹ rút bàn tay nhỏ bé của mình ra khỏi bàn tay anh. Alan trầm mặc nhìn cô, hai tròng mắt lại thoáng qua một tia nồng nhiệt mà ôn nhu. Đường khả hình thoáng cái lại ngẩng đầu, nhìn Alan, mang theo một chút buồn rầu cười nói, nhưng làm thế nào đây? Thời điểm hầu rượu, tôi vẫn không biết tiếng Anh. Alan nghe những lời này, liền im lặng cười, thật ôn nhu đứng lên, quay người đi vào phòng bếp. Đường khả hình nhìn bóng lưng Alan cao gầy mà dịu dàng, lúc anh đi vào bếp, luôn luôn trong nháy mắt xoay người, thất thần nhớ tới một bóng dáng khác, Alan so với người kia chuyên nghiệp hơn một chút, nhưng người kia nấu ra cho mình những món ăn ngon, lại khiến cho cả đời mình đều không quên được. Alan mỉm cười nâng lên một ly nước đá bảo ba màu, bên cạnh cái ly cắm một đóa hoa hồng trắng như tuyết, đưa đến trước mặt đường khả hình. Đường khả hình sửng sốt ngẩng đầu, Nhìn anh, kể từ buổi tối hai người cùng nhau đọc câu chuyện xưa giữa hoàng tử và Jenny, dường như đều coi hoa hồng trắng là đóa hoa duy nhất trong lòng bọn họ. Nếm thử đi, Alan tại nơi lấp lánh vô số ánh sao, mang theo hàn ý ban đêm, lộ ra ánh đèn yếu ớt, thật ôn nhu mà mập mờ nhìn cô, dường như trong nháy mắt có thể sẽ cúi người xuống hôn cô. Này, Đường Khả Hinh hết sức buồn phiền đứng lên, hai tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ của mình, rất xấu hổ cười nói, không được tôi không thể lại thưởng thức những món ăn ngọt của anh, tất cả mọi thứ, cũng không muốn nếm. Vì cái cảm giác hôn môi ngày hôm đó, làm cô xấu hổ đỏ mặt. Vì sao, Alan đột nhiên đến gần cô, tay đã nhẹ đặt trên hông cô, hơi cúi người, đôi mắt dịu dàng nhìn cô. Không, 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 chúc ngủ ngon, đường khả hình lập tức lúng túng đẩy anh ra, liền xoay người hướng phòng mình đi đến. Alan cầm ly nước đá bảo đứng phía sau cô, mỉm cười hỏi cô đã hiểu sao. Đường khả hình đứng bên cửa sau phòng ăn, xoay người nhìn Alan, mặc dù không giải thích, nhưng vẫn mỉm cười nói, vậy để tôi thử xem. Ngày hôm sau, đường khả hình mặc đồng phục nhân viên tạp vụ, trong lòng căng thẳng cùng thấp thỏm không yên đứng bên cạnh cửa phòng ăn, nhìn hai vị khách mỉm cười chào hỏi, rất vui được phục vụ quý khách. Tôi cần một loại rượu có chứa hương vị ngọt ngào của cherry, cảm ơn. Vị khách tiến vào, mỉm cười nói ra yêu cầu. Đường khả hình hơi ngạc nhiên, liền lập tức cười rộ lên nói à vâng lập tức sẽ chuẩn bị cho ngài cô lấy kinh nghiệm phục vụ rượu trong quá khứ nhìn hai vị khách nữ người anh này quần áo tùy ý tay cầm túi sách qua loa thoải mái đặt cạnh chỗ ngồi nói chuyện gì đó mà cô nghe không hiểu thế nhưng có thể cảm giác được trong lòng của vị khách đang vui vẻ lập tức xoay người đi về phía hầm rượu nghĩ trước nghĩ sau một lúc cuối cùng trên giá của tầng rượu trắng chọn ra bình rượu đến từ valencia tây ban nha khiến người ta vui vẻ mà thanh cao với những bọt khí có trong loại rượu này. Việc sản xuất loại rượu nho này được giữ vững theo phương pháp truyền thống. Nho được hái vào lúc dạng sáng, dùng những quả nho được hái vào lúc này sẽ tận dụng được khả năng duy trì chất lượng quả tốt nhất, màu sắc của những bọt khí trong quá trình ngâm có màu vàng nhạt, mang theo hương vị đặc thù của dâu tây, táo, còn có thạch trái cây nho nhỏ, mùi vị thật sự vô cùng ôn nhu, giống như quả bông bằng đá trượt vào bên trong khoang miệng những cây nho này đều là những cây được chọn lựa kỹ lưỡng trong vườn nho. Phương thức nghiền ép cũng hết sức mềm nhẹ, có lẽ người ta cảm nhận được bậc thầy trong quá trình trưng cất rượu này, xem rượu như người tình của mình, thật dịu dàng nâng niu. Đường khả hình không lên tiếng trong suốt quá trình ướp lạnh rượu vang sủi bọt, để cho sinh viên đại học Zoe mới đến đảm nhiệm việc dạy mình cách giải thích quá trình thay đổi cùng hương vị của rượu nho một cánh chuyên nghiệp bằng tiếng Anh, đeo tai nghe, để cô ấy bất cứ lúc nào cũng có thể phiên dịch cho mình khi khách cần. Alan hơi căng thẳng đứng trước quầy Ba, nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh thở nhẹ một hơi, chuẩn bị bằng tiếng Anh thật tốt, dựa vào trí nhớ không đến nỗi tệ của mình, im lặng cúi người giảng giải rượu vang bằng tiếng Anh, sau đó đem rượu đã được ướp lạnh, cẩn thận đưa đến trước mặt khách, mỉm cười dùng khăn lông trắng, đem bình rượu sủi bọt cẩn thận từng ly từng tí nhẹ nhàng lau sạch sẽ. Hai vị khách mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, bởi vì xem được phục vụ rượu bắt đầu mở rượu vang sủi bọt là điều hết sức tuyệt vời, vui vẻ. Đường khả hình dùng ngón tay thon dài trắng nõn, thong thả xé vỏ bọc kim loại của bình rượu, nhẹ nhàng kéo, rồi mới theo đường vân vỏ bọc, hướng về phía trước xé bỏ hoàn toàn kéo hết vỏ bọc ra, nhìn về phía khung dây thép duy nhất quấn quanh cổ bình rượu vang sủi bọt. Cô lướt qua, liền bình tĩnh tay trái nắm chặt mặt bình, tay phải kéo, khung bảo vệ trong nháy mắt đã kéo xuống, tay trái đè nắp bình, dùng sức, dùng sức thật mạnh. Cô cố ý làm ra vẻ huyền bí, nhanh nhẹn mà khôn khéo nhìn hai vị khách hai vị khách nữ, nhìn nắp bình trong tay cô, có chút lo lắng. Now, we witness the miracle of the moment, hiện tại, chúng ta đang được chứng kiến kỳ tích của thời gian. Đường khả hình lại làm vẻ thần bí, nhìn những vị khách, vẻ mặt khoa trương cười nói. Hai vị khách nhìn nét mặt thoải mái của cô, cũng không nhịn được cười, bởi vì việc mở rượu vang sủi bọt chúng ta thường dùng để uống sâm panh, ở nước ngoài, bình thường sẽ không quá lãng phí bọt khí, những viên bọt này mới chính là linh hồn xâm panh. là một môn học lớn nếu như mở không đúng bọt khí trong rượu sẽ lập tức phun trào ra đường khả hình ung dung khẽ cười tay trái lại đè nắp rượu ngón trỏ cầm chặt mép nắp tay phải dường như đang tìm tòi nghiên cứu nhẹ nhàng ôn nhu xoay thân bình từng chút từng chút xoay suốt cuộc một trận nhẹ nhàng tiếng thở dài từ trong tay khả hình vang lên a à, hai mắt đường khả hình đột nhiên sáng lên cố ý ngạc nhiên nhìn bình rượu nhẹ nhàng bay ra một lớp xương mù mỏng giống như một giải lụa mềm mại của nàng công chúa, ha một tiếng, đắc ý mà hài lòng mở nhẹ nắp bình trong tay, nhẹ nhàng xoay tròn trước mặt vị khách, bọt khí trong bình rượu, được lưu giữ lại một cách hoàn mỹ. Wow, hai vị nữ khách, sôi nổi vỗ tay cười, thán phục. Đường khả hình cũng cười rộ lên, lập tức để NIKY đưa lên hai ly rượu tulip, cũng không nói nhiều, chỉ đem lời nói của mình tất cả đều hòa vào dịch rượu. Hướng trong ly rót ra một chút rượu màu vàng nhạt, chờ đợi những bọt rượu đáng yêu và tinh tế kia, từ từ giảm bớt, lại rót thêm vào, để cho bọt khí có đủ không gian bốc lên. Cô mỉm cười với khách, dùng một vài câu tiếng Anh mà mình vừa mới học được, nhìn những vị khách mỉm cười nói Listen to the whisper of wine, like happy fish. Hãy lắng nghe một chút âm thanh của những bọt khí đáng yêu, cực kỳ giống những chú cá nhỏ vui vẻ. Thank you, vị khách theo thời gian bị khả hình làm cho cuốn hút lại vui vẻ cười rộ lên, nâng lên ly rượu đầy bọt khí ra trước mặt, nếm một ngụm nhỏ, liền hết sức ngạc nhiên hài lòng gật đầu, nói, great. Thực sự quá tuyệt vời. Thanh you, please enjoy it, cảm ơn, chúc quý khách ngon miệng. Đường khả hinh mỉm cười nói xong, xoay người trong nháy mắt, sắc mặt lập tức tái nhợt, trên chắn căng thẳng đổ mồ hôi, vừa lau, vừa dùng tay mình quạt khuôn mặt nhỏ nhắn. Alan nhìn bộ dáng đường khả hinh, đột nhiên giống như một người chồng, khẽ cúi xuống cưng chiều mà ngại ngùng cười. You are a great, chấm than ngoặc kép, NIKY cảm thấy cô rất giỏi, liền nhìn về phía cô, vui vẻ nói. Đường khả Hinh cũng không nhịn được nữa, thả lỏng cười rộ lên, thực sự hiểu rằng, thì ra dịch rượu mới là ngôn ngữ chân chính, cũng giống như với đầu bếp, ngôn ngữ trực tiếp nhất chính là món ăn ngon, chỉ cần mình có kiến thức về rượu đỏ, quá trình hầu rượu sẽ thật hoàn hảo, thậm chí còn hơn nhiều loại ngôn ngữ, cô lập tức hưng phấn kêu to, BLUCE. Hi, chấm than ngoặc kép, Bruce nhanh chóng từ phòng ăn đi ra, nhìn Khả Hinh, trong lòng có chút sợ hãi, bởi vì cô gọi mình to tiếng như vậy, nhất định có việc, quả nhiên. Đường Khả Hinh suốt ruột vò tới trước mặt Bruce, hai tay nắm chặt cánh tay ông, giống như con gái nhìn cha mình, tìm được cơ hội thương lượng, cười nói, hereo the magic school. Xung quanh đây không phải có trường học phép thuật sao? Bruce nghe lời này lập tức vội bỏ chạy kêu lên, Baby, huân huyết đau Harry Potter, like our country without Sun công Bảo bối, trên cái thế giới này không có Harry Potter, giống như quốc gia của cô không có tôn ngộ không vậy. Từ khi đường khả hình học một chút tiếng Anh, lại ỉ vào Alan biết tiếng Trung, liền dùng tiếng Anh hết sức tồi tệ của mình, lừa gạt bọn họ nói, Trung Quốc có một con khỉ, có 72 phép biến hóa, đem thần tiên trên trời, tất cả đều đánh chết. Thế nhưng NIKY cùng Bruce hoàn toàn không tin, trong suy nghĩ của bọn họ lý tiểu long và thành long đã rất lợi hại rồi bọn họ cũng cảm thấy thần tiên không thể nào bị đánh chết được giống như jesus là thượng đế vĩnh viễn sẽ không bị đánh đổ bọn họ cảm thấy người trung quốc thực sự quá đáng sợ no chấm than ngoặc kép đường khả hình kiên chỉ ý kiến của mình theo thói quen dùng tiếng anh với ông vội vàng nói ông phải đi học ảo thuật khách nhất định sẽ rất thích xem ông đi học vài thứ ảo thuật ví dụ như đem tiền xua bỏ vào trong chén sau đó đem 100 bảng, từ trong tay ông, biến thành trong túi tôi. Đại loại như vậy. What? Bruce nhìn cô, kích động kêu to, ông mặc dù không hiểu, thế nhưng ông cảm thấy cái nhìn đường khả hình, nhất định là rất đáng sợ. Cứ làm như thế đi, chấm than ngoặc kép, đường khả hình tức khắc xoay người, lập tức đi tìm Zoe, thừa dịp tạm thời không có khách, nhờ Zoe dạy mình giới thiệu rượu đỏ bằng tiếng Anh giúp mình đạt được mục tiêu hôm nay. Cô hết lần này tới lần khác không ngại phiền toái, mặc kệ đang làm cái gì, bưng chén, rửa đĩa, hoặc đang nhổ cỏ dại, cứ có khách đến, cô lập tức tiến vào hầu rượu. Alan vẫn đứng một bên, rất trầm mặc nhìn cô, thực sự rất ít khi nhìn thấy một cô gái nào tích cực được như thế, cô dường như mãi mãi cũng không mất đi trí tuệ cùng nhiệt tình của mình. Lúc vị khách đầu tiên trao tay thực đơn, cô lập tức mỉm cười nhận lấy, thật cẩn thận hỏi ý kiến khách, có loại rượu nào vừa ý hay không? Vị khách ngừng đầu, hỏi đường khả hình có rượu gì ngon muốn giới thiệu không, Cô lập tức đem bốn loại rượu đỏ tiêu biểu nhất của phòng ăn, tùy ý khách chọn, lúc các cô im lặng, cô lập tức nhanh trí dùng tiếng Anh nói, tôi tin tìm được một loại rượu hoàn mỹ, cần có thời gian và duyên phận. Các vị tới vào lúc hoàng hôn sau giờ ngọ, chúng tôi sẽ chiêu đãi một bình rượu seri, thế nào? Tựa như dạo chơi tại Cambridge đầy mê hoặc này, tuân theo chỉ dẫn của món ăn ngon, chúng ta lại chọn ra một bình rượu. Những vị khách nhẹ nhóm cười rộ lên, gật đầu. Xin chờ một chút. Đường khả hình xoay người trong nháy mắt, lại thở phào nhẹ nhõm, lập tức cười hướng hầm rượu bước đi. Alan đau lòng nhưng lại cảm động mà tán thưởng nhìn cô gái nhỏ kia, mỗi lần mình có cảm giác cô không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, thì mỗi lần cô lại đều hoàn thành, hơn nữa hoàn thành được vô cùng mạo hiểm cùng hoàn hảo. Cứ như vậy từng ngày từng ngày trôi qua, cô gái này trong vòng một tháng, mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng, mỗi ngày tăng cường thời gian xuống hầm rượu tìm hiểu các loại rượu đó, còn có whisky, Hầu như mỗi ngày đều nói tiếng Anh không rời miệng, mở miệng ra là sẽ giới thiệu thết đãi rượu với khách trong phòng ăn bằng tiếng Anh. Mọi người đôi khi cảm thấy sức lực của cô không biết từ đâu mà tới, nhưng cũng lại đau lòng khi thấy cô rửa hết chén đĩa của phòng ăn, lại nằm trên bàn nghe tiếng Anh, vừa không nhịn được mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trời ạ, à, thành công chính là như vậy mà tới. Cô thật thông minh hoàn thành cuộc thi hầu rượu ở nơi đất khách quê người này, hơn nữa hiện tại đã có thể thích ứng một cách hoàn hảo với thực đơn của những vị khách, nếu như không hiểu Zoe ở phía sau sẽ chỉ ra ý muốn, sở thích của khách, cô lập tức có thể dùng tiếng Anh để diễn tả thực đơn phòng ăn cùng với ý nghĩa của rượu đỏ cho khách. Đương nhiên, nếu như người ta thảo luận về Oxford hay học việc phép thuật Harry Potter, làm thế nào chiến thắng Voldemort, còn nói ở Cambridge tồn tại rất nhiều âm hồn nhẹ nhàng bay trên bầu trời xinh. Đẹp, chiều sâu tiếng Anh bay đầy trời, cô đương nhiên không hiểu. Thành công, luôn luôn dành cho người có sự chuẩn bị. Một tháng trôi qua, Đường Khả Hinh không thể tin nổi nhìn vào tên mình trong màn hình máy tính, cư nhiên được vị trí thứ nhất, thực sự ngạc nhiên và vui mừng, một loại cảm xúc sâu sắc làm cho đôi mắt cô đỏ bừng. Bruce vui sướng đem tin tức tốt này nói cho những vị khách trong phòng ăn, mọi người tất cả đều sôi nổi vỗ tay vui cười, bày tỏ sự chúc mừng, thậm chí có một vài sinh viên quen biết Alan đều đề nghị người đàn ông này cho cô gái mà mình yêu mến một nụ hôn. Alan nhịn không được đỏ mặt, mọi người lại một trận ồn ào lúc đường khả hinh còn chìm đắm trong vui sướng đột nhiên anh vui vẻ mà ngại ngùng bước lên phía trước ôm chặt cô gái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu trước mặt nhẹ tay giữ sau gáy cô nhẹ nhàng đong đưa thân thể mềm mại của cô cưng chiều cùng chúc mừng đường khả hinh trong nháy mắt đỏ mặt wow chấm than ngoặc kép tất cả các vị khách gồm cả bruce cùng niky còn có sophie bọn họ dồn dập vỗ tay vui cười muốn tác hợp cho bọn họ đừng náo loạn Đường khả hình thoáng cái muốn đẩy anh ra, lại bị Alan ôm vào trong lòng, anh lại ngay trước mặt tất cả mọi người trong phòng ăn, cúi mặt tựa vào bả vai cô, ngượng ngùng mỉm cười xúc động nói, ok. Congratulations, I this you so help, including the blue ski, white cloud, sweet twin, and lily restaurant, and we. Được rồi, chúc mừng cô, tất cả mọi thứ, cô đều nhận được, bao gồm bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng, những cơn gió ngọt ngào, phòng ăn bách hợp, còn có chúng tôi nữa. Đường khả hình tựa trong ngực anh, hai mắt đỏ bừng, nhẹ ngẩng đầu lên, nhìn anh nhịn không được nghẹn lời cười, nói, really? Including you, thật vậy sao, bao gồm cả anh? Alan ôn nhu nhìn cô, hai tròng mắt thoáng qua một tia ngọt ngào cùng mở ám, cười rộ lên nói, yes. Đường khả hình cảm động cười, nhìn vào màn hình máy tính vị trí tuyển thủ xuất sắc nhất xuất hiện hình ảnh của mình, toàn bộ hình ảnh màu sắc rõ nét, ánh mặt trời rực rỡ, xung quanh một màu xanh biếc, đỏ tươi, mặc đồng phục của mình, đứng trước ống kính, tự tin cùng nhiệt tình, giống như lúc 19 tuổi, ngọt đáng yêu tươi cười, trong lòng cô không hiểu sao lại đau xót, mà chôn trong ngực Alan, có chút kích động cùng mệt mỏi nghĩ, vì đoạn đường này, thực sự rất mệt, rất không dễ dàng. Càng nghĩ càng xúc động, cô lại nắm chặt cánh tay Alan, cúi đầu nhỏ giọng nước nở, nước mắt ào ào chảy xuống, đến cuối cùng nghĩ đến ba mẹ còn có nhã tuệ, đè nén không được, nước nước nở nở kích động mà run run khóc lên. Alan cảm nhận được cô trong thời gian này thực sự vất vả cùng gánh nặng, áp lực vô cùng, cô gái nhỏ, một đường khó khăn đi tới ngày hôm nay, thực sự rất không dễ dàng, liền lại đau lòng ôm chặt thân thể đang run run của cô, khẽ vuốt sau lưng cô, cảm động cười. Tập đoàn Hoàn Cầu tại Trung Quốc. Giang Tử Thần và Thiên Thiên không thể tin nổi nhìn về phía hình ảnh một cô gái, tuổi chừng 23, đối mặt với hình ảnh dáng vẻ tươi cười thuần khiết kia, không thể tin cô ta như vậy mà có thể áp đảo đối thủ đạt được quán quân. Không thể nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 535.